trương 1663 đêm tối là cái gì? Là thời điểm nhân loại ngủ say. Đa số nhân tộc bình thường, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì đi nghỉ. Cho dù là tu sĩ siêu phàm thì ban đêm cũng dùng nhiều cho tiềm tu, tĩnh tọa, minh tưởng. Khi mọi âm thanh đều tĩnh lặng thì tâm hồn sẽ đi lang thang. Ban đêm thực sự thích hợp để thiền định, mà như vậy đối với nhân loại nó có ý nghĩa là thời khắc yên tĩnh, cũng là thời khắc khôi phục đôi chút sinh mệnh. Trong đêm đen, một đôi mắt màu xanh lục xuất hiện đó là mắt sói lần lượt từng con sói hoặc có thể nói là sói quỷ xuất hiện bên trên đài diễn võ là linh hồn của những con sói lần lượt xuất hiện trên sàn đấu cấm chế cổ xưa đã khiến cho không gian trên đài diễn võ vô cùng rộng lớn nhưng những con sói quỷ này lại nhiều đến như thế mật độ của chúng dày đặc và không ngừng tăng lên đôi mắt của chúng như những vì sao trên bầu trời chúng gần như bao phủ cả võ đài bao vây trọng huyền tuân ở bên trong đã từng, vào lúc thần đạo cực thịnh, cũng chính là lúc quỷ đạo cực thịnh, có câu nói thần quỷ không phân biệt. Mục là quốc gia hùng mạnh duy nhất trong thiên hạ lấy thần đạo làm trường phái tu hành chính. Khi nói đến việc nuôi quỷ và sai khiến quỷ, thì tu hành giả của mục quốc là những chuyên gia. Đương nhiên, Thương Đồ Thần Điện trên núi Khung Lư cũng lấy thần đạo làm chủ. Nuôi quỷ và sai quỷ là một trường phái thuộc nhánh phụ, không phải chủ lưu. Những con sói quỷ dày đặc này, lợi dụng sự che giấu của màn đêm để tiếp cận trọng huyền tuân ở bên ngoài võ đài, người xem bắt đầu phát ra tiếng kinh thán. Con người thì luôn không thể chịu được việc cái đẹp bị tàn phá. Nhưng ở phía Tây Quốc thì lại chẳng mấy biến sắc. Khương vọng và kế chiêu Nam thì không cần phải nói, nhưng Vương Di Ngô, theo dõi trận đấu này từ đầu đến cuối cũng chẳng có chút cảm xúc khác thường nào. Hắn ta quá hiểu sức mạnh của trọng huyền tuân. Thế này có là gì chứ? Nhưng khi sói quỷ đã tập hợp thành đàn ở trên diễn võ đài, thì bóng người mặc áo trắng như tuyết vẫn đứng trên không trung dẫm trên thiên luân đã tắt đi ánh sáng khuôn mặt điển trai của y vẫn dạng người trong đêm đen ngay lúc này y đưa tay trái lên cao từ một nơi cao vô tận một tia sáng bắt đầu phát ra một chùm ánh trăng rơi xuống và chảy ra giữa không trung từ một chùm lan rộng thành hàng ngàn hàng vạn chùm ánh sáng mỗi một chùm ánh sáng tương ứng với một con sói quỷ trên võ đài lúc này dường như đang diễn ra một màn biểu diễn cực kỳ hoành tráng hàng ngàn hàng vạn chùm ánh trăng tràn ra trong màn đêm là một cảnh sắc đẹp đến mức nào. Đêm tối như mộng, ánh trăng như rừng. Mà mỗi con sói quỷ bị ánh trăng chạm vào đều cố định tại chỗ, không thể cử động. Đây là thần thông từ trước đến nay chưa từng hiện ra trước mắt người khác của, trong huyền tuân, có tên gọi là Nguyệt Luân. Hiệu quả của thần thông này được xưng là, ánh trăng như lao tù, không chỗ để che thân không chỗ trốn thoát. Nguyệt Luân và Vĩnh Dạ, há không phải là một sự kết hợp hoàn hảo ư dưới sự điều khiển của Na Lương, những con sói quỷ không ngừng vùng vẫy, nhưng chẳng con nào có thể thoát khỏi gông cùng của Nguyệt Luân. Ngay cả bản thân Na Lương cũng nhất thời bị cố định dưới ánh trăng. Trọng Huyền Tuân bồng bềnh hạ xuống, bộ quần áo trắng như tuyết ấy càng khiến y thêm phần tuấn lãng. Y đi xuyên qua rừng ánh trăng, bồng bềnh như tiên. Nhân vật bậc này, há có thể gặp được ở nhân gian. Y hạ xuống trước mặt của Na Lương, tay phải hơi nhấc, Thiên Luân đã tắt đi ánh ánh kia hạ xuống tay y, sau đó nhằm vào đầu Na Lương đánh mạnh giống như là kiểu đánh thái dần trước đó, nhưng lần này là nhắm vào chán của Na Lương. Bốp, suy cho cùng, Na Lương cũng không phải là thái dần. Dưới sự kìm hãm của Nguyệt Luân, Y vẫn có thể di chuyển bàn tay của mình. Trên tinh duyên thiên lang chảo, đồ án hình đầu sói lấp lánh tinh quang, mượn sức mạnh từ bốn tòa thánh lâu, đôi bàn tay của Y đã thoát khỏi xiềng xích, huy động tinh quang thiên lang, chào để chặn đòn đánh gần như không thể tránh khỏi của Trọng Huyền Tuân. Tia lửa bắn tung tóe trên khóe miệng của trọng huyền tuân vẫn có nụ cười như có như không điều này khiến y không quá lạnh lùng nhưng y hoàn toàn không hề để ý tới những con sói quỷ bị nguyệt quang khóa chặt cũng không làm gì khác y vẫn nâng thiên luân lên rồi lại đập xuống bị giam giữ trong những chùm nguyệt quang thân pháp nhanh tuyệt quỷ mị kia của na lương không thể phát huy ra được hắn ta không thể tránh đòn tấn công này chỉ có thể chặn nó tinh quang thiên lang chảo đan vào nhau trên đỉnh đầu bắp thịt trên cánh tay căng ra sức mạnh nguyên thủy nhất được bộc phát để ngăn cản thiên luân keng âm thanh này cực kỳ nặng nề vì trọng huyền tuân đã ra chỉ thêm trọng huyền lực lên trên thiên luân đây là sự va chạm giữa lực và lực tất nhiên na lương cũng không cam lòng nhận đòn mãi như vậy trong lúc đón đỡ đồng thời hắn ta cũng thôi động thần thông ngự khí không khí biến thành chùy đâm thẳng ra phía trước trọng huyền tuân đột nhiên di chuyển sang trái để tránh cú đâm thiên luân lại lần nữa rơi xuống chỉ thấy trong trận chiến nguyệt quang như rừng sói quỷ dày đặc bị cố định mà tại vị trí trung tâm, Trọng Huyền Tuân xoay quanh Na Lương, vừa tránh đòn tấn công của Na Lương vừa điên cuồng dùng thiên luân đánh vào trán y. Na Lương bị cố định trong phạm vi của Nguyệt Quang, vừa dùng tinh duyên thiên lang chảo chặn thiên luân, vừa điều khiển khí điên cuồng tấn công Trọng Huyền Tuân. Trong đêm đen huyền bí, ánh trăng sáng trong rơi xuống. Lúc này chỉ nhìn thấy một bóng trắng quay xung quanh một chùm ánh trăng. Trong một lúc, chỉ có thể nghe thấy âm thanh keng, 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 keng giống như một âm thanh va chạm bất tận cho đến khi ầm tinh duyên thiên lang trào tuột khỏi tay na lương và rơi xuống đất tinh duyên thiên lang trào sắc bén va chạm với mặt đất của võ đài có cấm chế cổ xưa phát ra tiếng va chạm cực kỳ rõ ràng na lương cuối cùng cũng không thể chống đỡ được cú đánh nặng nề từ thiên luân có sự gia tăng và duy trì sức mạnh từ thần thông trọng huyền rồi sao ý tưởng này nhảy lên trong đầu của rất nhiều người nhưng ở phía đối diện khi thiên luân lại rơi xuống na lương đột nhiên mỉm cười Tiếng cười vô cùng tàn nhẫn nhưng cũng cực hồn nhiên. Hắn ta đã làm một hành động mà khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hắn ta không những không hoảng sợ, không né tránh cũng không nghĩ cách bổ khuyết. Thay vào đó hắn ta vung tay trái của mình ném đi một cái tinh duyên thiên lang, chảo khác. Có vẻ hắn ta đã từ bỏ phản kháng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Y đang chờ chết à?" Một giọng nói vang lên từ khán đài. Nhưng mà, Na Lưng đang bị trói buộc trong ánh trăng. Người cả hai bàn tay đều trống không, đột nhiên vươn tay ra và nắm lấy thiên luân. Y và Trọng Huyền Tuân mỗi người cầm một bên thiên luân. Cách một chùm ánh trăng, đôi đồng tử màu xanh đậm nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu đen như trong suốt. Na Lương thấy đồng tử của người nam nhân trước mặt thật giống như quân cờ đen, là loại cờ trong cờ vây mà Y không hiểu lắm. Nếu ngã xuống thì không thể quay lại. Na Lương nhoẻn miệng cười, người có biết tại sao đôi tinh duyên thiên lang trào này lại tồn tại không? Trọng Huyền Tuân cũng đang cười, lực lượng Trọng Huyền không ngừng gia tăng, y cầm thiên luân không ngừng ấn xuống cười khẽ giống như rỗ dành một đứa trẻ tại sao nụ cười này khiến na lương không còn hứng thú nói tiếp con người không bằng sói đại đa số mọi người đều thua kém sói dối trá khách sáo vở vĩnh yêu ghét đều được giấu kín cánh tay hắn ta nhanh chóng mọc lên những sợi lông màu bạc răng nanh của hắn ta lại bắt đầu dài ra khiến người ta thấy mà rét lạnh thân thể hắn ta to lên một cách nhanh chóng cả người bò hẳn xuống mặt đất ngẩng đầu gầm vang với trời cao hoàn toàn biến thành một con sói bạc khổng lồ cao hai thước. Đôi mắt xanh thăm thảm nhìn chằm chằm vào Trọng Huyền Tuân, móng phải hơi lật, đã ấn thiên luân xuống đất. Chùm ánh trăng giam cầm hắn ta đã biến mất, hay nói cách khác, nó đang chảy trên bộ lông bạch kim của hắn ta. Uy phong lẫm liệt. Hầu như tất cả những người mục quốc đang ngồi trên khán đài đều chắp tay trước mặt, bàn tay khép lại. Bốn ngón trên hai bàn tay giao thoa, thì có ngón tay cái là trách ra, vẻ mặt sùng kính, miệng thốt lên, hốt na ba. Trong ngôn ngữ của thần, Hốt Na Ba có nghĩa là sói, là lang thần hộ pháp của thương đồ thần. Và trên thảo nguyên được bao phủ bởi ân sủng của thần thánh, chỉ có những người được thần ưu ái, những người được thương đồ thần, thực sự công nhận mới có thể đánh thức hình dáng cơ thể này. Đây là thần thông, lang đồ. Nếu muốn sử dụng nó, trước tiên phải xóa bỏ tất cả các loại đặc tính của các loại thần thông khác, sau đó thêm vào thần quyến. Có nghĩa là trên thần thông lại phải gia tăng thêm thần thông. Phải trải qua nhiều bước chắc trở như vậy, Sức mạnh của nó đương nhiên không thể so sánh với những thần thông bình thường khác được. Thần thông này còn có thêm ý nghĩa thần thánh khác. Những người có lang đổ có địa vị rất cao trên thảo nguyên. Đôi móng vuốt thiên duyên tinh lang rơi bên cạnh đôi bàn chân sói của Na Lương, không phải để làm cho hắn ta mạnh hơn mà là để chấn áp hắn ta, khiến cho hắn ta bớt đi sức mạnh. Sức mạnh của lang đồ luôn xung đột liên tục với chính nó. Tinh duyên thiên lang chảo tồn tại là để chế ngự, giam cầm sát tính của hắn ta. Na Lương lúc này mới chính là Na Lương ở trạng thái đỉnh phong. Con sói màu bạc khổng lồ cúi đầu nhìn Trọng Huyền Tuân, trong đôi đồng tử màu xanh lục ấy không tồn tại chút cảm xúc nào. Chỉ thấy hắn ta nhấc chân lên, nhìn như là tùy ý nhưng tốc độ lại nhanh khủng khiếp. Gần như ngay khi nhấc chân lên, thì chân hắn ta đã đáp ngay xuống trước mặt của Trọng Huyền Tuân. Sức mạnh và tốc độ của hắn ta đã tăng lên tới mức chưa từng có. Giải phóng Lăng Đồ, được gọi là Cận Thần Chi Khu. Trong lúc giờ tay nhấc chân đều mang theo thần lực trọng huyền tuân định rút lui nhưng rõ ràng y đã chậm một bước vẻ mặt bình tĩnh vốn có của y cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và sau đó y bị một cái chân đánh thẳng lên trán vương di ngô đứng bên ngoài vô thức nắm chặt tay dù cho mắt có cao hơn đỉnh đầu bao nhiêu chăng nữa thì cũng phải thừa nhận rằng na lương trong trạng thái thần lang mạnh đến đáng sợ lần đối đầu vừa rồi không phải vì thần thông trọng huyền của trọng huyền tuân không đủ để y có thể thoát khỏi đòn tấn công đó mà chính móng vuốt của na lương đã cắt đứt hàng nghìn hàng vạn dẫn lực xích lực xung quanh cơ thể trọng huyền tuân trọng huyền tuân bị đánh bất ngờ nên bị móng vuốt của na lương đánh trúng na lương rõ ràng là có ý thức trả thù mạnh mẽ và mục tiêu của móng vuốt lần này cũng rất rõ ràng ngươi đánh vào chán ta thì ta cũng sẽ đánh vào chán ngươi móng vuốt sói bạc rơi xuống bốp dường như có âm thanh như vậy kêu lên mà cũng dường như nó không hề phát ra chút âm thanh nào trên đầu trọng huyền tuân một thứ trói lọi như ngọc vỡ tan ra chiếc áo choàng trắng bay lên, nhảy lùi lại mấy bước rồi dẫm lên đầu một con sói quỷ bị ánh trăng ràng buộc. Biểu hiện của y rất nghiêm túc. Vừa rồi thần thông bảo mệnh của y đã được kích hoạt. Điều này có nghĩa là vừa rồi Na Lương đã có thể giết y rồi. Và đó là thần thông y dùng để câu giờ khi đối đầu với bảo bá chiêu. Nhưng vừa rồi là y đã bị ép đến tình huống cực kỳ nguy hiểm, và bắt buộc phải kích hoạt nó. Việc lực lượng trọng huyền, đột nhiên bị cắt đứt khiến y không kịp chuẩn bị là nguyên nhân chính của việc này cường đại như trọng huyền tuân sẽ không bao giờ che đậy sai lầm của mình nhưng cũng không bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân con sói màu bạc khổng lồ mà na lương biến thành nhìn xuống bên dưới như nhìn xuống những con kiến hôi sau khi giải phóng thần thông lang đồ hắn ta ngay lập tức phá vỡ xiềng xích của thần thông nguyệt luân vừa nhắc chào đã cắt đứt trọng huyền bí thật của trọng huyền tuân bắt buộc đối thủ của mình phải sử dụng thần thông bảo mệnh cận thần chi khu đương nhiên bao quát chúng sinh thần thông rất hữu ích con sói màu bạc nói hắn ta hung hăng đạp một chảo lên trên thiên luân đã tắt đi ánh sáng, khiến cho nó hoàn toàn tắt ngúm. Sau đó hắn ta phóng người, nhảy lên một đường vòng cung duyên dáng trên không trung, tàn nhẫn hỏi, ngươi có thể sử dụng nó mấy lần? Trọng Huyền Tuân vốn đang dẫm lên đầu sói quỷ, nhìn thoáng qua thiên luân, ánh mắt hờ hững. Y vươn bàn tay ra, đột nhiên một chùm sáng rực rỡ xuất hiện, rồi ngay lập tức bị y nắm lấy rồi bóp nát. Y thế mà lại chủ động phá vỡ thần thông bỏ mệnh. Từ bây giờ trở đi một lần ta cũng sẽ không sử dụng. Trọng Huyền Tuân ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con sói to lớn có bộ lông màu bạc ấy, thờ ơ nói, vậy bây giờ ngươi có thể tự hỏi chính mình rồi. Cái thân thể chó sói của ngươi lúc này, từ trong thân thể của y đột nhiên phát ra năm nguồn ánh sáng. Ánh sáng xuyên qua quần áo của y, phản chiếu những nhóm cơ rõ ràng mà săn chắc của y. Từ tinh khung cao cao, một tòa tinh lâu xuất hiện. Ngũ phủ đồng diệu, tinh quang nhiễu thể. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé lúc này trọng huyền tuân nhìn như một vị thần y dùng một chân dẫm nát con sói quỷ thành khói đen sử dụng tốc độ cực kỳ kinh người đuổi theo na lương đã lộ ra cận thần chi khu ngay giữa bầu trời trọng huyền tuân trực tiếp chạm trán với con sói màu bạc cao hơn hai thước ấy y vươn hai bàn tay ra chính xác bắt được hai móng vuốt đằng trước của thần lang cũng giống như lúc trước trong lồng giam của tinh quang na lương đã nắm chặt lấy thiên luân của y na lương có thể ghi thủ thì y cũng có thể Trọng Huyền Tuân đối diện trực tiếp với đôi đồng tử màu xanh thẳm, tiếp tục câu nói y đang nói giờ trước đó, còn có thể duy trì bao lâu nữa? Trước nội phủ, Thông Thiên Cung là nơi cung cấp toàn bộ lực lượng cho các tu sĩ siêu phàm. Sau khi mở nội phủ, mỗi tòa nội phủ bên trong cơ thể đều là một nguồn cung cấp sức mạnh mới cho tu sĩ, nhưng sức mạnh của năm tòa nội phủ chỉ hoạt động riêng lẻ, nó có thể chồng lên nhau được nhưng không thể hợp thành một thể, bởi vì thần thông khác nhau, nội phủ cũng khác biệt, chỉ có duy nhất một ngoại lệ đó chính là ngũ phủ đồng diêu của tu sĩ thiên phủ sở dĩ được gọi là thiên phủ sở dĩ được xưng tụng là thiên địa đệ nhất phủ sở dĩ nó mạnh mẽ như thế là vì một nguyên nhân rất trọng yếu đó là lực lượng của năm tòa nội phủ của tu sĩ thiên phủ có thể hoàn toàn trộn lẫn vào với nhau lực lượng này có thể hình dung như thế nào đây nếu như năm ngón tay mà để tấn công một mình thì dù có tấn công mạnh đến mấy thì sức lực cũng có hạn nhưng nếu năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm thì có thể dễ dàng hạ gục đối thủ Trọng Huyền Tuân vừa cao vừa gầy trông thật nhỏ bé, trước con sói khổng lồ màu trắng bạc cao hai thước ấy. Nhưng y lại nắm lấy hai chân trước của con. Sói đó, năm tòa nội phủ đồng thời phát huy sức mạnh. Thần thông Trọng Huyền được triển khai đến tầng cao nhất đã gia tăng, và duy trì lực lượng cho y. Ngũ phủ đồng diêu cùng với tinh khung thánh lâu đồng thời cùng chiếu dọi. Cơ bắp trên người y cuồn cuộn, y xoay người sang ngang, vung tay một cái. Bốp! Con sói khổng lồ màu trắng bạc cao hai thước trực tiếp bị ném đi một cú ném qua vai đơn giản nhưng nếu nó đập vỡ được cả cận thần chi khu thì ai có thể nói nó bình thường được na lương cũng bị kích phát hung tính hắn ta lăn mình trên mặt đất một cái muốn bật dậy nhưng trọng huyền tuân mang theo ánh sáng quanh người đã dùng tốc độ kinh khủng rơi xuống trực tiếp quỳ một chân trên cổ con soi kia đập mạnh xuống đầu nó một quyền đây là một sự nghiền nát mạnh mẽ tuyệt đối ngay cả khi na lương hóa thân thành thần lang sở hữu sức mạnh do thần ban tặng lại có thêm thân thể sói khổng lồ hắn ta cũng không thể đọ lại trọng huyền tuân về mặt sức mạnh hắn ta có thể kháng cự lại sức mạnh của nguyệt ma diệt sức mạnh của thiên luân cắt đứt sức mạnh trọng huyền trong lúc va chạm bằng thân thông thì đại hiển thần uy nhưng lại bị áp chế bởi sức mạnh thuần túy nhất thần lực vừa hiện lên đã bị ánh sáng rực rỡ tiêu diệt hắn ta xoay đầu muốn cắt chế trọng huyền tuân nhưng từ chỗ cổ truyền đến sức mạnh kinh khủng khiến hắn ta không cách nào động đậy mà trọng huyền tuân thì một tay nắm chặt tay sói một tay siết chặt thành nắm đấm, trên nắm đấm có thần quang chiếu rọi, dáng liên tục xuống chán hắn ta. Na Lương có thể cảm giác được, sức mạnh thần ban được bao phủ quanh thân đang dần tiêu biến đi. Đây là lực lượng gì? Bốp, bốp, bốp. Trọng Huyền Tuân không quan tâm Na Lương đang nghĩ gì, chỉ chăm chăm túm chặt lấy cổ hắn ta, giống như người phàm chiến đấu với dã thú, đơn giản và thô bạo. Vung nắm đấm. Khương Vọng từ trên khán đài nhìn xuống với ánh mắt đầy cổ quái, hắn cảm thấy trên nắm đấm của trọng huyền tuân có một cảm giác rất quen thuộc nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình của thái dần sao không đó là ánh sáng của ngũ phủ đồng diêu là sự kết hợp ánh sáng của ngũ thần thông tập hợp thành lực lượng tuy nhiên mặc dù nó không phải là nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình chân chính nhưng nó chắc chắn mang bóng dáng của chiêu thức này bên trong chắc chắn chiêu thức này lấy cảm hứng từ trên người của thái dần y đã đánh thái dần suốt cả trận bây giờ lại sử dụng quyền thế hỗn hợp từ ánh sáng năm thần thông không biết bây giờ người hạ quốc đang cảm thấy thế nào bốp 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 trọng huyền tuân không quan tâm khán giả dưới khán đài đang cảm thấy thế nào y chỉ lần lượt đánh bại đối thủ lần nữa củng cố thắng lợi mà thôi con sói khổng lồ có thân hình màu trắng bạc bị trọng huyền tuân với thân hình nhỏ bé hơn nhiều quỳ trên người và đè xuống dưới đất ánh trăng như rừng áo trắng như tuyết trọng huyền tuân quỳ trên cổ sói một tay nắm lấy tay sói một tay vung quả đấm năm nguồn ánh sáng rực rỡ trong người y tỏa ra vô cùng trói mắt mỗi đường cong cơ bắp lộ ra đều đang thuyết minh một loại mỹ cảm mang tên bạo lực mà nắm đấm của y lại vô cùng nặng nề mỗi một lần khi quả đấm của y giáng xuống thì không chỉ có thể nghe thấy tiếng răng rắc xương cốt của cận thần chi khu còn có thể nghe thấy tiếng từng tiếng run rẩy phát ra từ võ đài với cấm chế cổ xưa này thiên phủ thiên phủ từ trước đến nay chỉ nghe trong truyền thuyết và hiếm khi xuất hiện trước mắt mọi người ngày hôm nay những gì trọng huyền tuân thể hiện ra chính là thực lực của một tu sĩ thiên phủ khi lời tuyên bố của dư tỷ vang lên thì na lương đã bị đánh lùi cận thần chi khu lang đồ cũng bị phá hủy chỉ còn lại một hình bóng vừa nhỏ vừa gầy rơi xuống đất thống khổ nhưng bất lực cảm giác này nó giống như nằm một mình trên thảo nguyên chờ đợi quá trình phân hủy quá mệt mỏi na lương mơ hồ nghĩ lúc đầu tại sao hắn ta lại bị bỏ rơi trên thảo nguyên không ai có thể biết rằng ngay từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh Hắn ta đã mơ hồ có khả năng tự suy nghĩ. Loại túc tuệ này là đại diện cho sự tà ác trong giáo lý của Thương Đồ Thần Điện, vì nó mâu thuẫn với thế gian nên phải bị thiêu trong lửa. Vì vậy hắn ta chưa bao giờ để lộ ra. Tuy vậy túc tuệ này không mang lại trí nhớ hữu ích gì, chẳng qua là hắn ta có suy nghĩ từ rất sớm, sớm hơn so với những người khác mà thôi. Những kẻ 8, 90 tuổi rất nhiều, trí tuệ của hắn ta cũng không hơn ai. Chỉ là chỉ là hắn ta nhớ rất kỹ, mơ hồ nhớ được rằng lúc hắn ta vẫn còn là một đứa trẻ cảm giác đói khát bất lực chờ chết kia cũng giống như bây giờ vậy chỉ là giờ đây không có một con sói mẹ nào một con sói mẹ là mẫu thân liếm láp hắn ta một cách ấm áp như thế nữa cứ như vậy đi ta cũng đã rất cố gắng để sống sót rồi ánh sáng màu xanh lục trong đôi đồng tử trên gương mặt đầy vết máu của hắn ta dần tiêu tán trong ý thức mờ mịt cuối cùng của mình hắn ta cảm nhận được sự ấm áp người chiến thắng là trọng huyền tuân của tề quốc Dư tỷ tuyên bố, Trọng Huyền Tuân nới lỏng nắm đấm, chậm rãi đứng dậy. Nguồn sáng trong cơ thể dần mờ đi, nguyệt quang như rừng trên võ đài dần biến mất, đám sói quỷ dày đặc cũng biến mất trong đêm đen, rồi cùng với đêm đen biến mất. Trọng Huyền Tuân quay người lại, đi về phía Thiên Luân đã tắt đi ánh sáng. Tay trái phủ một tầng nguyệt quang, giống như cầm một mảnh vải trắng lau sạch những vết máu trên nắm tay phải. Khi nguyệt quang mở đi, hai nắm đấm của y lại trở nên trắng sạch như cũ. Năm ngón tay răng ra tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp và mạnh mẽ, y nghiêng người về phía trước và nắm lấy Thiên Luân. Ánh sáng của Ngũ Thần Thông xoay quanh Thiên Luân, sửa chữa lại ánh sáng của nó. Tất cả những người đang quan sát, có ngưỡng mộ cũng có kinh ngạc. Hóa ra Thiên Phủ mạnh không phải chỉ vì có năm thần thông, mà bản thân Thiên Phủ cũng là một loại sức mạnh. Cho đến khi thông báo của dư tỷ vang lên một lần nữa, mọi người mới chợt nhận ra là còn những trận chiến khác đang diễn ra trên sân. Người chiến thắng là Trung Sơn vị tôn của Kinh Quốc không ngạc nhiên khi trung sơn vị tôn đại diện của kinh quốc đã đánh bại phạm vô thuật của lý quốc thiên kiều mang theo tính truyền kỳ sinh ra từ một tiểu quốc đã không thể tiến xa hơn nhưng việc lọt vào top 8 của hoàng hà hội đã là một kết quả tốt chưa từng thấy của lý quốc kể từ khi lập quốc đến nay kết quả này có nghĩa là lý quốc đã có đủ tư cách để bước vào phía sau vạn yêu chi môn còn về việc có nên tự mình khai phá hay trao đổi tư cách này cho các quốc gia khác thì lại là chuyện riêng của họ ít nhất là bây giờ họ cũng có thể lựa chọn nhiều khi người ta không ngại khó nhưng điều đáng sợ là không có hy vọng có quyền được lựa chọn là ước mơ của rất nhiều quốc gia sau cuộc chiến trung sơn vị tôn đứng trên võ đài bình thản nhìn xung quanh sẵn sàng đón nhận ánh mắt nồng nhiệt từ mọi hướng về trận đấu vừa rồi hắn ta tự cảm thấy rằng bản thân đã làm rất tốt phạm vô thuật không phải hạng soàng người này có thủ đoạn phong phú ý chí kiên định tài chiến đấu cực cao trung sơn vị tôn đã chiến đấu một cách kiên định từng bước từng bước củng cố lợi thế của mình dùng một trận đấu đàng hoàng để cầm chắc chiến thắng mặc dù màn biểu diễn không được lộng lẫy cho lắm bởi lẽ hắn ta nhiều lần thấy rõ sơ hở nhiều lần khiến phạm vô thuật không công mà lui đây chính là đại xảo bất công nhẹ nhàng mà thong dong có câu nói là người thiện chiến không có chiến công hiển hách nghĩ ra thì hoàng hà hội là nơi thiên kiêu tụ tập được chú ý không nhỏ vậy nên hẳn là sẽ có người nhìn ra được sự ưu tú của hắn ta nhưng vô ý nhìn một vòng hắn ta phát hiện chẳng có mấy ai đang nhìn mình chỉ có trong đội hình cổ vũ của mục quốc là có phát ra tiếng cổ vũ, nhưng cũng thưa thớt và thiếu khí thế. Chưa ăn cơm hay sao thế? Hắn ta tự nghĩ. Lời thúc giục của dư tỷ đã văng vẳng bên tai, thiên kiêu mục quốc hãy bước xuống sàn đấu để chuẩn bị cho vòng tiếp theo của cuộc thi chính. Hắn ta nhìn lại lần nữa, một số người chiến thắng khác đã đứng trên khán đài điều hòa hơi thở, tĩnh tâm nghỉ ngơi, khôi phục tâm tình chỉ có mình hắn ta là vẫn còn đứng sững ở đó. Hắn ta là người kết thúc chậm nhất. Trung Sơn vị tôn mỉm cười, chỉnh lại trang phục trước khi bay ra khỏi sân đấu. Cho dù không có ai nhìn, cho dù người khác nhìn thấy thế nào thì phong thái của Trung Sơn Thị hắn ta cũng không thể bị mất đi. Ngay khi chân trước của hắn ta vừa rời khỏi sàn đấu, thì võ đài bắt đầu ầm ầm di động như đang đuổi hắn ta đi. Dù sao, sau vị trí tôn cũng lấy pháp tướng dáng lâm quan hà đài, quả thực không có ai kiên nhẫn chờ hắn ta bày vẻ phong độ. Trung Sơn vị tôn nửa xấu hổ, nửa lúng túng hạ thân hình xuống đất, ngoái đầu nhìn bốn tòa võ đài đang dần tập hợp thành một võ đài duy nhất ở khoảng giữa của đài thiên hạ chỉ còn lại một tòa diễn võ đài như thế trên đài diễn võ này sẽ tiến hành hai trận chiến đấu top bốn người sẽ chia thành hai tổ tuần tự tranh thắng bại sau đó sẽ tranh khôi tại đây về phần ai là người xếp vị trí thứ ba và thứ tư thì không quan trọng trong hoàng hà hội những năm trước đây không ai xem cuộc chiến của những kẻ thua cuộc trận tứ cường cấp độ ngoại lâu của hoàng hà hội đã xác định được thứ tự trận đấu lần lượt là đấu chiêu của sở quốc yến thiếu phi của ngụy quốc trọng huyền tuân của tề quốc và trung sơn vị tôn của kinh quốc bốn người này đều là những người tài năng nhất trong những thiên kiêu ngoại lâu của các nước trong thiên hạ những lời như cam trường an không may gặp phải đấu chiêu trước hay na lương gặp phải trọng huyền tuân nếu không bọn họ có thể thế này thế kia lấy cớ là điều mà kẻ yếu mới làm đối với thiên kiêu thì nó chính là sự nhục nhã kết quả cuối cùng của na lương và cam trường an là dừng lại ở bát cường dù có tiếc nuối hay đau khổ thì kết quả cũng là như thế dư tỷ nhấc một ngón tay lên trên võ đài một bức màn ánh sáng như bức họa lại lần nữa được triển khai ngay cả đệ nhất mỹ nhân của sở quốc dạ lan nhi cũng vô cùng chăm chú nhìn theo màn sáng chờ đợi kết quả sắp xếp trên bức màn ánh sáng đó tên của bốn vị thiên kiều ngoại lâu bắt đầu di chuyển pha trộn sau đó dừng lại trung sơn vị tôn của kinh quốc sẽ đối đầu với yến thiếu phi của ngụy quốc đấu chiêu của sở quốc sẽ đối đầu với trọng huyền tuân của tề quốc hài dạ lan nhi khẽ than một tiếng một cái khẽ cao mày của nàng ta đã khiến bao người tan nát cõi lòng. Đối với phần lớn người đến đây xem cuộc thi đấu mà nói, thì đây là một kết quả khiến người ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Trong các trận thi đấu trước thi đấu chiêu của Sở Quốc và Trọng Huyền Tuân của Tề, Quốc là hai vị thiên kiêu có biểu hiện khiến người ta cảm thấy đáng kinh ngạc nhất. Thậm chí, có thể nói biểu hiện của hai người là độc nhất. Bọn họ gặp nhau ở trận chung kết, phân cao thấp mới là kịch bản lý tưởng nhất. Bây giờ hai ứng viên cho chức vô địch lại đều va chạm với nhau từ sớm, khó tránh khỏi khiến cho người ta tiếc nuối. Nhưng quy tắc thi đấu chính là như thế, không ai có thể sửa đổi được. So sánh ra, người kinh quốc ở đây không khỏi thở dài một hơi. Trung Sơn vị tôn quả thực là thiên mệnh chi tử. Trong trận tranh tài này, lúc nào hắn ta cũng rút thăm được quẻ may mắn nhất. Vòng thứ nhất, đánh với thiên kiêu của Liên minh năm quốc gia Tây Bắc thì không nói. Vòng thứ hai đánh với Phạm Vô Thuật, thiên kiêu duy nhất của tiểu quốc trong bát cường. Vòng thứ ba lại tránh được hai thiên kiêu tuyệt thế trói mắt kia, đánh với thiên kiêu không phải xuất thân từ nước bá chủ duy nhất trong tứ cường. Suốt một chặng đường đến hiện tại, hắn ta hoàn toàn không phải bộc lộ ra thực lực chân chính của bản thân, tiêu hào rất ít sức mạnh, và có cơ hội để lại các con át chủ bài đến cuối cùng. Nếu đây không phải do thiên tuyển vậy thì cái gì mới gọi là thiên tuyển? Con bà nó, ngay cả hạ hầu liệt, đại đô đốc kỵ binh cũng không khỏi lẩm bẩm mộ phần tổ tiên trên núi của Trung Sơn ra bốc khói xanh rồi sao? Cái này đâu chỉ là bốc khói xanh. Khụ, Mộ Dung Long thả khí chất túc xác bên cạnh vội vàng ngăn cản. Quốc vận, quốc vận, y quả thực là mệt tâm quá mà. Một hoàng xá lợi không đứng đắn đã đủ đau đầu, giờ tới cả hạ hầu tướng quân cũng có vấn đề à? Nào có ai lại nói thiên kiêu nhà mình như vậy? Những người khác không có lòng tin với thiên kiêu của ngươi, chính ngươi cũng bảo hắn ta dựa vào vận khí, tuy cũng mang theo ý trêu chọc, nhưng bọn họ cũng đều rõ ràng, Trung Sơn vị tôn tuyệt đối có năng lực tranh khôi, nhưng đường đường là đại đô đốc kiêu kỵ binh mà cũng nói mấy lời không biết tiết chế như thế chuyển đi không phải trở thành trò cười cho người khác sao pháp tướng của sáu vị trí tôn đều có mặt ở đây đấy hạ hầu liệt cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình vội vàng sửa lại đây là vận khí cũng là thực lực dù cho mọi người có mong chờ thế nào thì hai trận chiến đấu cuối cùng của cấp độ ngoại lâu cũng đã bắt đầu trận chiến đầu tiên là trung sơn vị tôn cháu trai của đại tướng quân trung sơn yến văn của ứng dương vệ giao đấu với du hiệp ngụy quốc yến thiếu phi xét về mọi mặt từ xuất thân, địa vị, tài nguyên, tầm ảnh hưởng đây đều là một trận đấu vô cùng chênh lệch. Còn Trọng Huyền Tuân và Đấu Chiêu đang ở dưới đài chờ đến trận tiếp theo, thì vô cùng ăn ý, ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Hiển nhiên, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương là đối thủ, vậy nên họ muốn mau chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong, chứ không hề để ý gì đến cuộc chiến đấu trước mắt này. Điều này thực sự là kiêu ngạo, nhưng không ai nghĩ rằng bọn họ không xứng đáng, màn trình diễn trước đó của họ đã đủ để chinh phục người xem. Ngoại trừ người dân của kinh quốc và vệ quốc, những người còn lại đều tỏ ra không mấy hứng thú. Nhưng cho dù người khác có thấy thế nào, cho dù người khác có không mong đợi thế nào, thì đối với hai người đang đứng trên võ đài duy nhất còn lại, đây sẽ là trận chiến quyết định số phận của bọn họ. Đây là trận chiến vinh dự của riêng họ. Có người xem thì phải liều mạng, không có người xem cũng phải liều mạng. Trên đài diễn võ lẻ loi trơ trọi, hai vị thiên kiêu đứng đối mặt nhau. Trung Sơn vị tôn nhỏ nhã lễ độ, yến thiếu phi mạnh mẽ tự tin một người chắp tay ung dung, một người giữ kiếm chắc Việt. Nói tới, cho dù tại quan Hà Đài, nơi thiên kiêu tụ tập này, bọn họ cũng không tầm thường. Chỉ là đấu chiến thất thức của đấu chiêu quá trói mắt, bạch y tung bay của trọng huyền tuân quá phóng khoáng. Mới đè danh tiếng của tất cả thiên kiêu xuống, làm cho bọn họ lộ ra vẻ kém cỏi. Thế nhưng khi đã tới thịnh hội tranh đấu của tất cả thiên kiêu trong thiên hạ, ai sẽ cam tâm làm vật làm nền chứ? Cũng đã đi tới tứ cường, ai không muốn tranh quán quân? Từ ban đầu, bọn họ tới quan hà đài này cũng đều có mục tiêu là thiên hạ đệ nhất dù đấu chiêu và trọng huyền tuân trói mắt như thế nào đi nữa cũng không thể khiến bọn họ mất đi tự tin dù tất cả người trong thiên hạ đều không kỳ vọng vào bọn họ ít nhất thì bọn họ vẫn mãi kỳ vọng vào chính mình không nói tới trung sơn vị tôn đã phải học tập từ nhỏ tới giờ nghiêm khắc cỡ nào có thể đi tới đây cần tiêu hao bao nhiêu công sức dùng biết bao nhiêu là tài nguyên yến thiếu phi có thể dùng thân phận du hiệp để đại biểu cho ngụy quốc tới hoàng hà hội thậm chí lên tới tứ cường nỗ lực với cố gắng của hắn ta có kém với ai chứ thiên phú của hắn ta lại thua ai đây mỗi người đứng trên đài diễn võ đều phải có lý do nhất định phải thắng lợi cho nên bọn họ mới có thể trèo đèo lội suối vượt mọi trông gai vào thời điểm này gặp nhau tại nơi này trung sơn vị tôn nhìn về phía đối thủ của mình trong trận này đang định nói mấy câu xã giao như cố gắng thi đấu thể hiện phong thái của cường quốc bỗng nhiên có giọng hét lớn của hoàng xá lợi truyền tới từ trên khán đài đánh nhanh lên. Dù sao nơi này cũng không phải thái hư huyễn cảnh. Cũng không ai biết hắn ta là triệu thiết trụ. Mà ngoài thái hư huyễn cảnh, Trung Sơn Vị Tôn có hình ảnh là người nho nhã lễ độ. Cho nên hắn ta rất thấu tình đạt lý chắp tay với Yến Thiếu Phi. Xin lỗi, chúng ta cũng không có ý làm nhục các hạ. Chỉ là tính cách của nàng ta khá thẳng mà thôi. Thế nhưng giống như nháy mắt cho người mù nhìn vậy. Yến Thiếu Phi của Ngụy Quốc chỉ nhìn hắn ta, trong đôi mắt sáng người kia, cũng không có cảm xúc dư thừa gì, cũng không nói lời nào, Trung Sơn vị tôn ngẩn người, cũng nhớ rằng qua mấy vòng thi đấu chính thức, tên Yến Thiếu Phi này chưa từng nói câu nào cả ai, rõ ràng là một thiên kiêu, thế mà lại là người câm. Đáng tiếc, căn bệnh câm bẩm sinh này, hình như phải tới thần lâm cảnh thì mới có thể khỏi đúng không nhỉ? Nếu như có thể đổi cho Hoàng Xá Lợi thì tốt. Đáng tiếc, Trung Sơn vị tôn trên đài diễn võ còn đang quan tâm Hoàng Xá Lợi. Trên khán đài, kiêu kỵ đại đô đốc Hạ Hầu Liệt cũng đang răn dạy Hoàng Xá Lợi, người cổ động cho vị tôn cũng không phải chuyện xấu thế nhưng chúng ta phải có phong độ của đại quốc trước mặt mọi người mà ngươi lại dùng lời nói miệt thị nước khác không ổn về sau cần chú ý hơn hoàng xá lợi chớp mắt ta chỉ muốn xem soái ca đánh nhau sớm hơn mà thôi trọng huyền tuân đấu với đấu chiêu thật kích thích một người của ngụy quốc chưa từng nổi danh cùng với một trung sơn vị tôn đã nhìn phát chán rồi có gì phải xem chứ tốc chiến tốc thắng là xong việc làm sao phải kéo dài thời gian chứ khi ta nhắc bọn họ đánh nhanh lên là có ý này thế nhưng nàng ta vẫn biết lời này không tiện nói thẳng ra, đối với lời dân dạy của kiêu kỵ đại đô đốc thì cũng chỉ nháy mắt, không nói thêm lời nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trận chiến đấu này, đại tướng quân của Ngụy Quốc Ngô Tuân cũng ở dưới đài. Tại trận thi đấu không hạn chế dưới 30 tuổi, thiên kiêu của Ngụy Quốc bọn họ không thể đánh vào thi đấu chính thức, để tống quốc hơn một bậc. Thế nhưng trận đấu ngoại lâu lại là nổi bật, đánh vào tứ cường. Ngay trước vị trí tứ cường này, phần lớn đều bị 6 nước bá chủ chiếm hết. Yến Thiếu Phi có thể chen vào trong, thậm chí hiện tại vẫn còn có thể sống tiếp, đã rất khó có được. Ngô Tuân là người một tay xây dựng một cường quân cho Ngụy Quốc, tự nhiên có một loại khí thế lẫm liệt. Khi nghe được lời nói khinh thường của người Kinh quốc như vậy, chiến đấu còn chưa bắt đầu mà đã nói cái gì mà đánh nhanh lên, đương nhiên là ông ta cũng muốn cổ vũ thiên kiêu của nước mình, mày dậm dựng lên, quát lên như chống trận. Yến Thiếu Phi, hãy để người trong thiên hạ mở rộng tầm mắt đi, bản tướng quân sẽ chờ để mở tiệc ăn mừng cho ngươi hạ hầu liệt bên kia vẫn còn đang răn dạy hoàng xá lợi nói cái gì mà chúng ta là nước bá chủ nên làm gương mẫu cho thiên hạ không thể mất đi phong độ bỗng nhiên nghe được lời này của ngô tuân ông ta cũng đứng phát dậy chỉ tay về phía đài diễn võ nói vị tôn xử lý tên kia dư tỷ đang định tuyên bố trận đấu bắt đầu thì liếc nhìn ngô tuân lại nhìn về phía hạ hầu liệt hay là các ngươi lên đây chủ trì hoặc là các ngươi tự mình lên đấu ngô tuân bình tĩnh ngồi xuống giống như không có chuyện gì xảy ra cả vậy nếu thật sự đơn đấu, ông ta cũng không sợ hạ hầu liệt. Thế nhưng tại quan hà đài này, nếu ông ta lên thật thì mới là trò cười cho thiên hạ. Hạ hầu liệt lại không như thế, khi thấy Ngô Tuân ngồi xuống thì còn chừng mắt nhìn ông ta một lần, rồi mới bệ vệ ngồi xuống, vẻ mặt vinh váo, cứ như là mình đã thắng một vố vậy. Rất ngây thơ. Khương Vọng nhạy bén nhận ra, Pháp tướng đỉnh thiên lập địa của vị trí tôn kinh quốc, cùng tồn tại với lục hợp trụ. Hình như long bảo tinh Mỹ theo ngôi sao thất thải bỗng nhúc nhích chút, là bị gió sông thổi qua ư, hoặc là vị trí tôn này cũng cảm thấy mất mặt. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Khương Vọng đàng hoàng thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú vào trận thi đấu không bị coi trọng quá nhiều này. Sau khi dư tỷ xử lý hai kẻ quấy rối xong, mới chính thức tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Ánh sáng ngăn cách hai người cũng theo đó mà biến mất. Mà âm thanh tuyên bố vừa vang lên, hai người trên đài đã lao về phía nhau. Bọn họ đều dùng tốc độ cực nhanh, đâm về phía giữa võ đài cũng không rõ là ai ra tay trước cũng không rõ ai lại càng mạnh hơn bởi vì khi hai nắm đấm cứng rắn va chạm hai tia lửa bỗng nổ tung trong nháy mắt đã bùng lên lửa nóng hừng hực đã trải khắp đài diễn võ cũng là đài diễn võ này có cấm chế cổ xưa không gian rất rộng lớn thế nhưng hiện tại cả đài diễn võ đều bị lửa bao phủ phóng tầm mắt nhìn tới ngoài lửa ra không còn gì khác cả hầu như tất cả người xem không tập trung đều bị thu hút tới cảnh tượng này thực sự rất hoa lệ hai nắm đấm dừng lại tại trung tâm biển lửa cũng dùng nơi này chia làm hai nửa biển lửa sau lưng trung sơn vị tôn là loại lửa đỏ mang theo một chút màu vàng kim bùng cháy rực rỡ thiêu trời đốt đất biển lửa sau lưng yến thiếu phi là loại lửa có mang theo chút màu đỏ đậm của máu dương nanh múa vuốt gặm nuốt lòng người biển lửa chia làm hai màu giao thoa cắn xé lẫn nhau lại phân biệt rõ ràng trong ngọn lửa nóng cháy hừng hực bốn mắt hai người nhìn nhau mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc cũng đều có chút mừng rỡ đây là sự mừng rỡ khi gặp kỳ phùng địch thủ trước khi trận đấu này bắt đầu dù là trung sơn vị tôn hay là yến thiếu phi đều chưa từng biểu hiện ra thần thông hệ hỏa của mình thế nhưng tại lúc này lại ăn ý lựa chọn biểu hiện trong sự đụng độ bọn họ đều cảm nhận được sự không cam lòng ẩn giấu sâu trong trái tim lẫn nhau ai đến quan hà đài là vì nhìn sự sáng trói của người khác chứ cho nên bọn họ đều không hẹn mà cùng lựa chọn bắt đầu một cách hoa lệ như vậy bọn họ muốn lộ ra phong thái sáng trói toàn thiên hạ Mạc đạo tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. ầm ầm Trong cơ thể hai người cùng lúc phát ra tiếng sấm trầm đục. Đó là thông thiên cung đang phát ra lực lượng, là do nội phủ đang phồng lên một cách kịch liệt. Trong biển lửa sau lưng trung sơn vị tôn, một con chu tước màu lửa đỏ vỗ cánh bay lên, tiếng kêu vang chín tầng trời. Mà trong biển lửa sau lưng yến thiếu phi, một đóa hoa sen màu đỏ thấm bay ra ngoài. Nắm đấm đối nắm đấm. Thần thông đối thần thông. Nam Minh Ly Hỏa đối Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Khi thấy biển lửa ập tới, sóng lửa cắn nuốt lẫn nhau. Tất cả nguyên lực ngoài hệ hỏa đều bị đuổi tản đi hết. Khương vọng trên khán đài suýt nữa, thì không kìm nén được hạt giống thần thông trong nội phủ thứ nhất. Khi cùng lúc nhìn thấy hai môn thần thông hệ hỏa mạnh mẽ, tam muội chân hỏa của hắn cũng kích động. Nếu chỉ xét tới trình độ khai phá thần thông mà nói, có lẽ hắn cũng không thể tham dự trong đó. Thế nhưng dựa vào hỏa giới vạn vật sinh diện cũng chưa hẳn không thể đạo sức nhất là trong hoàn cảnh chỉ có nguyên lực hành hỏa này, rất thích hợp cho hỏa giới nảy mầm. Đây chính là nơi tụ hợp thiên kiêu của tất cả các quốc gia, hầu như tại mọi thời điểm đều có người có thể bốc lên chiến tâm của hắn. Quá tốt đi, loại cảm giác này quá tốt. Hai người trong biển lừa cũng nhờ vào càn dương chi đồng, mà bị hắn quan sát một cách tỉ mỉ không bỏ sót gì. Mặc dù không có càn dương chi đồng, dựa vào trình độ hành hỏa của hắn cũng không khó để có thể nhìn rõ trong tầm mắt của hắn chu tước cùng với hồng liên đang đứng đối lập với nhau hai mảnh biển lửa va chạm với nhau khó phân cao thấp cắn nuốt lẫn nhau cũng tự triệt tiêu bản thân mà trong biển sao xa xôi hầu như đồng thời có hai điểm sáng xuất hiện hai người đang giao chiến cùng sáng lên tinh quang thánh lâu sừng sững tại tinh vực nam phương chu tước ánh sao đổ xuống như thác nước chu tước sau lưng trung sơn vị tôn có một luồng lửa vàng kim xuất hiện quanh người nó càng lộ ra vẻ thần thánh bất phàm của nó mà hồng liên phía sau yến thiếu phi cũng có hai luồng lửa dài nhỏ màu bạc lưu chuyển quanh đài sen, như rồng cũng như rắn. Hai người đang va chạm, lại làm ra lựa chọn giống nhau một lần nữa. Dùng ánh sao của tinh khung thánh lâu để ra chỉ thần thông. Khương vọng bỗng hiểu ra, có lẽ cũng không phải bọn họ ăn ý với nhau, mà là bởi vì đại khái đây chính là chính đồ tại cảnh giới ngoại lâu của thần thông hệ hòa. Dùng tinh quang thánh lâu tương ứng để phụ trợ việc khai phá thần thông, sinh ra linh tướng thần thông như là Chu Tước và Hồng Liên này vậy. Hai người kia chỉ là khác đường nhưng cùng một đích đến. Như vậy sau khi mình tăng lên tới ngoại lâu, đại khái cũng biết nên làm thế nào để tiếp tục khai phá tam muội chân hỏa. Dẫn tinh lâu, quẩn dưỡng linh tướng, đạp lên con đường này mà đi về phía trước là được. Chu Tước lượn quanh biển lửa, tăng cường uy năng của biển lửa màu đỏ rực. Hồng Liên cũng liên tục xoay tròn, làm cho uy năng của biển lửa đỏ thấm tăng cường. Song phương đối đầu dựa vào cấp độ khai phá thần thông, đều không kém bao nhiêu sự hiểu biết và cách vận dụng tinh quang thánh lâu cũng khó phân cao thấp cứ tiếp tục như vậy đại khái cũng chỉ là tu vi đối đầu một cách thuần túy trước khi ngọn lửa dập tắt lực lượng thần thông biến mất thì không ai biết được thắng bại sẽ như thế nào là thiên kiêu của kinh quốc trung sơn vị tôn cũng không muốn thấy tình cảnh như vậy hắn ta hẳn nên dùng ưu thế áp đảo mà giành được thắng lợi mà không phải dựa vào kiên trì so đấu căn cơ xuất thân của đối thủ cũng không phải là lục đại quốc chẳng qua là du hiệp của ngụy quốc mà thôi hắn ta có càng nhiều lựa chọn hơn, làm sao lại chịu chỉ dùng môn thần thông này mà quyết ra thắng bại cơ chứ? Cường giả không như thế. Trung Sơn Tôn Vị đẩy nắm đấm về phía trước, rồi bứt ra lùi về phía sau. Khi lùi nhanh về sau, một quyền dơ lên. Ngay lập tức, binh sát bay lên như vòi rồng. Mà con chu tức kia thì ngửa đầu kêu dài, nuốt lửa vào bụng, biển lửa vô tận đều bị hấp thu hết. Hai cánh đập mạnh, mang theo đuôi lửa thật dài, quấn quanh với vòi rồng binh sát. Đỏ đen lẫn lộn, long tước quấn dao, theo một quyền của trung sơn vị tôn đập về phía trước tiếng kêu vang lên lao thẳng về phía yến thiếu phi đây là sát pháp do thần thông thánh lâu và binh đạo bí thuật hợp lại mà thành là một trong những át chủ bài của hắn ta dùng để tranh ngôi vị quán quân lúc này không dùng chờ tới khi nào sát pháp long tước binh sát thế nhưng ngay lúc này trung sơn vị tôn nghe được tiếng kiếm reo đó là một tiếng kiếm reo cực nhẹ cùng cực nặng giống như có vô số chuyện cũ không dám nhớ lại rơi vào trên thanh kiếm này vậy cố hương mộng cũ nơi nào tìm biển lửa đỏ thẫm cũng không thừa cơ quét ngang mà lại tương phản hầu như khi chu tước thu hồi biển lửa hồng liên nghiệp hỏa của yến thiếu phi cũng thu sạch về hồng liên trung sơn vị tôn có sự kiêu ngạo của thiên kiêu quốc gia bá chủ yến thiếu phi cũng có sự kiêu ngạo của hào hiệp ngụy quốc thứ mà trung sơn vị tôn không muốn yến thiếu phi cũng như vậy cho nên bọn họ lại cùng làm ra lựa chọn tương đương thứ duy nhất khác biệt chính là trung sơn vị tôn ra quyền yến thiếu phi lại rút kiếm trang phục của Yến Thiếu Phi rất bình thường, bình thường tựa như có thể thấy ở khắp mọi nơi vậy. Thế nhưng kiếm của hắn ta, chỉ cần xem vỏ kiếm cũng có thể biết thanh kiếm này có giá trị liên thành. Móc dây ngọc, hoa văn bạc, rát vàng, khảm đá quý. Tay nghề của tông sư, báu vật hiếm thấy. Khi thanh kiếm này ra khỏi vỏ, chính là long đằng cửu thiên, phượng minh bát hoang, như mặt trời ban trưa, có phong tư tuyệt thế. Kiếm dài bá thước rưỡi, lưỡi kiếm sáng lấp lánh. Kiếm này không có đốc kiếm, ngay trước chuôi kiếm chính là lưỡi kiếm bởi vì độ sắc bén của nó không thể bị ngăn cản đây là một thanh kiếm vô cùng trói mắt là một thanh kiếm vừa sinh ra đã muốn cướp đi mọi ánh sáng thế nhưng trên tay yến thiếu phi nó lại rất dịu dàng nặng nề và đau thương như thế yến thiếu phi rút kiếm ra chọc vào hồng liên hồng liên như được huyết ngọc điêu khắc thành đi tới mũi kiếm chưa từng run rẩy dù chỉ một chút thế nhưng nó làm cho người ta có một loại cảm giác quá nặng nề sức nặng mà sinh mạng không thể chịu đựng nổi tội nghiệt cả đời đều ở trong đó, đều gánh trên thân kiếm này. Cho nên dù thanh kiếm này sán lạn tới lóa mắt như nào, hiện tại cũng lại lạnh lẽo thê lương tới như vậy. Kiếm này, đã không chịu nổi sức nặng. Kiếm của Yến Thiếu Phi cứ đam vào hồng liên như vậy, rồi đưa nó về phía Trung Sơn vị tôn. Giống như định đưa đóa hồng liên nặng nề này, cho long tước điên cuồng kia. Long tước hỗn loạn, cùng há to miệng. Hồng liên đã hạ xuống, ảm đạm điêu linh. Bọn chúng va chạm với nhau. Long tước binh sát, kiếm thiêu hồng liên, và chạm chính diện, không có âm thanh nào truyền ra cả, ngay cả ánh sáng cũng rất chậm chạp, từng cánh hoa sen nhẹ nhàng rơi xuống, từng sợi lông vũ chu tước cũng lượn lờ giữa không trung, binh sát và kiếm khí cùng bay tán loạn, mọi thứ đều trở nên chậm chạp, là loại chậm đánh lừa thị giác, bởi vì khó mà bắt kịp chi tiết của cảnh tượng khủng bố này, cho nên sẽ mang tới cho người xem cảm giác chậm chạp sai lầm, tới tận khi một cánh hoa sen rơi trên mặt đất, ầm. Um một tiếng vang thật lớn nổ tỉnh đám khán giả trên khán đài cũng rất giống nổ tỉnh cả tòa đài diễn võ này ầm um, ầm um, từng tiếng nổ vang lên từng sợi lông vũ của chu tước đã bị chém nát cùng với cánh hoa sen đã lụi tàn cùng nổ tung lên kiếm khí bị đánh nát cũng bay tán loạn binh sát bị cắt đứt cũng điên cuồng bay lượn đầy trời từng ngọn lửa lượn vòng quanh bốn phía đỏ rực giống hoa mà đỏ thẫm lại giống máu trong thế giới hoa và máu này yến thiếu phi bước tới hắn ta như đang đặt chân lên vườn hoa vậy, đâm thẳng một kiếm trong biển hoa rực rỡ. Một kiếm này tạo ra ánh sáng rực rỡ làm cho người ta không thể nhìn thẳng, linh động, tự do, nhanh nhẹn. Có một loại khí thế sẽ đi tới tuyệt đỉnh, ta sẽ là đỉnh của núi cao. Thản nhiên, tự nhiên, sáng chói. Tẩy sạch ngụy trang tầm thường, lộ ra siêu phàm thoát tục. Giống như khi đánh bay hồng liên thì nó mới cho thấy bản chất của bản thân. Mời người thử trường kiếm, nhân vật đủ phong lưu, người này là yến thiếu phi hiệp khách ngụy quốc kiếm này có tên đắc ý được ngụy đế tặng cho trước khi đi khi đó ông ta nói anh hùng thiên hạ sẽ thấy yến đắc ý truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời em silly cà phê nhé đắc ý là thanh kiếm nổi tiếng thiên hạ được giấu trong vương cung đại ngụy hoàng đế nước ngụy tặng kiếm này cho yến thiếu phi để bày tỏ sự mong chờ không nói thành lời yến thiếu phi xuất thân du hiệp lại có thể trổ tài nổi bật hơn xa những người tài giỏi khác hơn nữa đắc chí với thiên hạ ở quan hà đài đương nhiên có thể được gọi là thiên kiêu giờ phút này hắn đưa hồng liên nghiệp hỏa vào trong kiếm lại mượn long tước binh sát của trung sơn vị tôn rửa đi hồng liên để lộ ra bản chân của thanh kiếm này rồi sau đó đâm thẳng ra một kiếm rửa đi duyên hoa như tỉnh mộng đây là một kiếm chiếu thẳng vào lòng người cũng là một kiếm đặc sắc tuyệt diệu đáng kinh ngạc một kiếm này gần như không kém gì đao thuật nhân duyên của cam trường an nhưng trung sơn vị tôn không hề kém cạnh long tước binh sát và kiếm tẩy hồng liên đều là chiêu thức vô cùng mạnh mẽ và chạm lẫn nhau khiến đầy trời tan tác yến thiếu phi có thể từ lạc anh tân phân chém ra một kiếm đắc ý trở về bản chân quả thật đã chiếm được tiên cơ nhưng chuyện này cũng không thể chứng minh được điều gì chỉ là một kiếm này càng thích hợp giờ này phút này mà thôi mà nắm đấm của hắn ta càng mạnh ở trong thế giới hoa và máu khi đối mặt với vị hào hiệp yến thiếu phi đang bước đến cùng với thanh kiếm đắc ý của hắn ta nắm tay của trung sơn vị tôn phồng lên chính xác là binh sát cuồn cuộn như dòng nước chảy viết như sóng nước trào dâng bao quanh nắm tay của trung sơn vị tôn thậm chí bao quanh toàn thân hắn binh sát hung dữ nguy hiểm trong chốc lát có rút lại ngưng tụ thành vật thật biến thành từng mảnh từng mảnh áo giáp màu đen bóng tầng tầng lớp lớp mảnh giáp bao phủ khắp người trung sơn vị tôn trên mũ giáp có sừng trâu trên áo giáp có hoa văn lửa tràn lan chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng thờ ơ ra ngoài một vị công tử có khí chất nho nhã phú quý trong giây lát đã biến thành một vị tướng quân lạnh lùng máu lạnh trên chiến trường đây chính là bí mật không lộ ra ngoài của trung sơn thị diễn binh đồ ma giáp nó không phải là một cái áo giáp mà là một loại công pháp đỉnh cấp có tác dụng tăng cường sức chiến đấu về mọi mặt cho người tu hành đại tướng quân trung sơn yến văn chỉ huy ưng dương vệ của kinh quốc hiện tại năm đó chính là dựa vào công pháp này để đi tới tám dặm biên hoang chém giết quá cảnh chân ma mà bình an trở về từ đó nổi tiếng khắp thiên hạ sau khi trung sơn yến văn sáng tạo ra công pháp này nó đã được thay thế cho thuật pháp truyền thừa ban đầu của trung sơn thị trở thành bí điển trung tâm của gia tộc bởi vậy có thể thấy được sự mạnh mẽ của nó trung sơn vị tôn lại có cách lý giải diễn binh đồ ma giáp riêng khác với cách lý giải của công pháp ban đầu hơn nữa kết hợp với uy thế của nam minh ly hỏa càng thích hợp với hắn hơn giây phút này trung sơn vị tôn ở trong bộ giáp kín đứng ở tại chỗ như một bức tượng bằng sắt thép lạnh băng cứng rắn mà hắn vung ra nắm tay giết. Chúng ta phải chết trên chiến trường. Chúng ta tuyệt đối không lùi về sau. Hí lộc cộc. Keng keng keng. Trong phút chốc, máu và hoa bay múa đầy trời đều bị đẩy ra, hơi thở khủng bố thổi quét khắp nơi. Trung Sơn vị tôn tung ra một nắm đấm, vô số ảo ảnh linh hồn binh lính ở phía sau chợt sinh ra chợt mất đi, bọn họ hoặc phóng ngựa, hoặc kêu giết, hoặc xung phong, hoặc chém đầu. Đó đúng là tiếng đao kiếm va chạm sinh ra khi kỵ binh xông pha chiến đấu, trước nắm đấm như thế, cho dù là kiếm đắc ý cũng không thể không hơi cong, cho dù là yến thiếu phi cũng không thể không lùi về phía sau. nắm đấm chống lại kiếm dài, hai người một người tiến một người lùi. máu và hoa khắp trời đều đang bị tăng tốc hỏng mất. trong khi tất cả mọi người đang kinh ngạc than thở vì một màn này thì tào giai lại nhẹ nhàng ngả về sau. lực lượng vô hình không có tiếng động lan tràn, ngăn trở hai bên trái phải của khương vọng. bởi vì đúng ngay lúc này, tào giai nhận thấy khương vọng tràn ra kiếm ý, biết rằng hắn đang ngộ đạo bèn lặng yên ra tay che lấp để người khác không phát hiện. Điều khiến cho Khương Vọng chợt có cảm xúc cũng không phải là long tước binh sát, hay là kiếm tẩy hồng liên. Quả thật hai môn công pháp này đều có thể nói là đỉnh cao, cùng cấp bậc với thuật hỏa giới của hắn. Thậm chí bởi vì tu vi của Trung Sơn Vị Tôn và Yến Thiếu Phi cao hơn Khương Vọng, cho nên biểu hiện của hai môn công pháp này mạnh hơn hỏa giới của hắn nhiều. Nhưng thứ khiến cho trường tương tư rung động vang lên thành tiếng, khiến cho kiếm ý của Khương Vọng bừng bừng phấn chấn thậm chí tràn ra bên ngoài thân thể là một kiếm đắc ý, kia của Yến Thiếu Phi. Quá hợp ý, khi hắn nhìn thấy một kiếm này, lập tức có điều, hiểu ra. Niên thiếu khinh cuồng kiếm gần như tự nảy ra trong đầu hắn. Kiếm linh của trường tương tư tung tăng nhảy nhót trong ngũ phủ hải. Niên thiếu khinh cuồng không gì hơn đắc ý. Nguyên nhân chính là bởi vì thỏa thuê mỹ mãn cho nên vênh vó ta đây. Bởi vì tuổi trẻ đắc chí cho nên phóng đãng ngông cuồng. Khương vọng từng thấy triều vũ 10 năm giấu đao giết một, từ đó ngộ ra chiêu kiếm của kẻ sĩ thập niên lạc phách, sinh tử câu thủ. Hôm nay nhìn thấy kiếm thức đắc ý của Yến Thiếu Phi, ngộ ra đắc ý của Niên Thiếu Kiếm. Cái gọi là kiếm thức nhân đạo chính là từ chữ người thể hiện và phát huy. Vốn chính là sự tổng kết và phân tích hết thảy việc xem người, xem đời, xem mình mà ra. Trước có Triều Vũ, sau có Yến Thiếu Phi, Khương Vọng lấy chân ý của của người khác mà ngộ ra chân ý của bản thân. Thật sự tuyệt không thể tả. Sự cộng minh nảy ra trong khoảnh khắc khiến cho Khương Vọng gần như muốn nhảy lên diễn võ đài, ở trong máu và hoa rơi dụng tan tác chém ra một kiếm, thét dài lại hát lớn. Tất nhiên hắn chỉ có thể kiềm chế khát vọng ấy. Trừ dư tỷ chân quân là người chủ trì và sáu vị trí tôn thả xuống pháp tướng, bất cứ kẻ nào can thiệp vào trận đấu chính thức của Hoàng Hà Hội, đều là tự tìm cái chết. Khương vọng vuốt phẳng nỗi lòng, thu lại kiếm ý, tiếp tục xem cuộc chiến, hoàn toàn không biết vừa rồi Tào Giai đã làm gì. Tào Giai yên lặng không nói gì. Kế chiêu nam ngồi bên cạnh hắn ta cũng không liếc nhìn sang, chỉ thấy trong sân trung sơn vị tôn vận chuyển diễn binh đồ ma giáp dùng thuật pháp cửu hợp sát quyền bí mật không chuyển ra ngoài của trung sơn thị lấy một chiêu thiết kỵ đột xuất đao thương binh đánh lùi yến thiếu phi nắm đấm cuồn cuộn tuôn ra binh sát khí thế áp chế mọi người đánh vỡ không khí và kiếm khí lấp kín đường xoay sở của đối thủ tạm thời thắng lợi như thần tựa ma mà yến thiếu phi lùi rồi lại lùi tốc độ lùi lại của yến thiếu phi không theo kịp tốc độ tiến công của trung sơn vị tôn kiếm đắc ý bị nắm đấm đè nén càng lúc càng cong. Nhưng trên gương mặt hắn ta cũng không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại ánh mắt hắn ta lại đau buồn. Đau buồn. Trung Sơn vị tôn không hiểu. Người xem trên khán đài cũng không hiểu ra sao. Trong thế giới rộng lớn này, biển người minh mông, vốn dĩ ai ai cũng có buồn vui khác nhau. Muôn ngàn chúng sinh trong thế giới này, tất cả mọi người ngoại trừ ta, đều là người xa lạ với ta. Nỗi đau thương trong lòng này không thể nói, nỗi hận thù liên miên không ai hay không cần có người biết. Trung Sơn Vị Tôn ở trong bộ diễn binh đồ ma giáp nhìn thấy Yến Thiếu Phi, dùng ánh mắt đau buồn quan sát hết thảy, vòng ngọc buộc tóc trượt nổ tung, tóc dài xóa ra. Nỗi đau buồn trong mắt hắn ta đã biến mất, trở nên sán lạn vui sướng. Cảm xúc vui mừng cực hạn tràn đầy này gần như sắp chảy ra từ trong mắt hắn. Nhưng mà không biết vì sao khi nhìn thấy loại vui mừng này, ngược lại khiến người ta cảm thấy trong lòng càng nặng nề. Đối với Trung Sơn Vị Tôn, sự biến hóa cảm xúc của đối thủ chỉ là thứ yếu, điểm quan trọng là ngay giờ phút này, hắn rõ ràng cảm nhận được khí thế của đối thủ đang nhanh chóng tăng lên. Thanh kiếm đang bị nắm đấm sắt của hắn chấn áp chợt chuyển đến lực lượng mênh mông cuồn cuộn, như sóng dâng biển gầm. Kiếm đắc ý bỗng nhiên banh thẳng, cả người Trung Sơn vị tôn đang mặc giáp bị đẩy lùi về sau 13 bước. Uỳnh 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 uỳnh. Hắn ta đạp lên đất từng bước một, dùng hết sức từng bước một mới có thể vừa hay đứng vững lại. Đã xảy ra chuyện gì? Trung Sơn vị tôn trong trạng thái diễn binh đồ ma giáp được tăng mạnh về mọi mặt, sao có thể bị đối thủ đánh lùi. Trung Sơn vị tôn không biết đây mới chỉ là bắt đầu. Yến thiếu phi tóc dài tung bay, trong mắt tràn ngập sự vui sướng cực hạn, bỗng nhiên bừa bãi cười to. Đây vốn là một hình ảnh vô cùng đột ngột, nhưng lại đã xảy ra rất tự nhiên. Thế của hắn, ý của hắn, đạo nguyên của hắn, huyết dịch của hắn, tất cả mọi thứ của hắn đều đang tự tiêu hao để lúc này bộc lộ rực rỡ. Thần thông tu tẫn hoan, dốc hết tất cả chỉ cần rực rỡ sán lạn trong khoảnh khắc. Nếu không thể vui sướng hết mức thì phải chết đây là thần thông cực mệnh chân chính. Sau khi sử dụng thần thông này, người tu hành tiêu hao hết thảy, dốc hết tất cả, khiến cho ánh sáng rực rỡ cả đời nở rộ trong khoảnh khắc để tăng lên sức chiến đầu. Về mọi mặt, nếu có thể chiến thắng đối thủ mà đạt được niềm vui sướng hết mức, thì sáng rực như cũ. Nếu không thể chiến thắng đối thủ thì lập tức chết ngay tại chỗ. Tuy đều là tăng lên sức chiến đấu về mọi mặt, nhưng sử dụng thần thông tu tẫn hoan cần trả cái giá vô cùng lớn. Nhưng chỉ xét về tăng sức chiến đấu, thì khẳng định tu tẫn hoan mạnh hơn thần thông tương tự khác, diễn binh đổ ma giáp của Trung Sơn vị tôn càng không thể so sánh. Cho nên Yến Thiếu Phi khẽ vung kiếm dài đã có thể đánh lùi Trung Sơn vị tôn. Vốn dĩ hai người có thực lực tương đương, nhưng lúc này đã xảy ra tranh lệch trong trạng thái tu tẫn hoan, Yến Thiếu Phi vung, kiếm trực tiếp tấn công. Một kiếm xuyên qua máu cùng hoa là tả, sáng lóa thu hút ánh nhìn như thế. Nhưng không biết vì sao, bước chân của Yến Thiếu Phi dường như bỗng nhiên không vững, hơi thất tha thất thểu, nghiêng ngả lào đảo như là uống say. Ở trong thị giác, động tác của hắn ta giống như đã chậm lại. Nhưng ở trong cảm giác, một kiếm này lại trở nên nặng nề như thế, mạnh mẽ như thế. Hắn cười lớn, vui mừng, đắc ý, nhưng kiếm của hắn lại đau thương, dãy ruộng, thống khổ. Một kiếm như thế đâm tới, như đỗ quên kêu hót đến đổ máu, trăm vật buồn đau. Nhìn một kiếm lung lay kia đâm tới, Trung Sơn vị tôn phát hiện mình chỉ có thể lùi, chỉ có thể lùi về sau hắn không gánh nổi nỗi đau mãnh liệt như thế, không chịu nổi niềm buồn thương ra giết như thế. Đây là kiếm thế như thế nào? Trong lúc Trung Sơn vị tôn lùi về sau, sử dụng binh sát trong trạng thái diễn binh đồ ma giáp đánh ra cửu hợp sát quyền. Binh sát xuất hiện từ đằng sau thân thể, ao áo lên cao che lấp cả bầu trời, thổi quét về phía trước. Đây là một nắm đấm ngưng tụ đại thế cuồn cuộn như nước lũ càn quét khắp nơi. Nơi quân đội đi qua, mọi vật tan tác. Cái gọi là mây đen che kín thành, tường thành nghiêng ngả sắp sụp nhưng chuôi kiếm này thế mà lại đâm vào. Siêu siêu vẹo vẹo đâm xuyên vào, đâm rách tầng mây đen, đâm thủng sát khí. Cú đấm của Trung Sơn vị tôn bị phá hủy, Yến Thiếu Phi tiếp tục cười lớn, thất tha thất thiểu xông vào. Thanh kiếm đã đặt lên cổ, Trung Sơn vị tôn cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn trước kia chưa từng chú ý tới vị đối thủ này, sau đó cũng chưa tra tình được gì ngoài việc hắn ta có xuất thân là du hiệp của Ngụy Quốc. Hắn ta dùng thanh kiếm là đắc ý kiếm, hắn ta sử dụng thần thông tên là Tu Tẫn Hoan. Đôi mắt hắn ta tràn đầy vui mừng, gương mặt hắn ta toàn là cười vui. Kiếm thế của hắn lại như là mang theo tội nghiệt, đau khổ buồn bã nặng nề. Người này đã trải qua những gì? Người này có chuyện xưa như thế nào? Đây là loại kiếm thuật như thế nào? Tinh quang thánh lâu xa xôi trên tinh khung, thánh lâu của Trung Sơn Vị Tôn và thánh lâu của Yến Thiếu Phi, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, mà ngũ phủ trong cơ thể chấn động. Trung Sơn Vị Tôn mắt trừng trừng nhìn thẳng Yến Thiếu Phi, trong phút chốc ánh mắt sâu thẳm như vực sâu hắn phát động thần thông đã từng sử dụng trong mấy trận chiến đấu lúc trước điển ngục dò hỏi tra tấn thần hồn của đối thủ khiến kẻ đó vô cùng đau đớn tùy theo thần thông không ngừng được khai phá điển ngục cũng sẽ càng ngày càng phong phú ở trong vòng chiến đấu thứ nhất điển ngục vừa xuất hiện đã khiến cho đối thủ đến từ liên minh tây bắc ngũ quốc đương trường suy sụp kẻ này thế nhưng là thiên kiêu nổi tiếng có ý chí kiên định đến từ nơi tây bắc ngũ quốc cằn cỗi lạnh lẽo lúc đối thủ thỏa thuê đắc chí chính là lúc điển ngục phát huy tốt nhất không có lựa chọn nào thích hợp hơn vào lúc này trung sơn vị tôn nắm chặt nắm đấm tùy thời chuẩn bị đỡ lấy công kích nhưng thần thông điển ngục rơi xuống vẻ mặt yến thiếu phi không hề thay đổi hắn ta vẫn cứ tươi cười rạng rỡ trong mắt tràn đầy sung sướng mà một kiếm nghiêng ngả lào đảo kia đã sắp gần sát thân trung sơn vị tôn thần thông điển ngục thế mà không hề có ảnh hưởng gì hoặc càng chính xác hơn là điển ngục đã gây ra ảnh hưởng tới yến thiếu phi nhưng hắn ta chịu đựng được nỗi đau đớn này chuyện này chỉ có thể chứng tỏ hắn ta đang cảm thụ nỗi đau đớn càng mãnh liệt càng thâm sâu càng dày vò hơn trung sơn vị tôn bừng tỉnh hiểu ra có lẽ trạng thái hiện tại của người này vốn chính là dùng đau khổ tội nghiệt làm năng lượng chiến đấu tiện đà hắn cho ra kết luận không thể đánh bại yến thiếu phi trong trạng thái này vì thế trung sơn vị tôn đánh ra một chiêu thiết kỵ đột xuất đao thương minh sau đó không chút do dự nhảy dựng lên di chuyển thân mình trong vô ý thức ý chí chiến đấu của hắn đã thay đổi lại tiếp tục thay đổi từ mạnh mẽ nghiền áp đánh bại đối thủ đến cẩn thận nghiêm túc đánh bại đối thủ lại đến bây giờ chịu đựng trạng thái thần thông của đối thủ và chờ đợi cơ hội tốt đương nhiên ý muốn giành thắng lợi từ đầu đến cuối vẫn chưa tắt đối với chiến tranh kết quả thắng hay bại vĩnh viễn quan trọng hơn quá trình hiểu được tránh đi mũi nhọn mới xem như hiểu được chiến tranh nhưng đúng ngay lúc này yến thiếu phi đối mặt với cử hợp sát quyền của trung sơn vị tôn thế mà không tránh không né Hắn ta chỉ nghiêng ngả lảo đảo đi lên trước, vung lên một kiếm với Trung Sơn Vị Tôn. Ầm! Um, nắm đấm không hề dừng lại đập vào trên người Yến thiếu phi, hộ thể tinh quang của hắn ta trực tiếp bị đập vỡ phát ra tiếng ong ong rền rĩ, đập lõm cả xương ngực. Nhưng Yến thiếu phi vẫn đang cười. Trong trạng thái tu tẫn hoan, hắn ta vẫn chưa bị một quyền này giết chết. Hắn vui vẻ cười ha ha, lảo đảo siêu vẹo ngã về phía trước, như là một đứa trẻ ngây thơ vui sướng vung vẩy kiếm gỗ cười đùa chạy vội, nhưng bước chân không vững, đương trường té ngã. Nhưng mà chính là, bởi vì một cái ngã này, khí thế đang tăng lên của Trung Sơn vị tôn tức khắc bị ngăn trở, thân thể bị vô số kiếm khí chống rỗng sinh ra chém vào người. Keng keng keng, đó là tiếng kiếm khí chém vào diễn binh đồ ma giáp. Bị kiếm khí điên cuồng chém chúng, Trung Sơn vị tôn bị bắt buộc rơi xuống mặt đất. Mà lúc này Yến Thiếu Phi đang ngã xuống trước mặt hắn. Giống như một kẻ say mượn rượu tiêu sầu, giống như một đứa bé bị té ngã, ngã ngào trước mặt hắn. Trùng hợp thế nào đắc ý kiếm lại đâm trúng ngực của Trung Sơn Vị Tôn. Trung Sơn Vị Tôn không cam lòng, không phục, khó chịu. Hắn còn có thần thông chưa sử dụng, còn có át chủ bài chưa ra, cử hợp sát quyền cũng chưa bộc lộ hết. Hắn giành giành là thiên kiêu của kinh quốc, sao lại có thể thua? Nhưng kiếm khí vô cùng đau khổ vô cùng buồn thương điên cuồng tàn sát bừa bãi, trong thân thể hắn. Nỗi đau khổ của hắn, Tội nghiệp của hắn bị châm lửa, thậm chí đã bị châm lên ngọn lửa hồng liên. Ngọn lửa đau khổ đốt cháy ở trong cơ thể. Một ánh sáng vỗ về hắn, vỗ về được thân thể hắn nhưng trong lòng hắn càng thêm đau khổ, bởi vì Dư tỷ đã nhúng tay. Trong tiếng Dư tỷ chân quân tuyên bố kết quả trận đấu, Trung Sơn Vị Tôn nhìn Yến Thiếu Phi ngã trước mặt, dùng kiếm dài đâm xuyên qua ngực hắn đồng thời chống đỡ tự thân. Hắn phun ra máu tươi, gia nan hỏi, đây là kiếm thuật gì? Vừa đặt câu hỏi xong, hắn mới bỗng dừng nhớ ra hình như người đối diện này là người câm đại khái chính là bởi vì trời sinh không thể nói chuyện hắn ta mới đau khổ như thế nhưng là chỉ khi chuyên chú như thế mới có thể mạnh như thế trong thời khắc này trong đầu trung sơn vị tôn bỗng vô cớ sinh ra ý nghĩ kỳ quái nếu ngày nào đó hoàng xá lợi cũng bị câm hẳn là nàng ta sẽ càng mạnh thêm chứ thần thương yến thiếu phi nói rút ra đắc ý kiếm trong nháy mắt lưỡi kiếm rời khỏi thân thể trung sơn vị tôn rất muốn để triệu thiết trụ đi ra nói hai câu nhưng nhìn thấy yến thiếu phi rút kiếm lùi về sau cảm nhận được loại hưu quạnh và đau buồn này hắn chợt cảm thấy buồn nản trở về sẽ bị đánh đúng không vậy cũng không có cách nào không thể bộc lộ thực lực cao nhất của bản thân cũng tương đương với năng lực không đủ nhưng mà ông nội cháu thật sự đã rất nỗ lực thôi ngài cũng sẽ không nghe cháu nói đúng không cứ như vậy đi người nằm trên mặt đất nằm yên người đứng lùi về sau mặt không chút biểu tình tình cảm vui sướng cực hạn vừa nãy đã tan hết chỉ để lại vô tận buồn bã hưu quạnh tuy rằng yến thiếu phi thắng trận này nhưng sống lưng hắn ta lại hình như cong xuống vài phần cũng không phải là tu tẫn hoan không còn tỏa sáng mà là chiêu kiếm này hại mình cũng hại người khiến cho người khác không khỏi tò mò hắn ta và kiếm thức của hắn ta rốt cuộc có chuyện xưa như thế nào trận đấu trên diễn võ đài đã có kết quả mà ở dưới diễn võ đài lại đột nhiên ẩm ý ồn ào một trận chiến này thế mà là thiên kiêu của ngụy quốc chiến thắng kẻ này không phải thiên kiêu của nước bá chủ thế mà lại đi tới một bước cuối cùng, có tư cách tham gia trận chung kết của Hoàng Hà hội. Người của Kinh quốc đều mặt mày nặng nề, không dám tin tưởng. Người của Ngụy quốc lại vui vô cùng, hoan hô ầm ĩ, mà đại tướng quân Ngô Tuân của Ngụy quốc thì trực tiếp đứng lên, hưng phấn nói: "Yến thiếu phi, khi trở về nước, ta chắc chắn sẽ dẫn ngựa cho ngươi." Nhưng Yến thiếu phi chỉ là cầm kiếm của hắn, khép hờ mí mắt, vẻ mặt buồn bã hưu quạnh, đứng lẻ loi trên đài như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cứ việc giờ này ngày này trên quan hà đài thiên hạ đắc ý khương vọng khi mới học kiếm đã hiểu rõ khắc sâu trong lòng kiếm có hai lưỡi hại người hại mình lúc giết địch phải tự hạn chế lúc thắng lợi không quên khắc kỷ hắn đã lý giải câu nói kia như thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn cảm nhận sâu sắc được thế nào là hại mình kiếm của yến thiếu phi quá nặng nề quá đau thương đây là kiếm thuật tổn thương lòng người chuyện trên đời này tổn thương lòng người là không thể tránh khỏi cho nên không ai có thể tránh khỏi kiếm tổn thương lòng người. Trải qua trận chiến này, kiếm thuật thần thương chắc chắn vang danh thiên hạ. Kiêu kỵ đại đô đốc Hạ Hầu Liệt tự mình lên đài đỡ Trung Sơn Vị Tôn đi xuống. Tuy Trung Sơn Vị Tôn đã thua đấu, hơn nữa là thua bởi Ngụy Quốc không phải là quốc gia bá chủ, khiến cho người của Kinh Quốc bị mất mặt, nhưng người Kinh Quốc hiểu rõ thắng bại trên chiến trường là chuyện thường tình. Càng đừng nói người nằm ở trên đài là cháu đích tôn của Trung Sơn Yến Văn, cho dù là quân chủ bệ hạ cũng không thể nói mặc kệ hắn ta chuyện được đọc bởi kênh haleji audio hạ hầu liệt đương nhiên phải thể hiện ra rất coi trọng hắn ta trước khi bắt đầu chiến đấu hạ hầu liệt còn quắc mắt nhướn mày với đại tướng quân ngô tuân của ngụy quốc hiện tại chiến đấu kết thúc ngược lại hạ hầu liệt sẽ không làm chuyện gì khác rốt cuộc thua một trận ở hoàng hà hội cũng không ảnh hưởng gì tới địa vị của kinh quốc quốc gia bá chủ phải vẫn có hình tượng to lớn hạ hầu liệt tự tay xử lý vết thương của trung sơn vị tôn sau đó giao cho đội y tu đi theo trở về chỗ ngồi ông ta lầm nhầm, mất mặt quá. Mộ Dung Long Thư bình thản nói, lúc chiến đấu, vị tôn không muốn chết mà đối thủ muốn chết, đây chính là nguyên nhân tại sao vị tôn thua trận này. Hạ Hầu Liệt than thở trong lòng, đánh xong rồi còn phân tích cái giám à. Hoàng xá lợi ở một bên vỗ ngực nói, đại đô đốc yên tâm, ngày mai ta sẽ khiến ngài hãnh diện. Hạ Hầu Liệt vẫn là mặt không chút biểu tình. Ông ta định nhắc nhở Hoàng xá lợi rằng nàng ta là một cô gái. Nhưng nghĩ lại, cũng sẽ chẳng có hiệu quả gì. Lúc đầu có ai nói Hoàng Xá Lợi không giống như con gái, không ra khuôn phép nền nếp gì ấy nhỉ? Cỏ trên nấm mộ đã cao hơn 3 mét rồi. Lão Hoàng Phất kia không chờ tới trời sáng đã triệu tập binh lính đi chém giết kẻ đó, rồi, cái gì con gái hay con trai, Xá Lợi nhà ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trên dưới cả nước kinh quốc đều nhớ rõ ràng rành câu nói này. Thôi bỏ đi, mệt rồi. Hạ Hầu Liệt nhắm mắt lại, mắt không nhìn, lòng không phiền. Trung Sơn vị tôn bị nâng đi, Yến thiếu phi đi xuống diễn võ đài, trận chiến tư kết thứ hai sắp lập tức bắt đầu. Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân ngồi khoanh chân ở hai bên diễn võ đài đồng thời mở mắt. Dư Tỷ giơ tay khẽ vẫy, diễn võ đài trước mặt nhanh chóng hồi phục về trạng thái ban đầu. Vết máu, vết xước, vết lõm, toàn bộ biến mất. Sau đó Dư Tỷ tuyên bố, Trọng Huyền Tuân đến từ Tề Quốc đối chiến với Đấu Chiêu của Sở Quốc. Võ phục của Đấu Chiêu là màu hồng viền vàng hình thức khá đơn giản, nhưng viền vàng lại có hoa văn phức tạp, tuân theo phong cách hoa lệ từ trước tới nay của sở quốc. Y đứng trên diễn võ đài, tay cầm thiên kiêu đao, dáng vẻ cao lớn hùng dũng tựa như thiên thần. Mà Trọng Huyền Tuân mặc một bộ áo trắng như tuyết, tư thế đứng rất tùy tiện thoải mái. Vạt áo cũng không khép kín, thấp thoáng có thể thấy được xương quay xanh như ngọc và cơ ngực căng phồng đầy sức mạnh. Hai tay chống trơn. Khó được lúc này hắn ta nghiêm túc ra mặt. Càng thêm đẹp trai người người tất cả mọi người đều nín thở chăm chú nhìn xem không muốn bỏ qua trận chiến này thậm chí ở trong lòng phần lớn mọi người đây chính là trận chiến quyết định vị trí quán quân trung sơn vị tôn và yến thiếu phi biểu hiện không tồi thậm chí có thể nói là có thực lực rất mạnh mẽ chưa nói tới việc khác chỉ dựa vào hai môn công pháp long tước binh sát và kiếm tẩy hồng liên đã có thể quyết định thắng thua trong rất nhiều trận đấu trước nhưng biểu hiện của hai người này rốt cuộc không bằng trọng huyền tuân và đấu chiêu thực lực bọn họ mạnh mẽ có tính thuyết phục Cam Trường An và Na Lương đều là thiên kiêu đỉnh cấp, nhưng đấu chiêu và trọng huyền tuân lại chiến thắng hai người kia một cách nghiền áp. Cấp bậc của cường giả được nghiệm chứng bởi đối thủ. Thật ra khi chưa khai mạch, thì Khương Vọng đã có thể một mình chém giết đám thổ phỉ ở phong lâm thành mấy hồi, chẳng lẽ chỉ dựa vào chiến tích này đã có thể gọi là thiên kiêu rồi ư? Hạc trong bầy gà không phải một việc đáng kiêu ngạo gì, chiến trường của Hạc là ở trên không trung mà không phải trong bầy gà. Thiên kiêu chỉ có va chạm với thiên kiêu mới có thể chân chính hiển lộ mũi nhọn đám người mong chờ càng nhiều mong chờ thiên kiêu càng mạnh mẽ mong chờ trận chiến càng xuất sắc mà bất kể là đấu chiêu hay trọng huyền tuân cơ hồ đều vẫn còn ẩn giấu thực lực có thể thỏa mãn sự chờ mong vô hạn tất nhiên là thực lực không thể vô hạn nhưng thực lực của bọn họ làm cho người xem có không gian tưởng tượng bọn họ có thể mạnh đến cỡ nào ngoại lâu cảnh còn có thể mạnh ra sao tất cả mọi người rửa mắt mong chờ hai vị tuyệt đỉnh thiên kiêu vừa đứng vững thoáng chốc xung quanh im lặng không tiếng động hết thảy trở nên rất yên tĩnh tĩnh lặng tới mức gần như chỉ có tiếng tim đập bình bịch bình bịch thời gian trôi đi quá chậm ngay khi tiếng dư tỷ tuyên bố bắt đầu trận đấu vang lên khi ánh sáng ngăn cách giữa hai người trên đài biến mất vương di ngô bỗng có ảo giác như đã trải qua mấy đời kỳ thật hắn cũng rất mong chờ trận chiến hoành tráng giữa thiên kiêu của các nước trong lòng vô cùng mong đợi hắn đã đánh bại tất cả đối thủ trong quân đội giành được vị trí đứng đầu trong mỗi cảnh giới thậm chí lưu lại kiệt tác từ trước đến nay ở thông thiên cảnh làm sao có thể không hướng tới vị trí đệ nhất thiên hạ chân chính? Nhưng quân pháp như núi, thời hạn 3 năm thi hành án phạt vào tử tù doanh, khiến hắn mất đi cơ hội tham gia hoàng hà hội. Hắn không trách bất cứ kẻ nào, cũng không trách cứ bản thân. Hắn lựa chọn, hắn gánh vác, như thế mà thôi. Cho dù là đối với không vọng, hắn cũng không hận thù. Hắn chỉ có ham muốn chiến thắng, nhưng hiện tại hắn không thể đi tranh thắng lợi. May là có Trọng Huyền Tuân đi tranh. Hắn nhìn Trọng Huyền Tuân áo trắng phấp phới, có một loại ảo giác bản thân cũng đang ở trên đài. Đối thủ như đấu chiêu, thật là khiến cho người ta hưng phấn. Bắt đầu, giọng nói bình thản của dư tỷ vang lên, đồng thời không chung xuất hiện một vết rách. Đó là kiếm thức thiên phạt của đấu chiêu. Cùng lúc đó, ánh trăng sáng trong dọi xuống từ trên trời, cố định đấu chiêu tại chỗ. Trọng Huyền Tuân vừa ra tay chính là Nguyệt Luân. Ánh trăng như nhà giam, giam lại đấu chiêu. Đây là lần đầu tiên Trọng Huyền Tuân, Thay đổi phong cách kể từ nhiều trận chiến đấu ở trên quan hà đài, như vậy tới nay, bắt đầu cuộc chiến bằng thần thông Nguyệt Luân. Bởi vậy có thể thấy được sự coi trọng của hắn ta đối với đấu chiêu. Đấu chiêu cũng không cảm thấy bản thân được đối xử đặc biệt, bởi vì đấu chiêu cho rằng y vốn dĩ nên được hưởng thụ đối xử như thế, vốn là nên được tất cả thiên kiêu đỉnh cấp trên đời này, tập trung toàn bộ tinh thần để chiến đấu. Ở trước mặt cái tên đấu chiêu này, ai dám chủ quan khinh thường? Y cũng không kháng cự. Nếu đối thủ không bùng nổ trạng thái mạnh nhất, Dựa vào cái gì thử xem đao dài của y. Thiên Kiêu đao trực tiếp xoay ngang trong tay, một thức chém về trước. Ánh mắt lạnh lùng của y nói cho người đối diện biết đây là thần tính diệt trong thất thức đấu chiến. Ánh sáng lạnh trên lưỡi dao khẽ cắt qua màn ánh trăng đang giam giữ quanh người tạo ra cảm giác như tia lửa văng khắp nơi. Chẳng qua thứ văng tung tóe ấy là ánh trăng lấp lánh. Đao này có hiệu quả riêng với thần thông. Dùng đao thuật xử lý thần thông, đương nhiên là một lựa chọn có lãi nhưng cái gọi là lãi hay lỗ cũng tùy thời điểm mà khác nhau trong tình huống này nếu cứ tiếp tục tiêu hao như thế ánh sáng nguyệt luân gần như có thể duy trì đến vô tận mà thần tính diệt của đấu chiêu lại không thể vô hạn chém ra việc này ngược lại thì bất lợi cho đấu chiêu đối với trận chiến này hai bên đều hiểu rõ trong lòng đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ có thể bị giải quyết dễ dàng thậm chí bọn họ đều phải cẩn thận để tránh bản thân mình bị dễ dàng giải quyết trọng huyền tuân đang có lợi về mặt tiêu hao năng lượng hắn ta khẳng định kiên trì tiếp tục tích góp ưu thế nhỏ thành ưu thế lớn là con đường chiến đấu đàng hoàng năm ngón tay khớp xương rõ ràng khẩy nhẹ ở giữa không trung như đánh đàn vì thế lại thấy một chùm ánh trăng chiếu xuống hướng tới người đấu chiêu gần như cùng lúc kẽ nứt ở không trung trên đỉnh đầu trọng huyền tuân cũng đã rơi xuống nhất thức thiên phạt của đấu chiêu cũng đã rơi vào người hắn ta ánh sáng nguyệt luân và kẽ hở không trung gần như đồng thời tiếp cận đối thủ nhưng thân hình đấu chiêu đã biến mất nhân lúc vung đao y trực tiếp né tránh ánh sáng nguyệt luân của trọng huyền tuân thế mà ngay cả thần thông y cũng tránh được người ở trong đao thế từ kẽ nứt trong không trung nhảy ra trên đỉnh đầu trọng huyền tuân từ trên xuống dưới chém xuống một đao là thân hồn hủ thân thể và hồn phách hủ bại mệnh hồn toi đời nhưng nhất thức khủng khiếp này khó khăn lắm mới chém xuống một nửa đã bị ngăn lại một chùm ánh trăng như nhà giam cố định đấu chiêu ở giữa không trung vốn dĩ là trọng huyền tuân kích thích nguyệt luân đồng thời chiếu xuống hai chùm ánh trăng một chùm nhắm vào đấu chiêu một chùm thì nhắm ngay hắn ta thoạt nhìn ngược lại như là đấu chiêu tự chui đầu vào lưới chùm ánh sáng nguyệt luân đầu tiên chính xác cố định thân hình của đấu chiêu trọng huyền tuân đầu tiên giơ lên tay phải trên bầu trời bất chợt xuất hiện một mặt trời trói trang nguyệt luân chịu kích thích cũng xuất hiện treo lơ lửng ở một bên toàn bộ bầu trời diễn võ đài bị chiếu sáng rõ vạn trượng mặt trăng mặt trời cùng tỏa sáng thậm chí ánh trăng và ánh nắng còn bao phủ toàn bộ thiên hạ đài giữa thiên luân và nguyệt luân có sự liên kết với nhau tạo thành mối liên hệ nào đó vì thế ánh sáng càng thêm lóa mắt vốn dĩ thiên luân đã tiêu hao rất nhiều sau khi chiến đấu với na lương được ngũ thần thông chi quang nuôi dưỡng trong thời gian ngắn ngủi cũng chưa thể hồi phục lại giờ phút này lại bị nguyệt luân kích thích bèn dốc hết sức khôi phục như cũ xem trên không trung mặt trăng mặt trời cùng xuất hiện chiếu rọi cả diễn võ đài ở trong cảnh quan kỳ diệu này, mặt trời chói trăng ẩm âm rơi xuống, thẳng tắp đâm vào đấu chiếu đang bị ánh trăng chói buộc. Có trọng huyền tăng cường, lực lượng tự nhiên như núi cao. Sức ép dồn xuống khiến cho không khí nổ vang. Uỳnh! Mặt trời chói lóa rít gào đâm tới. Đồng thời lúc này, trăm ngàn lực hút và lực đẩy điên cuồng xé rách đấu chiêu, ảnh hưởng động tác của y, xé rách thân thể y, phối hợp với lực nguyệt luân gắt gao giam cầm y, đấu chiêu nhảy ra thiên khích, chém xuống thân hồn hủ, hai động tác chỉ xảy ra ở trong nháy mắt. Nhưng Trọng Huyền Tuân đã chớp được thời cơ, trong khoảnh khắc đã hoàn thành kết hợp ba môn thần thông. Trước cố định sau chém giết, sắc bén hung mãnh. Trong các trận chiến trước kia, hắn chưa từng kịch liệt như thế, chủ động như thế. Khiến cho trận đấu mới chỉ bắt đầu mà đã thăng lên tới đỉnh ngoại lâu tràng. Là, lúc, có thể thấy được ánh trăng như nhà giam, lực trọng huyền vô hình tựa như vũng bùn. Mà một mặt trời sáng lòa rít gào bay tới, trong không khí tựa như xuất hiện quỹ đạo màu đen không biết là thị giác của người xem đã bị tổn thương hay là không khí đã bị bỏng cháy thành khói đen ánh sáng thiên luân giờ phút này quá lóa mắt dường như muốn thả ra tất cả lực lượng tích lũy bấy lâu nay cho dù là vầng trăng sáng trên không trung kia cũng bị che lấp trong thời khắc này hình dáng đao chiêu cầm đao đọng lại giữa không trung gần như đã bị ánh sáng chói mắt này che giấu nói thì có vẻ thong thả nhưng lúc này đấu chiêu mới chỉ thực hiện một nửa tư thế của đao thức thân hồn hủ mà thôi hết thảy xảy ra quá nhanh gần như là thiên kiêu đao mới rơi xuống một nửa ánh mắt rực rỡ của đấu chiêu đã chuyển thành hờ hững thanh đao dài bốn thước này đã trực tiếp chém ra một vệt dài cắt ngang ánh trăng và lực trọng huyền ở quanh thân thần tính diệt chém thần thông hữu hình hay vô hình đều đồng loạt bị chém đứt thất thức đấu chiến mạnh mẽ thế mà y có thể hoàn thành thay đổi chiêu thức nhanh như thế thoạt nhìn giống như ban đầu y đã chém ra đao thế thần tính diệt mà không phải đao thế khác nếu y chưa triệt để viên mãn công pháp đã thất lạc ở hiện thế này thì y khẳng định không thể làm được chuyện này. Trình độ nhuần nhuyễn này tương đương với lúc trước Khương Vọng, hòa nhập từ khí đông lai kiếm điển vào mỗi một chiêu thức. Nhưng không thể so sánh sự khó khăn giữa hai việc, thất thức đấu chiến há có thể bằng được từ khí đông lai kiếm điển. Tả quang thủ nói chiêu nào trong thất thức đấu chiến của đâu chiêu đều viên mãn, sử dụng thuận lợi nhịp nhàng theo ý định trong lòng, quả là có căn cứ. Trận chiến này thật là rồng tranh hổ đấu, một trận quyết đấu tuyệt đỉnh. Trên diễn võ đài, đấu chiêu sử dụng một chiêu thần tính diệt để thoát ra khỏi lồng giam giơ tay chém không trung một đao thức thứ nhất của đấu chiến thiên phạt giữa không trung vừa lúc xuất hiện một vết rách thiên luân rít gào lao tới vừa vặn rơi vào trong đó thiên luân và kẽ nứt cùng biến mất rơi vào thiên khích ánh nắng tự nhiên dập tắt thiên phạt là loại đao thế có lực sát thương cực mạnh lúc trước bị đấu chiêu dùng để di động lúc này lại bị y dùng để phòng ngự quả thực tùy ý mà làm tuyệt vời vô cùng mới vừa rồi vẫn là tình huống nguy hiểm đến sinh mệnh chém ra hai đao đã thành thơi thoải mái nhưng mạnh như đấu chiêu điều hướng tới không chỉ là thành thơi thành thạo gần như là khi mới chém ra thiên phạt y cũng đã quay người lại căn bản không cần xem kết quả kết quả đã ở trong lòng từ lâu y đứng quay lưng về phía thiên luân vừa rơi vào thiên khích mà mặt quay về phía quý công tử phong thái ngời ngời chém ra nhất thức bị nang bại đôi tay nắm đao từ trên trời giáng xuống đẹp và xấu trên thế gian chẳng gì khác ngoài thân xác thối tha. Lấy sắc đẹp để khiến kẻ khác vui, cuối cùng cũng mất đi sắc đẹp. Đao thức này chuyên dùng để chém bề ngoài đẹp. Đối mặt với đấu chiêu cầm đao chém xuống sán lạn như thiên thần, Trọng Huyền Tuân chỉ là khẽ lật tay phải giơ lên trời tiếp đón. Năm nguồn sáng trong cơ thể chợt sáng lên, tinh lâu ở chân trời tỏa sáng. Trong chớp mắt hắn ta đã bước vào trạng thái ngũ phủ đồng diệu, như khi đánh bại Na Lương, trong lòng bàn tay nâng một vầng mặt trời sáng chói vừa hay ngăn lại thiên kiêu đao. Ngũ phủ đồng diệu, tăng cường lực lượng giúp cho hắn ta trong nháy mắt đã tìm được thiên luân. Miễn cho thiên luân lưu lạc thời gian dài ở trong thiên khích, mà thiên luân và thiên kiêu đao chính diện va chạm vào nhau, chỉ phát ra một tiếng vang lớn, như sấm sét, tựa như chống trời. Trọng Huyền Tuân mặt không chút biểu tình, thân thể không hỏng mất. Ánh sáng của ngũ phủ đồng diệu phối hợp với tinh quang, xoay quanh thân thể không chỉ giúp ngăn cách hắn ta với đao thế của đấu chiêu, cũng tránh cho bị đao này làm hủ bại hỏng mất, khỏi bị nỗi tai ách như Cam Trường An thậm chí còn. Hắn ta khẽ giơ tay phải lên trên, đấu chiêu đã nhẹ nhàng bị đẩy xa, bị đẩy bay. Mặc dù là đấu chiêu, cũng không thể so đấu lực lượng với hắn ta đang trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu, và có thêm lực trọng huyền. Bỗng thấy trên diễn võ đài, trọng huyền tuân áo trắng hơn tuyết, tay giơ thiên luân, chặn lại thiên kiêu đao, đẩy bay đấu chiêu mặc võ phục hồng viền vàng ngược lên trời cao. Hình ảnh này rất giống trận chiến giữa đấu chiêu và cam trường an. Lúc đó Cam Trường An cũng dùng vũ cực hạn nghịch trong tay đẩy ngược đấu chiêu. Nhưng Trọng Huyền Tuân làm như thế cũng không phải để thu được kết quả giống như Cam Trường An. Thiên kiêu tuyệt thế chân chính dám làm việc mà người khác không dám làm, có thể làm việc mà kẻ khác không làm được. Cam Trường An không làm được, hắn có thể. Lực lượng của Trọng Huyền Tuân trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu kinh khủng tới mức nào. Na Lương hiện ra thân thể gần như thần mà đều bị áp chế không thể động đậy. Dưới áp lực khủng, Khiếp này, đấu chiêu thậm chí không thể di chuyển đao của mình. Chỉ cần khẽ thả lỏng Thiên Kiêu đao một chút, lực lượng kinh khủng kia sẽ ào vào chèn ép ngũ tạng lục phủ của hắn ta. Tuyệt đối không phải chỉ chảy một giọt máu tươi là có thể giải quyết được vấn đề. Càng quan trọng là, ở trên trời cao còn treo Nguyệt Luân của Trọng Huyền Tuân. Nếu là Thiên Luân và Nguyệt Luân gặp nhau, trong chớp mắt sẽ nghiền bẹp đấu chiêu thành bánh nhân thịt. Lúc trước Cam Trường An cũng dẫn đường tan đi đao khí, dùng đao thuật nhân duyên chém ra thiên khích, nghênh đón đấu chiêu lúc đó đấu chiêu di chuyển đao trả giá một giọt máu mà chém giết cam trường an lúc này cảnh tượng tái diễn đấu chiêu không thể di động đao thì phải làm như thế nào y đương nhiên sẽ không lựa chọn dùng thân thể đỡ lấy nguyệt luân càng không muốn thử thiên luân và nguyệt luân đụng vào nhau thì sẽ thế nào đôi tay cầm đao của y đã nổi gân xanh cơ bắp gồ lên làm võ phục căng phồng nhìn trọng huyền tuân đấu chiêu cười tươi thái dần nói ngươi không hiểu ngoại lâu hắn nói không sai thời gian ngươi xây dựng ngoại lâu quá ngắn không bằng quay lại tu hành mấy năm giọng nói văng vẳng chưa biến mất trong tinh khung xa xôi bốn tòa tinh lâu thuộc về y đồng thời sáng rực không bằng quay lại một câu duy nhất này dường như đang văng lên tái diễn vô hạn bên tai trọng huyền tuân đại tự tại khổ hải chính âm là do đấu chiêu đoạt được khi mài rũa ở thế giới thiên ngoại vốn là một môn công pháp rất mạnh lúc này sử dụng chẳng qua là tùy tay mà làm chỉ là bước chuẩn bị ánh mắt của đấu chiêu đầu tiên là trong vắt như gương sau lại vẩn đục tựa bùn đao giá chưa động đao thế bất biến đao ý lại thay đổi y khống chế đao ý liên tiếp chém ra hai đao một rằng chảm tính kiến ngã một rằng nhân họa đây là sát ý của đao một đao trước chém bản tâm muốn khiến cho trọng huyền tuân chứng kiến sự ti tiện của hắn ta một đao sau xuất phát từ sự ti tiện ấy lôi kéo tai họa của con người người vốn có tính ác vì tính ác mà gây nên tai họa hai đao trước sau chồng lên nhau là cấp bậc ngoại lâu chém vào cuộc chiến trong thần hồn nhưng đối với ý đao mạnh mẽ như vậy trọng huyền tuân trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu huy hoàng sán lạn chỉ bình thản nói thái dần còn nói hắn sẽ không thua ngươi không quên kết quả ra sao chứ không bằng quay đầu lại thái dần nói không tính ngươi nói cũng không tính chảm tính kiến ngã ta đã thấy ta từ lâu ta biết ta là ai ta biết ta vì sao mà đến ta biết ta muốn đi nơi nào cha ông nội gia tộc trọng huyền quân thần thậm chí tề quốc toàn bộ hiện thế đều không thể thay đổi ý chí của ta. Ta muốn lên cao, núi cao không tính gì. Ta muốn đi đâu, ta nhất định sẽ tới. Người đời đúng sai, liên quan gì ta? Ta là Trọng Huyền Tuân, cả đời này. Muốn là làm. Ngũ thần thông chi quang quấn lấy tinh quang hoàn toàn giống như nhất thể, chặt chẽ ngăn cách ý đao của đấu chiêu ở bên ngoài. Trong lúc chiến đấu, hai bên còn đồng thời nhanh chóng bay lên. Nguyệt Luân của Trọng Huyền Tuân bỗng nhiên chuyển động vào lúc này, ánh trăng tỏa ra như giải lụa, nhằm về phía sau lưng đấu chiêu trên dưới cùng tấn công sau khi ý đao không có kết quả trọng đao bị cản trở lại không thể bứt ra bốn tòa tinh quang thánh lâu dựng đứng ở trong tinh khung xa xôi bỗng đồng thời lay động tinh quang thánh lâu lưu lạc ở ngay sau lưng đấu chiêu thế mà ngưng tụ thành một cái bàn tay một cái bàn tay cầm đao tinh quang vuốt thanh đao giải tạo thành hình dáng giống như thiên kiêu đao trong tay đấu chiêu tay tinh quang cầm đao tinh quang này mới cử động đã chém ngược về sau chém trúng Nguyệt Luân, thế mà làm cho Nguyệt Luân tối sầm đi một chút, một đao chém vỡ. Đó là thần tính diện. Đến tận đây câu của đấu chiêu, nói trọng huyền tuân thực sự không hiểu ngoại lâu mới đến cuối cùng. Tinh quang thánh lâu của y thuyết minh đạo của hắn. Đấu chiến chi đạo, mà tinh quang khống chế chảm thần đao. Cái tay tinh quang kia dùng một đao chém bay Nguyệt Luân, thần đao chuyển hướng, đao thế biến đổi. Lập tức biến thành nhất thức bị nang bại lướt qua đấu chiêu chém về phía trọng huyền tuân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Đấu chiêu là cường giả đã chân chính bước lên đạo của bản thân. Cam Trường An, Na Lương, Trung Sơn Vị Tôn cũng đã thấy được đạo của mình. Nhưng bọn họ đều không bằng hắn, đã có thể làm cho đạo của mình cụ hiện hóa. Chân chính hiểu rõ lực lượng khủng khiếp của cảnh giới ngoại lâu này. Trong tất cả các tu sĩ ngoại lâu mà Khương Vọng từng nhìn thấy, thật ra chỉ có Tô Sa và Doãn Quan đã bộc lộ ra đạo đồ. Đặc biệt là người sau càng mạnh. Hiện giờ Tô Sa đã chết doãn quan thần lâm khương vọng thấy phần lớn những cường giả ngoại lâu khác đều chú ý khai phá thần thông cùng với việc khống chế các loại bí thuật của ngoại lâu tự nhiên là bởi vì đạo đồ chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói thành lời cho dù là học thuyết nổi tiếng thiên hạ cũng chỉ có thể dùng bốn chữ tinh quang thánh lâu làm lời dẫn khai phá tứ linh tinh vực để phát triển đây đã là bậc thánh hiền tiền bối dốc sức làm nên đạo đã là khó tìm nắm giữ đạo lại càng khó hơn tìm đạo gấp trăm lần nếu muốn cụ hiện hóa ra lực sát thương thì càng không dễ dàng. Mà khai phá thần thông là dựng xào thấy bóng, mạnh mẽ vô cùng. Bí thuật của ngoại lâu lại có tính phổ biến cao, người nào cũng có khả năng khống chế. So sánh lẫn nhau, đa số các tu sĩ ngoại lâu sẽ lựa chọn như thế nào đã rất rõ ràng. Mà hai chữ đạo đồ, chờ tới sau khi thần lâm, kim khu ngọc tủy, thọ hơn 500 lại đi thăm dò cũng chưa muộn. Khi đó có tầm nhìn càng cao, càng nhiều thời giờ, tất nhiên cũng có càng nhiều nắm chắc. Quay lại trận chiến đấu chiêu không hề nghi ngờ là thiên kiêu đứng đầu ngoại lâu trong lúc rằng có với trọng huyền tuân y đồng thời chế ngự tinh quang thánh lâu lấy đạo đấu chiến thúc giục đao chảm thần chém vỡ nguyệt luân chém về phía trọng huyền tuân hiện tại một đao này rơi xuống trọng huyền tuân sẽ phải xử lý ra sao sợ là chỉ có thể né tránh chủ động từ bỏ ưu thế lúc này đổi công thành thủ đây là nhận thức chung của rất nhiều người xem ở trên khán đài nhưng ở trong thời khắc này ở trên trời cao kia ngũ thần thông chi quang trên người trọng huyền tuân sáng ngời thế mà tự phân ra một bộ phận hóa thành một thanh đao dài ánh sáng sao trời từ thanh long tinh vực xa xôi bay tới hóa thành một bàn tay một cái bàn tay mạnh mẽ lực lưỡng tỏa sáng ngời ngời bàn tay ấy nắm chặt thành nắm đấm bỗng nhiên khẽ động vung tới đao tinh quang của đấu chiêu trọng huyền tuân cũng đã tìm được đạo của hắn ta cũng có thể cụ hiện hóa lực chiến đấu của đạo của hắn ta đao và nắm đấm va chạm vào nhau lập tức vỡ tan thành tia sáng là tả khắp trời hai người trong cơn mưa sao võ phục nền hồng viền vàng và áo trắng hơn tuyết vẫn đang bay lên trên cao rất nhanh dường như sắp xuyên qua tinh khung bay tới nơi càng cao càng xa hơn một màn này tựa như ảo ảnh giấc mộng khiến người mê say đấu chiêu bên kia tinh quang khống chế đao chảm thần mà trọng huyền tuân bên này tinh quang sử dụng nắm đấm ngũ thần thông đây là sự va chạm giữa cảnh giới ngoại lâu đỉnh chân chính đỉnh về các mặt các loại ý nghĩa mà cho tới lúc này Trọng Huyền Tuân mới đưa ra lời đáp trả cuối cùng, ta thành tựu ngoại lâu đến nay, đã 49 ngày. Hắn ta ngẩng đầu nhìn đấu chiêu, thong dong cười nói, các ngươi ai ai cũng nói bản thân có thâm niên cỡ nào, khó được cỡ nào. Nhưng dường như, ngoại lâu cũng hoàn toàn không khó lý giải lắm. Trong lúc nói chuyện, hắn ta vẫn cứ nâng thiên luân bằng một tay, nâng đấu chiêu và thiên kiêu đao của y. Bay lên. Trong thời khắc như vậy, thiên kiêu đao và thiên luân còn đang chống chọi lẫn nhau, lực hút còn đang điên cuồng va chạm hai người đã bay qua nguyệt luân bị chém vỡ bay tới nơi càng cao hai người bay lên trời càng lúc càng nhanh tiếng gió rít gào lạnh thấu xương cũng càng ngày càng bén nhọn nhưng cũng càng ngày càng xa xôi hai người đã bay khỏi diễn võ đài bay hướng về phía trên cả trời cao ánh sáng sán lạn người người kia võ phục hồng vàng và áo trắng như tuyết ở trong tầm mắt mọi người không ngừng đi xa đi xa điểm cuối cùng ở nơi nào là nơi trận gió ở thậm chí hay là nơi mặt trời rực rỡ treo cao trong thế giới hiện thực nhưng bất kể điểm cuối ở nơi nào đây đều là ưu thế có lợi cho trọng huyền tuân bởi vì hắn ta đang nâng đấu chiêu bay lên hắn ta tiến mà đấu chiêu lùi ở trên bầu trời xa xôi bất kể là gặp được nguy hiểm gì đấu chiêu đều là người đầu tiên hứng chịu thế thì tất cả nguy cơ có khả năng xuất hiện đều là giúp đỡ của trọng huyền tuân lại nói tiếp chiến đấu diễn tiến đến lúc này đơn giản là đấu chiêu chém ra hai đao để giải quyết khốn cảnh lại dùng một đao để công kích đối nhưng bị ngăn lại mà thôi. Việc này căn bản không tính là sơ hở. Đấu chiêu cũng từ đầu tới đuôi xử trí hoàn mỹ, không hề để lộ sơ hở gì. Nhưng đối mặt với Trọng Huyền Tuân trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu, đây chính là sơ hở. Thiên Luân chỉ cần một cái đón đỡ sau đó đẩy lên là đã đẩy đấu chiêu, vào thế khó. Mà đấu chiêu lùi lại lùi, thậm chí còn chém ra hai đao tinh quang trảm thần đều bị Trọng Huyền Tuân phá vỡ. Hiện tại Trọng Huyền Tuân rõ ràng không tham lam không ngạo mạn, cũng không có ý định mở rộng ưu thế ở phương diện khác, mà chỉ gắt gao giữ lấy điểm ưu thế không tính là ưu thế này, đẩy đấu chiêu đi tới kết thúc. Nếu thực sự đẩy được tới nơi mặt trời chói trăng treo lơ lưng ở thế giới hiện thực, thì cũng là đấu chiêu, bị cháy chết trước. Đương nhiên là trọng huyền tuân hắn thắng lợi. Mọi người trên khán đài tròn đều ngửa đầu dương mắt ngóng trông. Nhìn thân hình của hai vị thiên kiêu tuyệt thế càng ngày càng xa. Tầm mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Đặc biệt là bối cảnh sau lưng bọn họ là mặt trời chói loa khiến cho người ta khó mà nhìn thẳng dần dần rất nhiều người đều không thấy rõ chiến cuộc chỉ thấy hai bóng người lờ mờ thậm chí chỉ là hai cái điểm đen mọi người không khỏi nghị luận sôi nổi trời đất bọn họ định đánh tới đâu nếu bay tới nơi thoát ly tầm nhìn bị ai âm thầm can thiệp thì còn ý nghĩa gì nữa ta có thể bay theo xem được không chúng ta phải chờ ở chỗ này bao lâu nếu bọn họ không trở lại thì sao đương nhiên rất nhiều người chỉ là bởi vì bản thân không thấy được cuộc chiến xuất sắc tuyệt diệu cho nên mới oán giận bọn họ hiển nhiên rõ ràng cuộc chiến giữa đấu chiêu và trọng huyền tuân như thế nào cũng không có khả năng thoát khỏi tầm nhìn của chân quân dư tỷ càng sẽ không tồn tại trường hợp bay tới nơi quá xa bị kẻ khác can thiệp ảnh hưởng tính công bằng chính xác sẽ không trở về bọn họ hoặc là chỉ oán giận một lát hoặc là hy vọng dư tỷ ra tay kéo chiến trường của đấu chiêu và trọng huyền tuân quay về tầm nhìn để bọn hắn có thể tiếp tục thưởng thức việc này đương nhiên là không có khả năng cái gọi là nhốn nháo ồn ào cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi trong đám tu sĩ siêu phàm cũng không tránh khỏi có kẻ dung tục tầm thường. Mà người có thể nhìn thấy cuộc chiến đặc sắc thì về căn bản là sẽ không phân tâm, cũng không dành ồn ào. Lúc này Khương Vọng đã mở ra càn dương chi đồng. Mắt trái biến thành màu đỏ lập lòe ra ánh sáng, chăm chú nhìn thẳng hình sáng của trọng huyền tuân và đấu chiêu. Đây tuyệt đối là cuộc chiến thiên kiêu ngoại lâu đương thời không thể bỏ lỡ. Hắn nhìn thấy, ở trên mấy ngàn dặm trời cao, đấu chiêu vẫn bị trọng huyền tuân đẩy không ngừng bay lên, hơn nữa không ngừng gia tốc không khí bị ma sát đến mức không ngừng nổ đùng đoàng. Tinh quang khống chế đao chảm thần và tinh quang, khống chế nắm đấm ngũ thần thông điên cuồng đối chiến ở quanh thân hai người. Nhưng hai bên thế lực ngang nhau, đều không thể chân chính ảnh hưởng đến đối phương, phá vỡ vô số ánh sao vòng quanh hai vị thiên kiêu bay múa, ngược lại như là đang cổ vũ cho bọn họ. Độ cao có thể nói là khủng khiếp này vẫn bị hạn chế trong phạm vi, mà trụ lục hợp bao phủ, cũng vẫn chưa từng vượt qua độ cao pháp tướng của sáu vị trí tôn cho dù là điểm cuối của thị lực cũng không nhìn thấy điểm cuối của trụ lục hợp, cho nên tất nhiên cũng không nhìn thấy mặt của sáu vị trí tôn. Một góc long bào chính là một mảnh màn trời. Trong lòng Khương Vọng bỗng hiểu ra, trụ lục hợp và pháp tướng của sáu vị trí tôn là đội trời đạp đất ở trong phạm vi quan hà đài. Mà cũng không phải thật sự đội toàn bộ bầu trời của thế giới hiện thực. Hắn không thể lý giải được sự tồn tại của sáu vị trí tôn, không rõ ràng lắm bọn họ có thể làm được điểm này hay không nhưng rõ ràng trụ lục hợp đội trời đạp đất hạn chế trong ở phạm vi quan hà đài nếu không thì ở bất kỳ chỗ nào trong thế giới hiện thực đã có thể nhìn thấy trụ lục hợp rồi nhưng trên thực tế chỉ có bước lên quan hà đài mới có thể nhìn thấy trụ lục hợp chỉ là phía trước hắn không chú ý tới việc này chưa từng suy xét những việc này lúc này nhìn theo hai người đang chiến đấu tầm nhìn không ngừng cất cao xem càng nhiều không tự chủ cũng nghĩ đến càng nhiều nơi này là một vùng trời đất riêng hay là gom vùng trời đất này vào quan hà đài Dựa vào tu vi và tầm mắt hiện tại của Khương vọng, hắn còn chưa thể lý giải loại vĩ đại này. Nhận chi duy nhất của hắn chính là, tuy rằng hiện tại độ cao của cuộc chiến giữa Trọng Huyền Tuân và Đấu Chiêu rất khủng khiếp, nhưng không phải thật sự siêu thoát quan hà đài. Chẳng sợ bọn họ bay lên cao bao nhiêu, bay đi xa bao nhiêu, thậm chí rơi vào trong trận gió, đâm tới mặt trời thì cũng vẫn ở trong phạm vi tương ứng của quan hà đài. Thật không hổ là hùng đài đệ nhất thế gian, vĩ đại vĩnh viễn chấn giữ sông lớn hiểu biết càng nhiều càng thấu hiểu ý nghĩa của vĩ đại vòm trời của quan hà đài cũng là vòm trời chân chính cho nên khi trận gió như đao bỗng nhiên quay lại chém xuống đấu chiêu và trọng huyền tuân đang giao chiến tình thế hỗn loạn không thể không xảy ra bởi vì trong cuộc chiến đỉnh cao như cuộc chiến giữa đấu chiêu và trọng huyền tuân như vậy bất kể tăng giảm một chút lực lượng nào cũng đều có khả năng biến chuyển kết cục thắng bại mà trong giờ phút này tất cả ảnh hưởng đến từ bên ngoài đều không có lợi cho đấu chiêu đây đúng là nguyên nhân tại sao đấu chiêu không ngừng muốn tránh thoát mà trọng huyền tuân gắt gao giữ lại không thể nhìn thấy cái thần thông thứ năm của ngươi ta rất đáng tiếc dưới sự trợ giúp của thanh văn tiên thái lỗ tai khương vọng thu được câu nói như thế đó là giọng nói tự xin sán lạn của đấu chiêu tại sao y lại nói như thế đây thực sự không giống như lời của một người đang trong trạng thái bất lợi tiện đà là trọng huyền tuân đáp lại giọng nói kiêu ngạo thong dong tiếc nuối là quyền lợi của kẻ thua ha ha đấu chiêu bỗng nhiên cười lớn ở trên trời cao. Thanh âm này kiêu ngạo ngông cuồng. Khí thế cả người y đột nhiên biến đổi. Từ trạng thái ấm áp sán lạn bỗng trở nên vinh váo. Hung hăng. Vạt áo tung bay phần phật, ánh mắt sáng ngời. Bắt đầu từ đôi tay cầm đao của y, ánh vàng bắt đầu lan tràn. Ánh sáng vàng lấp lánh nhanh chóng tràn ra toàn thân. Lông mày, đôi mắt, mái tóc y, cả thân thể thậm chí quần áo, thậm chí thiên kiêu đao. Tất cả đều bị một loại màu vàng tươi rực rỡ bao phủ y tựa nắng gắt, chói trăng cháy bỏng. Ở trên trời cao vạn trượng kia, đấu chiêu lộ ra đấu chiến kim thân. Uỳnh. Đó là một tiếng nổ vang ở trên không trung rất cao, như sấm rền nổ tung giữa vạn dặm trời trong xanh. Khương Vọng kinh ngạc nhìn thấy, ở trên trời cao vạn trượng kia, Trọng Huyền Tuân trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu như thần tựa ma, thế mà bị một đao chém xuống dưới, cũng không thể nói đấu chiêu dựa vào lực lượng thuần túy ở trạng thái đấu chiến kim thân, vượt qua Trọng Huyền Tuân nhưng vào khoảng khắc y lộ ra đấu chiến kim thân, ý chí và động tác đều đang bùng nổ. Như trăm hoa xuân đua nở, thủy triều lên cuồn cuộn. Trọng Huyền Tuân không còn có thể ngăn cản đao của y. Ngũ thần thông quyền mang theo tinh quang cũng tan tành dưới đao chảm thần của đấu chiêu. Trong tình huống như vậy, không thể nào đẩy đấu chiêu lên cao. Nếu tiếp tục rằng co, đấu chiêu có thể chém chết Trọng Huyền Tuân, bằng đao của mình mà không cần phải bay quá xa. Cả hai bên trong trận đấu đều hiểu rất rõ điều này trong hoàn cảnh đó trọng huyền tuân đã quyết đoán kích hoạt thần thông điên đảo trọng huyền y nhất thiên luân đột nhiên rơi xuống rất nhanh thiên luân và mũi đao thiên kiều phút chốc đã tách ra nhưng keng đao thiên kiều nhanh chóng chém xuống lại chém lên thiên luân một lần nữa lúc này trọng huyền tuân muốn thoát khỏi dây dưa nhưng đấu chiêu không muốn vậy y ở phía trên xuất đao điên cuồng bởi trọng huyền tuân đang tăng tốc độ để hạ xuống để tránh y thoát khỏi thế đao đấu chiêu không sử dụng bất kỳ đao pháp phức tạp nào, mà là đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Chém. Thế đao của y vây quanh Trọng Huyền Tuân, trong chốc lát không thể tách ra. Cả người đấu chiêu ngã xuống theo đà rơi Trọng Huyền Tuân, đao thiên kiều vẫn tiếp tục chém. Keng 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 keng, keng 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 keng, ken. như mưa gầm sấm giật, cực kỳ điên cuồng, cực kỳ mãnh liệt. Đao thiên kiều chém ra một mảng bóng chồng, như thể cùng lúc có cả trăm lưỡi đao chém về phía Trọng Huyền Tuân. Vậy nên có rất nhiều đao ảnh, cũng chỉ dưới sự khống chế của trọng huyền tuân thiên luân vừa che chắn vừa cản đao mới có thể lớn như vậy không còn chỗ để chém thêm nữa nhưng trọng huyền tuân cũng không thể thu nhỏ thiên luân hơn nữa bởi đây đã là giới hạn khống chế của y là hình dạng thích hợp nhất nếu lớn hơn y sẽ không nâng được nếu nhỏ hơn sẽ không ngăn cản được đao chém xuống không thể bảo vệ chính mình cả hai bên đều cố gắng hết sức trong cả tấn công và phòng thủ trong tầm mắt của tất cả người quan chiến hai điểm đen càng ngày càng xa, lại dần trở nên lớn hơn và rõ ràng hơn. Sau đó nghe thấy trong không khí có tiếng động vô cùng lớn. Sau đó mới thấy, đấu chiêu kim thân rực rỡ, hai tay cầm đao thiên kiêu, từ trên cao chém xuống thiên luân và trọng huyền tuân đang trong trạng thái ngũ phủ đồng diệu. Năm luồng sáng rực rỡ xuyên qua áo trắng, chiếu dọi trọng huyền tuân, nhìn y như thể thần thánh. Mà bộ võ phục đỏ viền vàng của đấu chiêu đã trở thành vàng rực rỡ, y ở trên không trung, quay lưng về phía mặt trời gay gắt, lại như thể bản thân mới là mặt trời. Đao giáng xuống nhanh như chớp, chẳng khác nào một người thợ rèn có sức mạnh vô hạn đang rèn sắt ngay trước lò. Coi trọng Huyền Tuân là một cục sắt phong hoa tuyệt đại. Mỗi đao đều như búa tạ giáng xuống. Từ trước đến giờ Trọng Huyền Tuân luôn sử dụng Thiên Luân và dùng nắm đấm nện người khác, đây là lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy y bị hành như thế này. Đao nện vào Thiên Luân chỉ là hình tượng. Điều thực sự đặc sắc là khi đao Thiên Kiêu và Thiên Luân va chạm dữ dội, thì hai người họ cũng đang ở thời khắc quyết đấu đỉnh cao. Cũng như lúc trước, Trọng Huyền Tuân đẩy đấu chiêu, lần này đổi thành Trọng Huyền Tuân liên tục xuất thủ, Trọng Huyền chi lực, Ngũ Thần Thông Quyền cố gắng thoát khỏi thế đao. Đấu chiêu dựa vào đạo đấu chiến, dùng đao chảm thần hóa giải từng chút một. Trong hiệp thi đấu áp đảo của đấu chiêu, y không cho Trọng Huyền Tuân bất kỳ cơ hội nào. Khác với lúc lên cao, Trọng Huyền Tuân hạ xuống đất rất ổn định, trước sau như một, hơn nữa còn xuống rất nhanh đấu chiêu cuồng dã vung đao, mỗi đao chém xuống đều nắm chắc chừng mực. Một đao đuổi theo một đao, từng nhát đao trồng lên, thế đao được tích lũy. Quá trình tích lũy thế đao là có thể vào thời điểm đỉnh phong, cũng chính là lúc Trọng Huyền Tuân bị đánh rớt xuống đất và không còn đường lui, y sẽ bị chém làm đôi. Từ độ cao vạn trượng chém một mạch về đến tận quan hà đài, từ điểm đen xa xăm đến tầm nhìn rõ ràng của tất cả khán giả. Tổng cộng đã vung bao nhiêu nhát dao? Khương Vương tính rất rõ ràng, 17 bảy năm trăm sáu mươi hai đao đấu chiêu và trọng huyền tuân trong trận chiến lại càng rõ ràng hơn mỗi một chi tiết mỗi một phạm vi trong cuộc giao chiến dù là nhỏ như lực thế ý đều không có chút nhượng bộ nào nếu không có gì ngoài ý muốn trong vòng hai vạn nhát đao sẽ phân định thắng bại kết thúc dưới tình hình này tất nhiên không phải điều mà trọng huyền tuân muốn vì vậy y tách hai tay thiên luân liền biến mất thế chém như gió lớn quật vào cây đột ngột dừng lại nhưng đao thiên kiêu đã tích lũy được 17.931 nhát đao, không hề che giấu chém về phía trọng huyền tuân, chém tới khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của y. Hoàng xá lợi trên khán đài lo lắng tới độ đứng ngồi không yên, không nỡ nhìn về anh tuấn của trọng huyền tuân trở nên tàn lụi. Lách cách, một vật gì đó sáng chói như đá quý vỡ tan. Bảo mệnh thần thông của trọng huyền tuân, trong quá trình rơi xuống với tốc độ cực nhanh, từ đầu đến cuối y không có cách nào thoát được thế đao của đấu chiêu sau khi xác định rằng việc đó là bất khả thi, y quyết đoán thu lại thiên luân, liều lĩnh sử dụng bảo mệnh thần thông để chấm dứt thế đao của. Đấu chiêu đang chém xuống liên hoàn, thời điểm mà y lựa chọn cũng vô cùng khéo léo. Không chỉ vừa khéo chặn đấu chiêu tại một điểm tương đối khó chịu, khiến thế đao của đấu chiêu không thể phát huy tối đa khả năng đã tích lũy, tiêu tán phân nửa uy năng, mà còn là vị trí. Hiện tại, vị trí của hai người họ vẫn khá cao, vừa khéo cạnh mặt trăng hai người họ đã sớm vụt qua mặt trăng treo mình lơ lửng giữa trời, nhiều người không quá để tâm tới nó. Khi bọn họ hạ xuống từ trên cao lại một lần nữa vụt qua, chính là lúc này, vầng trăng vằng vặc đó lập tức hóa thành vô số tia sáng, rơi xuống khắp người đấu chiêu. Một tia sáng mong manh, một đầu nối tới nơi vô định trong hư không, đầu còn lại cố định trên người đấu chiêu. Hàng ngàn hàng vạn ánh sáng cố định đấu chiêu, người vừa đập tan bỏ mệnh thần thông của trọng huyền tuân ở một chỗ. Cảnh tượng này thực sự rất huyền bí ánh trăng trắng ngần như tuyết dệt thành một tấm mạng nhện, trải rộng và bao phủ cả bầu trời. Vào lúc này, đấu chiêu giống như con bọ vàng nhỏ bé xa vào một mạng nhện bạc. Thế tấn công và phòng thủ lại thay đổi. Thân hình trọng huyền tuân nghịch chuyển, từ rơi xuống trở thành bay lên, y nắm chặt nắm tay phải, tinh quang lưu chuyển, ánh sáng của ngũ thần thông lóe sáng, đánh một quyền vào bụng đấu chiêu. Đó là ngũ thần thông quyền. Bang, một quyền đánh vào kim thân của đấu chiêu, phát ra tiếng kim loại va chạm là đỉnh cấp thần thông được mệnh danh là 500 năm mới có một của đại sở. Không thể nghi ngờ sức mạnh của đấu chiến kim thân. Thế hệ này của đấu thị có hai người, quả thực là may mắn trời cho. Nhưng đấu chiến kim thân của đấu miễn so với đấu chiến kim thân của đấu chiêu, giống như bụi vàng mạ đồng thau. Đấu chiêu ở nơi này chỉ cần dựa khả năng phòng ngự của chính mình lại có thể miễn cưỡng chịu đựng ngũ thần thông quyền, mà không chết. Mặc dù trên không trong, cả người đấu chiêu cong lại như con tôm. Nhưng với nắm đấm như vậy, có bao nhiêu tu sĩ ngoại lâu có thể chống đỡ bằng xương bằng thịt ầm um, trọng huyền tuân không hề do dự bồi thêm một cú nữa đấu chiêu vừa mới đứng thẳng người lên đã lại cong như một cây cung lần này còn nôn ra một ngụ máu vàng máu vàng cho thấy đấu chiến kim thân của đấu chiêu đã thực sự phát triển từ ngoài vào trong từ da đến xương đến cực hạn như ngày hôm nay ngụ máu này từ trong cơ thể phun ra hóa thành một thanh đao vàng trong chớp nhoáng gập lại chém ra một thức bì nang bại đánh về phía mặt trọng huyền tuân Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trọng Huyền Tuân không hề né tránh mà vẫn đấm thêm một quyền lên người đấu chiêu. Y tha dùng bỏ mệnh thần thông chặn lại một đao kia, cũng không cho đấu chiêu một cơ hội trốn thoát. Một quyền giáng vào mặt đấu chiêu làm gãy một vài chiếc răng, kinh lực sót lại cũng làm tung búi tóc y. Đấu chiêu bị trọng thương, nhưng bỗng dưng huyết đao màu vàng kim kia lật lại, chuyển thành thần tính diệt, rơi xuống tấm lưới dệt bằng ánh trăng. Đao này xuất ra, vốn dĩ là một đao hai thế, nếu trọng huyền tuân chặn được nó y sẽ lợi dụng thời cơ để thoát thân nếu trọng huyền tuân bỏ qua nó y sẽ sử dụng đao này để tự cứu mình huyết đao này khéo léo đến nỗi hoàn toàn qua mắt được trọng huyền tuân phun máu hóa đao là một tuyệt kỹ mà thanh đao được hóa từ máu này lại có hai thế càng là một chuyện bất khả thi khiến người khác không thể tưởng tượng được hiển nhiên cũng không đề phòng được chỉ có tuyệt đỉnh thiên kiêu như đấu chiêu mới có thể biến điều không thể thành có thể huyết đao vàng kim dùng thế thần tính diệt chém xuống nguyệt võng đấu chiến kim thân lóe sáng trong chốc lát đã được tự do tất cả diễn ra rất nhanh khi đó đấu chiêu nhận một quyền vào mặt nhổ ra hai chiếc răng gãy màu vàng lẫn máu khuôn mặt anh tuấn cũng bị đánh lệch sang phải trên khóe miệng vẫn lưu lại vết máu vàng búi tóc sớm đã bị tung ra mái tóc dài vàng kim bay bay trong không trung nhưng vừa thoát ra được y bỗng nhiên ngoảnh đầu con ngươi màu vàng kim phát sáng rực rỡ khi y quay đầu lại thanh đao cũng trở về đôi mắt vàng kim soi bóng người áo trắng như tuyết, đào thiên kiêu đã đến. Màn tiếp theo đây khiến gần như tất cả người xem không nói nên lời. Giờ phút này, đấu chiêu mới hoàn toàn dùng đấu chiến kim thân để thôi động thất thức đấu chiến. Thực sự tái hiện hiện thế dĩ dáng, đệ nhất sát phạt thuật. Thiên kiều đào rơi. Bì năng bại. Thân hồn hù. Nhân họa. Chảm tính kiếm ngã. Thần tính diệt. Thiên phạt. Dưới sự thôi động của đấu chiến kim thân, sáu thức tuyệt diệu lần lượt hiện ra đao quang dễ dàng giam trọng huyền tuân ở giữa. Bì nang tổn thương, thân hồn hao tổn, tự sinh tai họa, chủ tâm bị chảm, thần thông chôn vùi, tự chịu thiên phạt. Vật sáng chói đẹp đẽ như đá quý kia sáng lên rồi vụt tắt hai lần liên tiếp. Nói cách khác, trong đợt đao quang mà đấu chiêu chút xuống, trọng huyền tuân đã hai lần đối mặt với tình thế chắc chắn phải chết. Hoàn toàn giết chết y, nhưng vẫn chưa kết thúc. Vào lúc này, đấu chiêu vẫn còn vết máu vàng trên khóe miệng, đã đối đầu trực diện với trọng huyền tuân, thiên kiều đao chém xuống. Thanh đao này vô cùng khí thế, ánh vàng trói lọi, rực rỡ lóa mắt, uy nghiêm như thần Phật. Thất thức đấu chiến, thiên nhân ngũ suy. Xung quanh trọng huyền tuân, thứ đẹp đẽ trói lọi, giống như bảo thạch đó. Cạch, 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 dường như phát ra tiếng vang như vậy. Ba lần liên tiếp. Na Lương đã từng hỏi bảo mệnh thần thông của Trọng Huyền Tuân có thể dùng bao nhiêu lần. Đáp án của câu hỏi này là 7. Bảo mệnh thần thông của Trọng Huyền Tuân gọi là tinh luân được bao quanh bởi 7 ngôi sao nó có thể chịu được 7 cuộc tấn công sinh tử. Thất tinh vây quanh, có thể ngăn chặn 7 lần công kích chí mạng. Trong trận chiến với Na Lương đã dùng một lần, vẫn chưa phục hồi lại. Lúc trước, để ngăn được chém liên hoàn của đấu chiêu lại dùng một lần. Trong 6 thức chém liên hoàn sau khi đấu chiêu được tự do lại dùng thêm hai lần nữa. Đào cuối cùng trong thất thức đấu chiến được đấu chiêu kích hoạt bằng đấu chiến kim thân, lại dùng thêm hai lần nữa. Đã hoàn toàn vượt quá phạm vi chịu đựng hiện tại của tinh luân. Vỡ liền 3 lần đều không thể hao hết. Trước một nhát đao đáng sợ như vậy, y phục trắng như tuyết của trọng huyền tuân bị nhiễm bẩn. Trong nháy mắt, mái tóc đen dài sơ sát tàn tạ, mồ hôi nhễ nhại chảy. Trên người bắt đầu có mùi tanh hôi, không thể ngồi yên, không thể tập trung. Đây là thiên nhân ngũ suy, đây là đao có thể chém chết cả thiên nhân. Năm luồng sáng trói loại ban đầu cũng đã nhạt đi. Khi đấu chiến kim thân của đấu chưa hiện ra, y nói một tiếng đáng tiếc. Y tiếc rằng trọng huyền tuân không thể hiện được thần thông thứ năm vì y sẽ không cho Trọng Huyền Tuân một cơ hội nào. Vào lúc này, một đao thiên nhân ngũ suy chém xuống, Trọng Huyền Tuân phong hoa tuyệt đại bắt đầu tàn lụi. Sinh mệnh vẫn cứ trôi đi, trôi qua với tốc độ khủng khiếp. Ai cũng có thể thấy rằng Trọng Huyền Tuân không thể tránh khỏi cái chết, rơi vào thất bại. Dưới một nhát đao như vậy, cho dù tinh luân của y có thêm ba lần nữa, cũng không ngăn nổi. Trên khán đài, Trọng Huyền Thắng đứng dậy, trên nắm tay nổi đầy gân xanh thậm chí đến tào giai chân nhân cũng đang nhìn chằm chằm vào diễn võ đài sẵn sàng nhận thua thay cho trọng huyền tuân cho dù biết dư tỷ sẽ giữ mạng cho người thua cuộc nhưng ông ta vẫn lo lắng bên kia cố tình sơ xuất trọng huyền tuân là một thiên kiêu tuyệt đỉnh bất kỳ quốc gia nào cũng không nỡ tổn hại nhưng tại thời điểm này trọng huyền tuân đưa tay ra hiển nhiên dưới thế đao của của thiên nhân ngũ suy chỉ có thể chịu chết tuy nhiên y vẫn vùng vẫy rồi rũi ra đó là một bàn tay trắng ngần thon dài có lực nhưng giờ đây đã trở nên già nua y đưa tay trái ra từ lễ đại sư diễn võ trước thái miếu đến hoàng hà hội quan hà đài tranh vị trí đứng đầu tại mọi thời điểm y đều chiến đấu bằng tay phải lấy thiên luân nắm thiết quyền từ trước đến giờ y chưa bao giờ tấn công bằng tay trái hiện giờ y duỗi tay trái ra trong lòng bàn tay hiện lên một đốm sáng ánh sáng đỏ là thiên luân ánh sáng trắng là nguyệt luân còn cả tinh luân ba điểm sáng xếp cạnh nhau thiên luân dung nạp vào cơ thể nguyệt luân lơ lửng trên bầu trời tinh luân chuyển động vòng quanh đột nhiên xuất hiện kết nối với nhau sán hoa lưu chuyển tam quang đồng điệu kết hợp với nhau tạo thành một trường đao có hình dạng kỳ lạ lưng đao có ba khúc sống đao có hai đầu nhọn lưỡi đao cong hình dạng của thân đao như trăng khuyết với thiên luân nguyệt luân tinh luân ghép lại với nhau chuôi đao sáng rực rỡ vô vàn màu sắc thay đổi liên tục bây giờ ánh sáng này nằm trong tay y Bây giờ thanh đao này được y cầm bằng tay trái. Ít ai biết rằng Trọng Huyền Tuân luôn luyện kiếm bằng tay trái. Sở trường của y là dùng đao, vì ít ai có thể khiến y dùng đến tay trái, nên không có nhiều người có thể nhìn thấy đao của y. Giờ này khắc này, Thiên Luân, Nguyệt Luân, Tinh Luân hợp lại thành một, trở thành Nhật Nguyệt Tinh Tam Luân đao. Trọng Huyền Tuân cầm nó bằng tay trái, thêm vào đó trọng huyền chi lực từ trong vô tận yếu ớt chém ra một đao một đao này xuất ra đã cắt qua cổ của đấu chiêu thần thông cuối cùng trong ngũ phủ của trọng huyền tuân gọi là trảm vọng bởi vì sức mạnh đập tan ảo tưởng đi tới sự thật vậy nên có cái tên trảm vọng bên trong đập tan ảo tưởng bên ngoài thẳng tới chỗ hiểm cổ kim khó gặp một đao trảm vọng nhật nguyệt tinh luân đao hạ xuống cổ đấu chiêu ngay khi chạm tới kim quang của đấu chiến kim thân liền một mạch chém thẳng vào cổ gần như cùng lúc đó dư tỷ bước lên diễn võ đài trong tay tinh quang lưu động trong rất nhiều trận chiến của hoàng hà hội từ trước đến nay lần đầu tiên dư tỷ chân quân đặt chân lên diễn võ đài không phải ông không kiểm soát được cục diện trận chiến mà vì muốn đồng thời bảo vệ hai thiên kiêu càng dễ nắm bắt tình tiết cụ thể hơn đó cũng là trách nhiệm với hoàng hà hội tạo được thái độ thuyết phục điều này cũng cho thấy cuộc chiến giữa đấu chiêu và trọng huyền tuân khốc liệt như thế nào cuối cùng thì ai thắng ai thua đây là câu hỏi trong vòng mà tất cả khán giả đều chờ mong đáp án trên diễn võ đài trọng huyền tuân áo trắng phục phiêu giật dáng vẻ đã hoàn toàn kiệt sức toàn thân bốc ra mùi hôi thối thở hổn hển đấu chiêu đang mặc một võ phục màu đỏ và viền vàng cũng không khá hơn là bao nhật nguyệt tinh tam luân đã chém phân nửa cổ y thiếu chút nữa là đầu lìa khỏi thân kim quang phía ngoài tản mạn khắp nơi đấu chiến kim thân đã bị chém vỡ tinh quang trong trẻo chứa đựng sức sống vô cùng mạnh mẽ bao trùm cả trọng huyền tuân và đấu chiêu dư tỷ đứng giữa hai người bọn họ nhất thời không công bố kết quả Xem ra rất khó quyết định thắng thua. Nhíu mày một hồi, ông mới ngẩng đầu lên, sau đó cúi đầu lần lượt hành lễ với pháp tướng của Tề đế và Sở đế, ta cho rằng hai thiên kiêu này người tám lạng người nửa cân, nên hòa. Không biết hai vị đế quân có đồng ý hay không. Với thực lực của ông, không khó để nhận ra rằng đấu chiêu và trọng huyền tuân đều đã rơi vào tình thế sinh tử. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài thì sẽ có kết cục đồng quy vu tận. Đó là lý do tại sao ông ra tay quyết đoán, cứu cả hai người cùng một lúc đây là trách nhiệm của ông trong việc chủ trì hoàng hà hội nếu thực sự ông thấy chết mà không cứu thì sau đó sẽ phải chịu trách nhiệm nói đi cũng phải nói lại cho dù ông thật sự không quản sống chết của hai người họ thì hai vị đế quân giáng lâm pháp tướng cũng sẽ không ngồi im nhìn tuyệt đỉnh thiên kiêu cứ vậy mà chết đi chỉ là khi cả hai bên tham chiến đều rơi vào tình thế chắc chắn phải chết tiêu chí duy nhất để đánh giá thắng bại là ai trong hai người này sẽ chết trước cho dù là một cường giả cũng khó có thể đưa ra một kết quả khiến cho người ta tâm phục khẩu phục bởi vì tốc độ cận kề cái chết đến có liên quan tới quá nhiều thứ không chỉ thương thế tuổi tác thân thể thậm chí là cả vận may mà còn là ý chí sự kiên trì chịu đựng của hai người muốn khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục chỉ có một cách là cứ để kết quả tiếp tục cho đến khi một trong hai người chết nhưng đến lúc đó người còn lại chắc chắn không giữ được đao thiên nhân ngũ suy được điều khiển bởi đấu chiến kim thân của đấu chiêu và cả trảm vọng của Nhật Nguyệt Tinh Tam Luân Đao đều rất tuyệt vời. Hai người trẻ tuổi này đều được xếp vào trình độ cao nhất trong Hoàng Hà Hội, từng được tổ chức từ trước tới nay. Hai bên kỳ phùng địch thủ, không biết là may hay rủi. Với tư cách là người chủ trì của Hoàng Hà Hội, ông chỉ có thể đưa ra kết quả hòa. Quyền định đoạt thắng bại được trao cho đế quân hai sở quốc và tề. Nếu hai vị trí tôn cảm thấy rằng thắng bại trận chiến này quan trọng hơn, họ có thể cực một ván xem số mệnh thiên kiêu bên mình hay đối phương cứng hơn. Thời gian chỉ trôi qua trong nháy mắt, nhưng đối với hai vị trí tôn mà nói đã đủ lâu rồi long bỏ tím hơi động giọng nói trầm ấm như biển uy nghiêm như núi bao trùm lên vạn vật như vậy đi giọng nói cao quý khó tả dường như sinh ra đã đứng trên tất thảy nói thiện ngôn vậy là thắng bại của vòng này đã được định đoạt như vậy mãi cho đến lúc này mọi người mới chợt nhận ra một điều thiên kiêu ngụy quốc kia hình như đã giành được vị trí đầu việc một quốc gia khác ngoài sáu nước bá chủ đoạt chức vô địch ở trận ngoại lâu hay trận nội phủ của Hoàng Hà Hội không phải là chuyện chưa từng có. Mặc dù rất hiếm thấy nhưng cũng đã có một vài trường hợp. Nhưng e rằng trước đây chưa từng có trường hợp nào như thế này, hai tuyệt đỉnh thiên kiêu đã đánh đến mức chỉ còn sót lại hơi tàn. Xem ra bọn họ không thể tham gia trận chiến cuối cùng để giành lấy danh hiệu đứng đầu. Vòng đấu bốn người lấy hai, vậy nên lúc này người thắng. Trận kia không có đối thủ. Do đấu chiêu và trọng huyền tuân đăng hòa, nên bất kỳ ai trong số hai người họ đều có thể đấu với Yến Thiếu Phi, để xác định kết quả cuối cùng nhưng với tình trạng hiện tại của họ không có khả năng tái chiến ngay lập tức ngoại lực bên ngoài để giúp bọn họ phục hồi sẽ không phù hợp với các quy tắc của hoàng hà hội vậy nên yến thiếu phi là người đứng đầu trận ngoại lâu câu hỏi này nảy sinh trong tâm trí nhiều người phải đây là một câu hỏi mà không phải là một kết quả được công nhận bởi vì sau khi chứng kiến trận chiến vô song giữa đấu chiêu và trọng huyền tuân ở cấp độ ngoại lâu không ai nghĩ yến thiếu phi có đủ tư cách trở thành người đứng đầu ngoại lâu chỉ dựa trên thực lực mà hắn ta thể hiện ra mặc dù về mặt quy tắc kết quả cuối cùng dường như đã quá rõ ràng như hạ hầu liệt kiêu kỵ đại đô đốc kinh quốc đã nói may mắn cũng là một loại thực lực nhưng ngụy quốc dù sao cũng không phải là kinh quốc mà thực lực của hai thiên kiêu đấu chiêu và trọng huyền tuân có thể nhìn thấy bằng mắt thường họ vượt trội hơn những người khác ai có thể tin phục và nghe theo người đứng đầu này có tranh chấp thì lại không hề gì vấn đề là không có tranh chấp với biểu hiện của yến thiếu phi chắc chắn hắn ta xứng đáng với danh sưng thiên kiêu hắn ta đã đánh bại kinh quốc thiên kiêu trung sơn vị tôn đó cũng là một thành tích vững chắc nhưng biểu hiện trong vài trận đấu này hắn ta thực sự thua kém đấu chiêu và trọng huyền tuân đó là điều không cần tranh cãi người đoạt được vị trí đứng đầu thiên hạ từ cổ trí kim không thiếu tranh cãi nhưng lẽ nào trên đời này thật sự có một người đứng đầu yếu hơn những người khác một cách rõ ràng hay sao lúc này mọi ánh mắt đều hướng tới yến thiếu phi bao gồm cả dư tỷ, người vẫn đang cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ khả năng sống cho đấu chiêu, và trọng huyền tuân. Bất luận thế nào, với tư cách là người chủ trì lần này của Hoàng Hà Hội, ông phải công bố kết quả. Lúc này, Yên Thiếu Phi đã ở trên đài. Sau khi đánh bại Trung Sơn vị tôn, hắn ta tự mình xử lý qua vết thương, sau đó ngồi yên lặng trên đài, và chứng kiến toàn bộ trận chiến giữa đấu chiêu và trọng huyền tuân. Phát quan bằng ngọc đã bị phá hủy trong trận chiến trước, nên lúc này mái tóc hắn ta cũng xóa ra sự nặng nề của kiếm tẩy hồng liên, niềm vui sướng khi thôi động tu tẫn hoan, nỗi bi thương khi sử dụng kiếm thuật thần thương, tất cả đều không được thể hiện qua biểu cảm của hắn ta lúc này. Hắn ta trầm lặng và nghiêm túc. Đến Hoàng Hà Hội, vốn dĩ muốn so tài với các anh hùng thiên hạ, tuy rằng thân tàn bị thiêu đốt, ta cũng nguyện được trở thành người đầu tiên. Đây không phải là một lời khoe khoang, khi hắn ta so tài với Trung Sơn Vị Tôn, quả thực đã liều mạng mà đấu. Yến Thiếu Phi nhìn sâu vào đấu chiêu và trọng huyền tuân rồi chắp tay với dư tỷ hôm nay được thấy một trận chiến tuyệt thế mới hay thiên hạ rộng lớn nhật nguyệt tỏ tường không dám tranh vị trí đầu hắn ta thở dài một hơi khẩu khí vừa thản nhiên vừa phóng khoáng vậy làm thiên hạ đệ tam đi quyết định thế này hắn ta không thẹn với bản thân mình tuy nhiên ngụy quốc vẫn cần công đạo vì vậy hắn ta quay người hành lễ với ngô tuân tướng quân của ngụy quốc sau đó tháo trường kiếm ở thắt lưng xuống quay ngược ra phía trước giữ bằng hai tay và đẩy nhẹ trước khi ra trận ta đã hẹn với bệ hạ mang vị trí đứng đầu về cho ngụy quốc được bệ hạ ban đắc ý nay tài nghệ không bằng người không dám nhận thứ nhất giao hẹn trước đây bị hủy xin hoàn lại kiếm này kiếm đắc ý bay về phía ngô tuân yên thiếu phi quay người cứ như vậy cất bước rời đi bỏ lại sau lưng danh sừng đệ nhất bỏ lại sau lưng thanh kiếm lừng danh thiên hạ cũng bỏ lại sau lưng mọi ánh mắt thán phục bàn luận hắn không phải là tướng của ngụy quốc không phụng sự quân vương chỉ là một hiệp khách của ngụy quốc mà thôi vì vậy, hắn ta có sự kiêu ngạo và hào hiệp, hắn ta có lựa chọn vào con đường của riêng mình. Chỉ là khi hắn ta bước đến lối vào phía nam, Ngô Tuân, đại tướng quân của Ngụy Quốc đã trở tay đẩy lại. Kiếm đắc ý bỗng chốc bay ra, dễ dàng vượt qua khoảng cách, lại treo ở bên hông yên thiếu phi, không thấy khói lửa. Giọng nói của Ngô Tuân vang lên, thiên tử ban kiếm, không lý nào thu lại. Tuy ngươi không phải là đệ nhất thiên hạ, nhưng ngươi là niềm tự hào số một của Ngụy Quốc ta kiếm này không phải của ngươi thì còn là của kẻ nào lần này đi núi cao đường xa nhớ tới cố nhân cố quốc chớ quên kiếm này lòng này yến thiếu phi dừng bước cúi đầu thi lễ trước ngô tuân nhưng không nói gì chỉ cầm trường kiếm trong tay nhanh chóng bước đi nghe cuộc trò chuyện của họ lúc này mọi người mới nhận ra rằng sau trận chiến này yến thiếu phi sẽ rời khỏi ngụy quốc không biết hắn ta sẽ đi đâu không biết hắn ta sẽ làm gì đây thực sự là một người có câu chuyện tuyệt vời hay lắm không biết tiếng ai hét lớn trong thời gian ngắn, tiếng reo hò trên khán đài dậy lên như sấm. Vì Yến thiếu phi sáng suốt tự kiềm chế chính mình, không tranh vị trí đầu, đeo kiếm mà đi, cũng vì Ngô Tuân bảo kiếm tặng anh hùng, không luận thắng bại. Tất nhiên, người khác nhau suy nghĩ khác nhau. Yến thiếu phi lựa chọn treo kiếm rời đi, có thể có những suy tính khác, có thể đó chỉ là sự kiêu ngạo của riêng mình hắn ta. Nguyên nhân thế nào chỉ mình bản thân mới biết được. Nhưng đối với Ngụy Quốc thì không cần nghi ngờ, đây chắc chắn là một bước đi rất khôn ngoan. Trong số tất cả những thiên kiêu ngoại lâu ở Hoàng Hà Hội lần này, Đấu Chiêu và Trọng Huyền Tuân hoàn toàn là độc nhất, vượt qua những thiên kiêu khác. Ngoại trừ họ, không ai có đủ tư cách đứng đầu. Bọn họ đánh tới mức gần như đồng quy vu tận, thiên kiêu ngụy quốc các ngươi lại nhặt vị trí đứng đầu. Ai có thể phục? Tề không phục, sở không phục. Thiên hạ không phục. Vậy thì quyền lợi do vị trí đứng đầu này đại biểu, một ngụy quốc không phải một trong sáu nước mạnh nhất thiên hạ, có thể nắm giữ nổi sao? nếu căn bản không có đủ sức mạnh để giành vị trí đầu nhưng cuối cùng lại đoạt được đó là đức không tương xứng với vị cái gọi là đức không xứng với vị ắt sẽ gặp tai họa trong tình hình này yến thiếu phi giành được vị trí đầu là họa chứ không phải phúc vì vậy khi hắn ta đeo kiếm rời đi ngô tuân mới vui vẻ chấp nhận mặc dù yến thiếu phi đã có ước định với ngụy đế muốn giành được vị trí cao nhất nhưng quần thần ngụy quốc không có kỳ vọng này thực tế điểm dừng của họ là tiến vào trận đấu chính kỳ vọng của họ chỉ là bát cường yến thiếu phi nằm trong số tứ cường của trận ngoại lâu đó đã là một điều bất ngờ để có được các tài nguyên tương ứng một cách an toàn và đảm bảo cần phải chuẩn bị thật tốt hiện giờ vị trí đứng đầu tới tay còn từ bỏ thử hỏi ai lại không biết xấu hổ làm khó tài nguyên tứ cường của ngươi còn về việc ngô tuân trả kiếm lại cho yến thiếu phi quan hà đài này không chỉ dành cho các thiên kiêu mà còn dành cho các nước muốn tranh đoạt danh tiếng chỉ danh xưng thiên kiêu là không đủ tại sao rất nhiều thiên kiêu thể chết không lùi lấy tính mạng tiền đồ vô lượng của mình cho trận chiến ngắn ngủi này đặt cược vào diễn võ đài này bởi vì họ không chỉ đại diện cho chính mình mà còn đại diện cho đất nước đằng sau họ danh dự đôi khi quan trọng hơn thắng bại vì vậy bạch ngọc hà của việt quốc đã từ chối nhặt lấy một suất tham dự cuộc đấu chính cho nên đường đường là tào dai chân nhân cố ý làm khó một xúc mẫn nhỏ bé không phải là làm khó xúc mẫn mà là làm khó hạ quốc Ngô Tuân Đường Đường là đại tướng quân của Ngụy Quốc, đương nhiên là hiểu đạo lý này. Ông luôn bảo vệ tiếng tăm của Ngụy Quốc. Chưa kể đó chỉ là một thanh đắc ý đã được ban thưởng từ lâu, cho dù có thêm 10 thanh danh kiếm đương thời, lúc cần tặng y cũng tặng, đến lông mày cũng không cần nhíu lại. Khi bóng lưng của Yến Thiếu Phi biến mất bên ngoài trụ lục hợp, mọi người mới nhận ra rằng lại xuất hiện một câu hỏi mới. Ai người đứng đầu trận ngoại lâu của Hoàng Hà Hội lần này? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé người đoạt được vị trí đứng đầu thiên hạ, từ cổ chí kim, không thiếu tranh cãi. Nhưng lẽ nào trên đời này, thật sự có một người đứng đầu yếu hơn những người khác một cách rõ ràng hay sao? Lúc này, mọi ánh mắt đều hướng tới Yến Thiếu Phi, bao gồm cả dư tỷ người vẫn đang cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ khả năng sống cho đấu chiêu, và trọng huyền tuân. Bất luận thế nào, với tư cách là người chủ trì lần này của Hoàng Hà Hội, ông phải công bố kết quả. Lúc này, Yên Thiếu Phi đã ở trên đài. Sau khi đánh bại Trung Sơn Vị Tôn, hắn ta tự mình xử lý qua vết thương, sau đó ngồi yên lặng trên đài, và chứng kiến toàn bộ trận chiến giữa đấu chiêu và trọng huyền tuân. Phát quan bằng ngọc đã bị phá hủy trong trận chiến trước, nên lúc này mái tóc hắn ta cũng xóa ra. Sự nặng nề của kiếm tẩy hồng liên, niềm vui sướng khi thôi động tu tẫn hoan, nỗi bi thương khi sử dụng kiếm thuật thần thương, tất cả đều không được thể hiện qua biểu cảm của hắn ta lúc này. Hắn ta trầm lặng và nghiêm túc. Đến Hoàng Hà Hội, Vốn dĩ muốn so tài với các anh hùng thiên hạ, tuy rằng thân tàn bị thiêu đốt, ta cũng nguyện được trở thành người đầu tiên. Đây không phải là một lời khoe khoang, khi hắn ta so tài với Trung Sơn Vị Tôn, quả thực đã liều mạng mà đấu. Yến Thiếu Phi nhìn sâu vào đấu chiêu và trọng huyền tuân rồi chắp tay với dư tỷ, hôm nay được thấy một trận chiến tuyệt thế mới hay thiên hạ rộng lớn, Nhật Nguyệt tỏ tường, không dám tranh vị trí đầu. Hắn ta thở dài một hơi, khẩu khí vừa thản nhiên vừa phóng khoáng, vậy làm thiên hạ đệ tam đi. Quyết định thế này hắn ta không thẹn với bản thân mình tuy nhiên ngụy quốc vẫn cần công đạo vì vậy hắn ta quay người hành lễ với ngô tuân tướng quân của ngụy quốc sau đó tháo trường kiếm ở thắt lưng xuống quay ngược ra phía trước giữ bằng hai tay và đẩy nhẹ trước khi ra trận ta đã hẹn với bệ hạ mang vị trí đứng đầu về cho ngụy quốc được bệ hạ ban đắc ý nay tài nghệ không bằng người không dám nhận thứ nhất giao hẹn trước đây bị hủy xin hoàn lại kiếm này kiếm đắc ý bay về phía ngô tuân yên thiếu phi quay người cứ như vậy cất bước rời đi. Bỏ lại sau lưng danh sưng đệ nhất, bỏ lại sau lưng thanh kiếm lừng danh thiên hạ, cũng bỏ lại sau lưng mọi ánh mắt, thán phục, bàn luận. Hắn không phải là tướng của Ngụy Quốc, không phụng sự quân vương, chỉ là một hiệp khách của Ngụy Quốc mà thôi. Vì vậy, hắn ta có sự kiêu ngạo và hào hiệp, hắn ta có lựa chọn vào con đường của riêng mình. Chỉ là khi hắn ta bước đến lối vào phía nam, Ngô Tuân, đại tướng quân của Ngụy Quốc đã trở tay đẩy lại. Kiếm đắc ý bỗng chốc bay ra, dễ dàng vượt qua khoảng cách, lại treo ở bên hông yên thiếu phi, không thấy khói lửa. Giọng nói của Ngô Tuân vang lên, thiên tử ban kiếm, không lý nào thu lại. Tuy ngươi không phải là đệ nhất thiên hạ, nhưng ngươi là niềm tự hào số một của ngụy quốc ta. Kiếm này không phải của ngươi thì còn là của kẻ nào. Lần này đi núi cao đường xa, nhớ tới cố nhân cố quốc, chớ quên kiếm này lòng này. Yến Thiếu Phi dừng bước, cúi đầu thi lễ trước Ngô Tuân nhưng không nói gì, chỉ cầm trường kiếm trong tay, nhanh chóng bước đi nghe cuộc trò chuyện của họ lúc này mọi người mới nhận ra rằng sau trận chiến này yến thiếu phi sẽ rời khỏi ngụy quốc không biết hắn ta sẽ đi đâu không biết hắn ta sẽ làm gì đây thực sự là một người có câu chuyện tuyệt vời hay lắm không biết tiếng ai hét lớn trong thời gian ngắn tiếng reo hò trên khán đài dậy lên như sấm vì yến thiếu phi sáng suốt tự kiềm chế chính mình không tranh vị trí đầu đeo kiếm mà đi cũng vì ngô tuân bảo kiếm tặng anh hùng không luận thắng bại tất nhiên người khác nhau suy nghĩ khác nhau Yến Thiếu Phi lựa chọn treo kiếm rời đi. Có thể có những suy tính khác, có thể đó chỉ là sự kiêu ngạo của riêng mình hắn ta. Nguyên nhân thế nào chỉ mình bản thân mới biết được. Nhưng đối với Ngụy Quốc thì không cần nghi ngờ, đây chắc chắn là một bước đi rất khôn ngoan. Trong số tất cả những thiên kiêu ngoại lâu ở Hoàng Hà Hội lần này, đấu chiêu và trọng huyền tuân hoàn toàn là độc nhất, vượt qua những thiên kiêu khác. Ngoại trừ họ, không ai có đủ tư cách đứng đầu. Bọn họ đánh tới mức gần như đồng quy vu tận, thiên kiêu ngụy quốc các ngươi lại nhặt vị trí đứng đầu, ai có thể phục? Tề không phục, sở không phục, thiên hạ không phục. Vậy thì quyền lợi do vị trí đứng đầu này đại biểu, một ngụy quốc không phải một trong sáu nước mạnh nhất thiên hạ, có thể nắm giữ nổi sao? Nếu căn bản không có đủ sức mạnh để giành vị trí đầu, nhưng cuối cùng lại đoạt được, đó là đức không tương xứng với vị. Cái gọi là đức không xứng với vị, ắt sẽ gặp tai họa. Trong tình hình này, Yến Thiếu Phi giành được vị trí đầu, là họa chứ không phải phúc vì vậy khi hắn ta đeo kiếm rời đi ngô tuân mới vui vẻ chấp nhận mặc dù yến thiếu phi đã có ước định với ngụy đế muốn giành được vị trí cao nhất nhưng quần thần ngụy quốc không có kỳ vọng này thực tế điểm dừng của họ là tiến vào trận đấu chính kỳ vọng của họ chỉ là bát cường yến thiếu phi nằm trong số tứ cường của trận ngoại lâu đó đã là một điều bất ngờ để có được các tài nguyên tương ứng một cách an toàn và đảm bảo cần phải chuẩn bị thật tốt hiện giờ vị trí đứng đầu tới tay còn từ bỏ thử hỏi ai lại không biết xấu hổ làm khó tài nguyên tứ cường của ngươi còn về việc ngô tuân trả kiếm lại cho yến thiếu phi quan hà đài này không chỉ dành cho các thiên kiêu mà còn dành cho các nước muốn tranh đoạt danh tiếng chỉ danh xưng thiên kiêu là không đủ tại sao rất nhiều thiên kiêu thể chết không lùi lấy tính mạng tiền đồ vô lượng của mình cho trận chiến ngắn ngủi này đặt cược vào diễn võ đài này bởi vì họ không chỉ đại diện cho chính mình mà còn đại diện cho đất nước đằng sau họ danh dự đôi khi quan trọng hơn thắng bại vì vậy Bạch Ngọc Hà của Việt Quốc đã từ chối nhặt lấy một suất tham dự cuộc đấu chính. Cho nên đường đường là tào giai chân nhân, cố ý làm khó một xúc mẫn nhỏ bé. Không phải là làm khó xúc mẫn, mà là làm khó hạ quốc. Ngô Tuân đường đường là đại tướng quân của Ngụy Quốc, đương nhiên là hiểu đạo lý này. Ông luôn bảo vệ tiếng tăm của Ngụy Quốc. Chưa kể đó chỉ là một thanh đắc ý đã được ban thưởng từ lâu, cho dù có thêm 10 thanh danh kiếm đương thời, lúc cần tặng y cũng tặng, đến lông mày cũng không cần nhíu lại khi bóng lưng của yến thiếu phi biến mất bên ngoài trụ lục hợp mọi người mới nhận ra rằng lại xuất hiện một câu hỏi mới ai người đứng đầu trận ngoại lâu của hoàng hà hội lần này yến thiếu phi người duy nhất giành được tư cách tranh đoạt đã tự nhận là thiên hạ đệ tam không còn nghi ngờ gì nữa đệ nhất chỉ có thể là đấu chiêu hoặc trọng huyền tuân ở một mức độ nào đó đấu chiêu và trọng huyền tuân đại diện cho hai thái cực họ là hai kiểu thiên kiêu hoàn toàn khác nhau đấu chiêu chỉ chọn một hạt giống thần thông, chỉ duy nhất một đấu chiến kim thân, nhưng y đã phát triển nó đến cực điểm. Dựa vào thiên phú chiến đấu xuất sắc của mình, y đã nắm chắc hoàn toàn thất thức đấu chiến, cô đọng đạo đấu chiến, đạt được chiến lực tuyệt đỉnh thiên kiêu ngoại lâu. Mà Trọng Huyền Tuân gần như đại biểu cho thành tích cao nhất trong thần thông nội phủ, thân có thiên phủ, ngũ phủ chọn ngũ thần thông. Mọi môn thần thông đều được phát huy đến mức cao nhất, dựa vào điều này, y đã trở thành tuyệt đỉnh thiên kiêu. Sau khi bước vào ngoại lâu cũng có chiến lực hàng đầu ngoại lâu cảnh, Luận Thần Thông, dù đấu chiến kim thân, có mạnh đến đâu cũng không thể so sánh với Ngũ Phủ Thần Thông của Trọng Huyền Tuân, luận quyền cước vũ khí, Trọng Huyền Tuân căn bản không thể so được với đấu chiêu. Thiên Luân của Y Tuy là thuật tạp nhân, tuy ổn định chính xác nhưng quả thực là khó mà so sánh với đỉnh cấp Thiên Kiêu. Ngũ Thần Thông quyền, có mạnh cũng là đường ánh sáng đi qua của Ngũ Thần Thông. Đao thuật điêu luyện nhất cũng chưa đạt đến trình độ của Cam Trường An, chỉ là dưới sự thôi động của thần thông chảm vọng lại điều khiển nhật nguyệt tinh tam luân đao cộng thêm trọng huyền chi lực mới không thua thiên nhân ngũ suy đáng sợ cả hai bên đều chiến đấu hết mình trong phạm vi lợi thế của bản thân nhìn vào cách thể hiện trong toàn bộ cuộc thi ngoại lâu chính thức có thể nói họ ngang tài ngang sức dù là ý chí chiến đấu hay tài năng chiến đấu thì đều không có chỗ để bắt bẻ trong cuộc đối đầu một trọi một cũng đánh tới phút cuối cùng đánh tới không phân thắng bại nhưng mà võ không có đệ nhị thế gian sao có thể có hai vị trí đứng đầu ngang nhau dư tỷ không nghĩ ngợi quá lâu ông cứu đấu chiêu người gần như bị chém đầu và trọng huyền tuân sắp suy kiệt tản đi tinh quang đứng chắp tay sau đó nói với mọi người yến thiếu phi chủ động bỏ cuộc thi sẵn sàng đứng thứ ba vậy thì tề quốc trọng huyền tuân sở quốc đấu chiêu cùng đứng thứ hai trong trận ngoại lâu hoàng hà hội ngoại lâu lần này không có người đứng đầu một kết quả có phần đáng tiếc nhưng cũng phù hợp với quy tắc của hoàng hà hội với tư cách là người chủ trì hoàng hà hội dư tỷ chỉ cần chịu trách nhiệm về các quy tắc của hoàng hà hội trên thực tế, về mặt luật lệ, đấu chiêu và trọng huyền tuân đều đã thua. Chỉ là người Ngụy Quốc biết tiến biết lùi nên mới có kết quả như vậy. Trong những dịp như Hoàng Hà Hội, càng không thể đợi đấu chiêu và trọng huyền tuân, bình phục chấn thương rồi lại đánh một trận nữa. Khi lời của Dư Tỷ nói ra, đó đã là kết quả cuối cùng. Nói xong, ông nhìn xung quanh một vòng rồi nói, ngày mai nội phủ tranh khôi. Sau đó xoay người, biến mất ở trên diễn võ đài. Trên diễn võ đài, đấu chiêu và trọng huyền tuân đều đang nằm nghiêng cả hai đều vô cùng yếu ớt dựa theo quy tắc của hoàng hà hội dư tỷ giữ mạng cho bọn họ nhưng không thể tiêu tốn nhiều sức lực để khôi phục hoàn toàn thương tích cho họ đây là vấn đề của hai nước tề sở tất nhiên không cần ai phải thúc giục màn trình diễn ngày hôm nay của trọng huyền tuân và đấu chiêu chắc chắn đã giành được sự tôn trọng của tất cả mọi người tương lai của họ cũng có thể được mong đợi là tươi sáng cả hai đều là báu vật của nước mình gần như ngay khi dư tỷ rời đi các cường giả của hai nước Tề Chu đã xông lên diễn võ đài. Thống thoái Xuân Tử quân Tào Giai của Tề Quốc đưa Trọng Huyền Tuân xuống khỏi diễn võ đài. Thống soái Ác Diên quân Ngũ Hy của Sở Quốc đứng trên diễn võ đài, điều trị cho đấu chiêu. Nói chung, người của bên nào thì bên đó coi trọng. Tất nhiên Ngũ Hy cũng đưa đấu chiêu rời đi rất nhanh, bởi vì tiền Nam Khôi đã tiến lên biểu thị tiếp theo còn phải nắm chặt thời gian, xác định suất cuối cùng ở trận nội phủ. Nhưng sau khi kết thúc trận thiên Kiều ngoại lâu, trận này quả thực không có quá nhiều người chú ý đã nhìn thấy cảnh tượng rực rỡ, lại quay đầu xem vòng tuyển chọn nội phủ, thật khiến người ta khó mà hào hứng. Ngay cả Khương Vọng cũng đứng dậy rồi rời khỏi chỗ ngồi, tính toán sẽ nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho trận đấu chính thức ngày mai. Không biết từ bao giờ, sáu vị pháp tướng Trí Tôn và trụ lục hợp cũng biến mất. Nhìn bốn phía xung quanh, ở giữa hai trụ lục hợp vẫn mông lung mù mịt, nhìn không rõ ràng. Còn vị Ngao Tiên Sinh kia cũng không thấy đâu nữa, chỉ còn ghế dựa trống trơn. Hơi có cảm giác lời hoa mỹ tựa như giấc mơ gửi cho giấy trắng lại nói trọng huyền tuân được tào giai ôm xuống khỏi diễn võ đài lập tức cả đám người lo lắng chạy đến người tây quốc đến xem không phải là ít như đám người trọng huyền thắng lý long xuyên lúc này khó tránh khỏi lo lắng cho thiên kiêu nước mình vừa tự hào vừa lo lắng vương di ngô là người đầu tiên chạy đến bên cạnh tào giai nếu không biết năng lực của tào giai hắn ta hận chính mình không thể ra tay cứu chữa trọng huyền thắng xúc động nắm tay trọng huyền tuân nước mắt lưng tròng giọng nói xúc động huynh trưởng chuyện của gia tộc đệ sẽ gánh vác Huynh đừng lo, vết thương của Trọng Huyền Tuân suýt nữa là hết đường cứu vãn. Quan Hà Đài về đêm rất ồn ào, có rất nhiều câu chuyện, rất nhiều lịch sử ở đây. Chỉ có một người tâm trạng không yên, tản mát trên đỉnh mây, lặng lẽ trôi theo sông dài. Kẹo đường, kẹo đường đây, mua một cái không? Tiểu Khương, cha huynh là một người tốt. Năm ngoái ta nợ hai vị thuốc, đến giờ ông vẫn chưa hỏi tới, ta chẳng có mặt mũi tới nhà huynh, không ngờ, tiếc quá đến đây súp thịt cừu nóng hổi thịt cừu trắng cắt mỏng thơm phức khương vọng cảm thấy đầu óc mình nhẹ bẫng lại dường như rất xa xôi khương sư huynh ha ha muốn thỉnh giáo kiếm thuật với huynh quá không tệ đâu tiểu khương sư đệ rất có phong thái của sư huynh ta năm đó khương vọng vào đạo quán của ta phải nhớ cần mẫn chăm chỉ sau này ngàn vạn bách tính đều liên quan tới ngươi linh hồn nhẹ nhàng bay bổng chẳng biết trôi giạt tới phương nào tam ca cùng đi uống rượu đi lão tam nghỉ ngơi thôi ngày mai sẽ gọi huynh ầm ầm nghe như tiếng sấm nhìn thấy trước mắt mặt đất nứt nẻ dung nham tuôn trào nhà cửa đổ sụp người chạy tán loạn tiếng khóc tiếng hét tiếng căm hận lão tam tam ca khương vọng khương vọng bỗng nhiên bừng tỉnh nhìn khắp bốn phía hắn vẫn đang ở trên giường của mình xung quanh không có một bóng người hóa ra là một giấc mơ đã rất lâu rồi hắn không mơ hầu như tất cả các đêm đều dành cho việc tu hành đêm nay cũng không phải là ngoại lệ chỉ là nghĩ rằng ngày mai sẽ tham gia cuộc thi chính tranh đoạt danh hiệu đệ nhất thiên hạ nên mới thả lỏng tâm tình nghỉ ngơi thật tốt một đêm chỉ là không ngờ rằng một đêm thế này cuối cùng vẫn chạy không nổi trên thiên hạ đài hắn nhìn kiếm tẩy hồng liên cảm khái nỗi đau tự làm mình tổn thương bản thân hắn không phải là mang trọng trách mà tiến lên hay sao ngoài cửa sổ bóng đêm vẫn đặc quánh chưa tới hừng đông Khương Vọng không ngủ tiếp nữa, khoác áo lên, cầm lấy thanh kiếm dựa vào bên giường. Vỏ kiếm làm bằng gỗ thần long có cảm giác trơn bóng khi chạm vào, tay hắn đã sớm quen thuộc với hoa văn trên đó, điều này khiến hắn cảm thấy kiên định hơn. Hắn cầm kiếm bước ra ngoài, đi vào trong viện. Trăng sáng tít đỉnh trời, xương răng kín lối đi. Quan Hà Đài là nơi tề tựu của các nước, hiển nhiên ban đêm sẽ không quá yên tĩnh. Những con người cao quý đó có thể tìm thấy rất nhiều thú vui, nhưng trong viện có cấm chế, ngăn cách ồn ào khương vọng không định đi chỗ nào khác hắn tiến lên vài bước liền dừng lại đứng ở chính giữa sân ngẩng đầu thấy trăng mơ hồ như mộng trăng sáng như trước người xưa chẳng thấy có lẽ có tiếng ai thở dài nhưng có lẽ là trong mộng lúc này khương vọng vẫn im lặng hắn cầm chuôi kiếm màu đen rút ra một đường xương quang xương quang vẩn vũ dưới ánh trăng không sắc bén cũng không phô trương tất cả sát lực kiếm khí đều thu lại trong thanh kiếm âm thanh cũng bị chôn vùi nhưng rất đẹp phiên nhược kinh hồng uyển nhược du long dưới ánh trăng im bặt thanh sam thỏa sức múa kiếm những cảm xúc kích động khắc khoải ấy dần bình ổn lại ánh trăng che chở hắn bóng đêm vỗ về hắn chính ánh trăng và bóng đêm này đã bầu bạn cùng hắn vượt qua những đêm vất vả tử khí đông lai kiếm điển thiên địa nhân tam kiếm đến kiếm thức nhân đạo lão tướng chỉ mộ một kiếm đuổi tà dương một kiếm cắt ngang là danh sĩ thất vọng tùy y mua bút mười năm nghèo túng sinh tử câu thù một kiếm hất lên, là niên thiếu khinh cuồng. Khi vút lên đắc ít, khi trở về thong rong. người cũng giống bèo trôi, một kiếm gãy thân bất do kỷ. Cuối cùng lại ngẩng đầu ngắm trăng, kiếm lạc tương tư, cứ vậy mà dừng. Thanh kiếm trường tương tư này từ khi đồng á chết đã không còn được sử dụng. Khương vọng tra kiếm vào bao, kết thúc bức vẽ truyền thần này. Trạng thái thanh vân tiên trôn vùi tất thảy âm thanh, hắn cũng không có ý định quấy dày bất kỳ kẻ nào. Dưới ánh trăng cao hứng mua kiếm, tận hứng liền thu kiếm trở về, thực sự không phải lúc để nghỉ ngơi. Hắn nghĩ, hắn một mình trở về phòng, tiếp tục tu hành như không có chuyện gì xảy ra. Ánh trăng chiếu vào trước một tiểu lâu cách sân không xa. Ở cửa sổ lầu 2, Tào Giai đứng chắp tay. Với tư cách là cường giả dẫn dắt đoàn đội lần này, nơi ở của ông rất gần với ba vị thiên kiêu tham gia thi đấu. Vừa cung cấp sự che chở, cũng thuận tiện có thể chỉ điểm bất cứ lúc nào. Ngoại trừ vấn đề liên quan đến sự tu hành của bản thân ra, thì đối với mỗi đối thủ đã thể hiện ra sức mạnh, thì ý kiến của một vị chân nhân đương thời là vô cùng chân quý. Mặc dù Khương Vọng đã chủ động chôn vùi âm thanh đi, nhưng một màn múa kiếm dưới trăng vẫn không thoát được tầm mắt ông. Cũng không thể thoát được. Ngày mai là trận đấu chính của trận nội phủ, đương nhiên ông rất quan tâm đến trạng thái của Khương Vọng. Trong cuộc so tài ở trận ngoại lâu, tuy Trọng Huyền Tuân rất chói mắt nhưng rốt cuộc y cũng không tranh được vị trí đầu, đem lại vinh quang cho quốc gia. Kế chiêu Nam Đương, nhiên có tư chất tuyệt đỉnh, nhưng mà lần này cảnh quốc rất dồn sức khí thế quá thịnh dù gì thì đây cũng là quốc gia hùng mạnh nhất thiên hạ có lịch sử lâu đời nhất dù tin tưởng kế chiêu nam đến đâu ông cũng không thể đánh giá thấp cảnh quốc tính ra khương vọng là người có khả năng tranh khôi hơn cả nhắc mới nhớ suất cuối cùng trong trận nội phủ là ai tào giai vẫn đang nhìn về phía sân đột nhiên hỏi trong bóng tối sau lưng có một giọng nói cất lên việt quốc bạch ngọc hà quả đúng như nhiều người dự đoán trước bạch ngọc hà đã giành suất cuối cùng trong cuộc thi chính kết quả dường như không thay đổi nhưng trong quá trình này dáng vẻ tự tin và tinh thần của người việt quốc đã được công nhận đối với bản thân bạch ngọc hà mà nói đó chắc chắn là một kiểu viên mãn tất nhiên dưới sự nhấn mạnh có chủ đích của tào giai thiên kiêu việt quốc vào được cuộc đấu chính theo cách này khiến thiên kiêu hạ quốc càng thêm khó coi vẫn chưa có tin tức cụ thể về thái ngu đó sao tào giai hỏi lại thuộc hạ bất tài giọng nói trong bóng tối đáp lại tào dai vung tay không phải lỗi của ngươi ngừng một chút ông lại hỏi để xem cảnh quốc này đang giấu điều gì vấn đề lần này chắc chắn lớn ông nhìn về phía tiểu viện khương vọng đang ở lần cuối rồi vươn tay đóng cửa sổ trong phòng tối vang lên một giọng nói bây giờ ngươi hãy đi làm một việc ánh trăng không keo kiệt với bất kỳ kẻ nào bất luận ngươi là nội phủ hay động chân bất luận ngươi là khương vọng hay là lâm chính nhân trong viện của trang quốc dưới ánh trăng đỗ như hối tiện tay diễn một đạo thuật nếu như hoàng túc tấn công ngươi bằng chiêu này ngươi sẽ làm gì sau khi suy nghĩ cẩn thận lâm chính nhân mới trả lời trước tiên ta nên dùng thuật bích lưu giảm bớt lực không đỗ như hối lắc đầu nói ta muốn nghe phản ứng đầu tiên của ngươi ta nên tránh lâm chính nhân nói đây cũng không phải là lựa chọn tốt nhất đỗ như hối giải thích tỉ mỉ bởi vì tính chất đặc thù của chiêu thức này ngươi nên hầu như cường giả dẫn đội tới hoàng hà hội đều sẽ chỉ điểm cho thiên kiêu nước mình nhưng e rằng sẽ không có người nào tỉ mỉ như đỗ như hối dùng sự tôn nghiêm của tướng quốc tương bồi từ ung quốc bắc cung khác lương quốc hoàng túc tuyết quốc tạ ai đến ngụy quốc đông quách báo thân quốc giang thiếu hoa phân tích tất cả đối thủ có thể gặp gần như là chỉ bảo lâm chính nhân cách ứng phó với trận chiến và hoàn thiện các phương án ứng phó khác nhau từng ly từng tí bất chi bất giác đằng đông đã hừng lên Ngày 12 tháng 7, thời tiết vẫn vậy, nắng ấm trời trong. Trong thời gian diễn ra Hoàng Hà Hội, thời tiết không thể xấu. Trụ lục hợp vẫn cao ngút trời, người từ các nước nối nhau mà vào. Pháp tướng của sáu vị trí tôn hàng lâm, đầu đội trời chân đạp đất. Dư tỷ chân quân của Ngọc Kinh Sơn xuất hiện để chủ trì cuộc thi, vị ngao tiên sinh kia cũng ngồi vào chỗ của mình. Mọi thứ vẫn như ngày hôm qua, ngoại trừ việc thiên kiêu tham chiến đã đổi thành nội phủ cảnh. Khương Vọng vẫn ngồi ở hàng đầu, những bằng hữu khác đều đang ngồi cách đó không xa. Những lời khích lệ đã nói từ sớm, lúc này đây không ai tới quấy giày hắn nữa. Cha con Diệp Lăng Tiêu ngồi trên khán đài phía Tây Bắc, đang thì thầm điều gì đó. Hắn quả thực rất biết nghe lời dạy dỗ của Diệp chân Nhân, giờ vờ không quen biết gì đỗi như hối. Hôm nay Trọng Huyền Tuân cũng đến, vẫn ngồi phía bên cạnh. Qua một đêm điều trị, mặc dù trông y vẫn còn rất yếu ớt, nhưng suy cho cùng cũng không còn gì đáng ngại. Phong cảnh vẫn vậy, ngày lành vẫn tiếp diễn, Khương Vọng để ngang kiếm trên đầu gối, đôi tay đặt nhẹ trên kiếm, ngồi im không nói gì. Nói đúng ra, hắn đã bắt đầu tu luyện từ khi còn là một đứa trẻ. Chỉ là những danh môn đệ tử kia, từ nhỏ đã nhận được các cường giả hướng dẫn điều dưỡng thân thể, và nâng cao khả năng thành công trong việc khai mạch. Tất cả công pháp, bí thuật, thậm chí cả những việc từng trải qua đều được sắp đặt sao cho phù hợp nhất. Khương Vọng dựa vào chính mình mà khổ luyện, bắt đầu từ võ công bình thường, rèn rũa bản thân từng chút một. Ngày 15 tháng 6 năm 1917 đạo lịch chính thức khai mạch thành công siêu phàm, đến giờ đã hơn 2 năm. Trước siêu phàm quanh năm hắn không có khi nào ngừng nghỉ cũng chẳng có lúc nào buông lỏng không cần nói cũng biết gặp bao nhiêu khó khăn kể từ giây phút tắm máu trở về từ Tây Sơn, hắn sẽ không bao giờ quên được trong khoảng thời gian 2 năm sau siêu phàm, càng phải trải qua nhiều thứ hơn bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau đớn bao nhiêu khoảnh khắc tuyệt vọng nhưng bất kể khi nào, ở đâu hắn vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc nỗ lực dù phải đối mặt với điều gì hắn cũng không bao giờ từ bỏ bản thân tìm hy vọng trong tuyệt vọng trong đường cụt mở ra đường sống trên con đường này mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc hắn đều đang tiến về phía trước kiên định tiến về phía trước vậy nên ngày hôm nay chính là lúc kiểm nghiệm hết thảy những điều này mọi con mắt đều đổ dồn vào ngày hôm nay hôm nay trên quan hà đài thiên kiêu các nước quy tụ lại hắn và trường tương tư đã đợi ngày này từ rất lâu thiên hạ phải đợi cái tên khương vọng được gọi lên mười năm khổ luyện cuối cùng cũng tới được ngày hôm nay khác với sự nóng lòng muốn thử sức cách đây vài ngày ở thời khắc này trường tương tư vô cùng yên lặng không có một tiếng hú gọi nào có lẽ nó cũng biết rằng hôm nay là ngày nó có thể thỏa sức nở rộ diễn võ đài vẫn là tám tòa chia thành giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân sau mỗi vòng nó sẽ được hợp nhất tám hợp bốn bốn hợp một dư tỷ chân quân đứng trên đài nói hôm nay trận nội phủ thi đấu chính thức 16 thiên kiêu sẽ tranh ngôi đầu. Chuẩn bị, màn sáng chảy ra như một cuộn tranh, tên của 16 thiên kiêu nội phủ cảnh lấp lánh như những vì sao trên đó. Mỗi cái tên trên đó đều là thiên kiêu quốc gia, là những người trong ngàn vạn người ở nội phủ cảnh bộc lộ tài năng cực kỳ xuất sắc, nhưng chỉ một người có thể đứng đầu. Những cái tên liên tục thay đổi trong thời gian ngắn. Trong lúc này, thời gian dài đến lạ thường những cái tên trên màn sáng cuối cùng cũng dừng lại, rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Danh sách trận chiến đã được xác định, không thể thay đổi. Thiêu kiêu kinh quốc hoàng xá lợi đấu với liêu quốc gia luật chi thiêu, kiêu sở quốc hạng bắt đấu với thiên kiêu Việt quốc Bạch Ngọc Hà. Thiên kiêu tần quốc tần trí chăn đấu với thiên kiêu đan quốc tiêu thứ. Có lẽ điều được quan tâm nhất lúc này là, mục quốc tạm thời đổi thiên kiêu nội phủ cảnh tên y là Đặng Kỳ, nghe nói tới từ gia tộc Vũ Văn nhưng không có thông tin cụ thể, đấu với thiên kiêu Tống Quốc An Văn Hoa. Y không chọn một đối thủ tương đối yếu thế như nhiều người nghĩ mà chọn một nước lớn trong khu vực như Tống Quốc, điều này càng làm nổi bật lên sức mạnh của một bá chủ. 16 vị thiên kiều nội phủ cảnh, mỗi người một biểu cảm nhìn lên màn sáng. Có người ung dung bình tĩnh, có người tràn đầy tự tin, có người sụp sôi ý chí chiến đấu. Nhưng không ai trong số họ có biểu cảm phức tạp giống như lâm chính nhân lúc này. Nét mặt bị kìm chế bởi ý chí, cảm xúc trong mắt thay đổi một cách dữ dội những xung đột lẫn lộn, trong đó làm người khác cảm thấy rất mâu thuẫn, và phức tạp. Hắn ta vốn là người tao nhã điểm đạo, ôm trong mình tâm thế có thể tiến một bước thì là một bước, không thể tiến thêm bước nào cũng coi như huy hoàng, nên vẫn ngồi đầu trong vị trí chuẩn bị chiến đấu. Trong danh sách 16 quốc gia cạnh tranh ở Hoàng Hà Hội, Trang Quốc là quốc gia ít có khả năng chen chân vào nhất. Hắn ta vừa tạo ra kết quả tốt nhất trong lịch sử của Trang Quốc, yêu cầu của Trang Quốc đối với hắn ta chỉ là bốn chữ 7 ra phong thái. So với 15 thiên kiêu khác, có lẽ là có lợi thế hơn về mặt tâm lý. Hơn nữa hắn ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng một số đối thủ, mà mình có thể gặp phải và chuẩn bị một số phương án đối phó. Biết đâu lại có khả năng tiến thêm bước nữa. Tuy nhiên, màn sáng cho thấy đối thủ mà Lâm Chính Nhân sắp phải đấu chính là thiên kiêu đại Tề Khương Vọng. Trái lại, giang thiếu hoa của thân quốc thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trên mặt thiên kiêu hạ quốc xúc mẫn là vẻ kiên định quyết tâm báo thù cho đất nước y nghĩ rằng mình nhất định sẽ được thiên kiêu đại tề chọn mà liều mạng tính toán ánh mắt lúc này rõ ràng đã dịu đi tất nhiên cũng có một số người cười thầm trong bụng Thiên kiêu đại tể không nhắm vào hạ quốc, cũng không chọn thân quốc, mà chọn thiên kiêu tràng quốc, người tương đối yếu trong số 16 người. Đây có phải là biểu hiện của việc thiếu tự tin không? Chỉ là màn thể hiện của kế triêu nam và trọng huyền tuân quá trói mắt, thậm chí khiến những người này càng phải đề phòng thực lực của khương vọng. Tạm thời không ai dám phát biểu ý kiến về phần bản thân khương vọng, về mặt ôn hòa, ánh mắt bình tĩnh. Hắn chỉ đưa ra lựa chọn mà bản thân muốn, người khác nghĩ sao, đánh giá thế nào chẳng liên quan gì tới hắn chuyện được đọc bởi kênh haleji audio hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi lịch sự chào hỏi với tào giai kế chiêu nam và trọng huyền tuân lại trao đổi ánh mắt với một vài bằng hữu trên khán đài sau đó hắn cầm trường kiếm trong tay bước xuống khỏi khu vực quan chiến và đi đến võ đài chữ canh hắn thẳng lưng ngẩng đầu bình tĩnh bước đi như thể đang dạo bước trong sân nhà hòa mình với cỏ cây hoa lá quen thuộc không chút hồi hộp nào cũng không có chút lo lắng nào những người dõi theo hắn có thể cảm thấy khi hắn bước đi có sự đẹp đẽ không thể diễn tả thành lời. Đó là tiên pháp bình bộ thanh vân y vị như có như không, dẫm lên hư không, tựa đứng đất bằng, trên đất bây giờ cũng là gió thổi nhẹ nhẹ. Nhưng chỉ trong tầm mắt của lâm chính nhân, hắn ta cảm giác được bước chân đối phương rất nặng, mỗi bước đi đều dẫm nhịp tim của chính mình hắn ta ngồi trên vị trí quan chiến, nhìn bóng dáng quen thuộc thường xuất hiện trong những cơn ác mộng, từng bước một bước xuống, đi tới diễn, võ đài, thình thịch, thình thịch tiếng chống ngực đập rất rõ hắn ta bắt đầu cảm thấy khó thở ngay từ khi nhìn thấy danh sách giao đấu hắn ta đã khó thở rồi dường như có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim hắn ta bởi vì với trí tuệ của hắn ta có thể dễ dàng hiểu được vì sao mình lại phải đấu với khương vọng một tiếng hét vang lên trong lòng hắn y muốn giết ta y muốn giết ta trong trận đấu trên diễn võ đài ở hoàng hà hội dưới sự chủ trì của dư tỷ chân quân khương vọng muốn giết hắn ta lâm chính nhân ngồi trên vị trí chuẩn bị chiến đấu hai tay đặt trên đầu gối ngồi rất nghiêm chỉnh trong số thiên kiêu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi hắn ta trái lại càng tỏ ra thong dong bình tĩnh như thể tám ngọn gió thổi cũng không thể lay động nhưng hai tay đặt trên đầu gối gần như ghim vào đến tận xương chân hắn ta nặng như đeo trì không tài nào nhúc nhích được đây là hoàng hà hội là thời điểm phong vân hội tụ là nơi thiên kiêu các nước cạnh tranh là nơi tinh anh tỏa sáng lâm chính nhân cũng đang tuổi trẻ sung sức Sao lại không muốn vang danh thiên hạ trong biển người kia chứ? Dù cho có bỏ những điều này sang một bên, nếu có thể tỏa sáng trong những dịp như Hoàng Hà hội thì lợi ích với tương lai sau này là không thể đong đếm được. Không nói đến việc trang quốc có thể hỗ trợ được bao nhiêu, thì người chủ trì Hoàng Hà hội chính là chân quân của Ngọc Kinh Sơn. Chiến đấu dưới con mắt của dư tỷ, nếu có thể biểu hiện xuất sắc, thể hiện được tài năng thiên bẩm của mình, còn phải lo lắng sau này không có cơ hội để đến Ngọc Kinh Sơn bồi dưỡng hay sao? vì lẽ đó hắn ta sẵn sàng ra sức chiến đấu hết mình cả nhà họ lâm chết ở thành vọng giang đêm đó lẽ nào không phải vì giờ phút này hay sao mỗi ngày đến quan hà đài hắn ta đều nghiên cứu các đối thủ của mình cuộc bàn bạc với đỗ như hối tối qua cũng kéo dài suốt đêm hắn ta đã làm hết sức mình vậy nên đương nhiên là hắn ta muốn phô bày được tất cả nhưng là nhưng là khương vọng đã mấy lần lâm chính nhân cố gắng đứng dậy nhưng lại bị chính bản thân ép ngồi xuống bên tai truyền tới giọng của tướng quốc đỗ như hối, lát nữa có gì không ổn thì hãy nhận thua rời trận. Sự an toàn của ngươi quan trọng hơn kết quả. Tướng quốc đại nhân truyền âm vào lúc này cũng không quên giả vờ. Lâm chính nhân im lặng. Hắn ta biết rất rõ rằng với trí tuệ của đỗ như hối, những gì hắn ta có thể nghĩ ra, đỗ như hối chắc chắn cũng nghĩ ra. Chẳng lẽ ông ta cho rằng sát ý của khương vọng chỉ đơn thuần là vì nhằm vào trang quốc sao? Nhưng hắn ta không thể không hiểu rằng giữa mình và khương vọng có nợ máu hắn khiến hai vai khương vọng gánh món nợ máu của cả nhà họ lâm vì vậy giữa hắn ta và khương vọng có một kẻ nhất định phải chết câu hỏi đặt ra là ai chết nếu có vấn đề gì xảy ra hãy nhận thua đây chắc chắn là một chiến lược tốt nhưng khương vọng sẽ không nghĩ tới sao lâm chính nhân hết lần này tới lần khác tự hỏi hắn là thiên kiêu thay mặt đại tề xuất chiến lại bỏ qua hạ quốc và thân quốc chỉ để tìm đến ta hắn đã phải trả giá thế nào hắn không nghĩ rằng ta sẽ tập trung vào việc bảo toàn mạng sống sao rõ ràng hắn ta biết ưu tiên của ta là bảo toàn mạng sống, rõ ràng hắn biết dư tỷ, chân quân sẽ cố gắng hết sức bảo vệ tính mạng của các thiên kiêu, nhưng hắn vẫn lựa chọn cách này. Chắc chắn hắn có thể giết ta. Mời thiên kiêu các nước vào trong. Giọng nói của dư tỷ chân quân lọt vào tay tất cả mọi người đang có mặt. Thực tế, tất cả 15 thiên kiêu đều đã đứng dậy và đi về phía diễn võ đài, chỉ còn lại lâm chính nhân vẫn ngồi ở vị trí chuẩn bị. Thoạt nhìn như thể hắn ta đang cố tình bảo mọi người hãy đợi chỉ là thiên kiêu của một nước nhỏ, làm như vậy chẳng phải là quá vô lễ sao. Lâm chính nhân còn nghe thấy có người phần nàn. Hắn ta không truy cứu xem đó là giọng của ai, người của bất kỳ nước nào tới quan hà đài hôm nay đều không e ngại trang quốc. Hắn ta chỉ là... Hắn ta chỉ đang tự hỏi bản thân mình nhiều lần khương vọng dựa vào cái gì. Bản thân hắn ta liệu có thể chống đỡ được không? Hắn ta không có câu trả lời. Với tầm nhìn của mình, hắn ta không thể biết được người có thể trở thành thiên kiêu đứng đầu nội phủ của nước bá chủ như đại tề có thể có những thủ đoạn nào. Một lần nữa, Lâm chính nhân nhận ra rõ những hạn chế khi xuất thân từ một đất nước nhỏ bé. Thiên Kiêu Nội phủ cảnh mạnh nhất mà hắn ta từng biết gần đây chỉ là Giang Ly Mộng của Thịnh Quốc. Hắn ta không thể tưởng tượng ra Thiên Kiêu Nội phủ cảnh của một nước bá chủ trông như thế nào. Vốn dĩ có thể biết một chút ở vòng đầu tiên, nhưng vòng đầu tiên lại là khương vọng của đại tề. Hắn ta không có câu trả lời. Lâm chính nhân không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận không biết còn đáng sợ hơn nỗi sợ hãi không phải hắn ta không dám dốc toàn lực mà là hắn ta không muốn đi đến kết cục do kẻ khác tính toán hắn ta đã chịu bao nhiêu khổ cực bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới tới được nơi này lý do duy nhất để hắn ta liều mạng là vì chính bản thân mình không phải danh dự quốc gia hay ơn thầy ơn vua chết tiệt gì đó chính nhân bên tai vang lên giọng của đỗ như hối vị tướng quốc trang quốc này cảm thấy có điều gì không ổn đêm qua bỏ công ra nghiên cứu một vài đối thủ kết quả lại chẳng đụng phải ai đương nhiên từ danh sách đối đầu này ông ta có thể nhìn ra ý nghĩ muốn giết chết lâm chính nhân của khương vọng ông ta cũng có thể hiểu được nỗi sợ hãi của lâm chính nhân ông ta ủng hộ lâm chính nhân lên đài phô diễn sức mạnh rồi mới nhận thua nhưng tuyệt đối không thể ngay cả diễn võ đài cũng không lên trong lịch sử hoàng hà hội chưa từng có ai nhận thua chí ít là ông ta chưa từng nghe nói tới bọn họ luôn chiến đấu đến giây phút cuối cùng phô bày tất cả tài năng thể hiện ra tất thảy nỗ lực trước khi chấp nhận thắng bại. Nếu chỉ đứng trên đài mà còn không dám, Trang Quốc sẽ mất hết thể diện, mất thể diện tại nơi hơn 100 nước có mặt, dù có muốn nhặt lại cũng không nhặt nổi. Ông ta lên tiếng vào lúc này, đó là trấn an cũng là thúc dục. Trấn an Lâm chính nhân đừng sợ, đã có dư tỷ chân quân ở đây. Thúc dục Lâm chính nhân, đừng để Trang Quốc mất mặt. Lâm chính nhân không trả lời, hắn ta nhìn về phía Khương Vọng. Lúc này Khương Vọng đã bước lên diễn võ đài chữ canh thanh sam trường kiếm, hiên ngang ngẩng đầu. Trong số 15 thiên kiêu trên võ đài, hắn có phong thái riêng biệt. Đôi mắt trong veo và điểm tĩnh lướt qua một cách tùy ý. Khượng vọng mỉm cười, nói, xin chỉ giáo. trầm tĩnh, ung dung, tự tin. Học, trên vị trí chuẩn bị chiến đấu, lâm chính nhân ngửa mặt phun ra một ngụ máu. Nụ cười của khương vọng, đã phá hủy chút dũng khí cuối cùng còn sót lại của hắn ta. Tướng quốc đại nhân, lâm chính nhân sợ hãi hét lên, huyết quỷ của ta đang phản phệ vừa dứt lời, hắn ta đau đớn hét lên rồi ngất đi, thất khiếu chảy máu. Ở đây có nhiều cường giả, nhiều kẻ thông minh đến vậy, việc giả vờ bị thương không thể che giấu bất kỳ ai. Hắn ta thực sự đã bị huyết quỷ phản phệ. Hắn ta bỏ mọi khống chế với huyết quỷ khiến bản năng của nó trở nên mãnh liệt, khiến huyết quỷ lập tức cắn trà chủ nhân. Điều này có nghĩa là, hắn ta đã từ bỏ huyết quỷ mà mình đã vất vả nuôi dưỡng bấy lâu nay. Tính đến bây giờ, tài nguyên nuôi dưỡng huyết quỷ này khó mà tính toán được trả một cái giá đau đớn như vậy, màn trình diễn này đã hoàn thành. Hắn ta chỉ muốn sống. Nếu lấy sống sót làm cơ sở, thì sẽ có thể trừ khử những ảnh hưởng trái chiều một cách tối đa nhất. Bị phản phệ, bản thâm lâm vào hôn mê, không thể coi là hèn nhát được. Đây là cách tốt nhất mà hắn ta có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn. Đỗ như hối đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu lâm chính nhân, trong nháy mắt huyết quỷ bị tiêu diệt. Một tay ông ta diêu lâm chính nhân bị trọng thương hôn mê, cả người dường như đã già đi rất nhiều, mệt mỏi nhìn về phía dư tỷ chân quân xin thứ lỗi trang quốc lâm chính nhân đã bị huyết quỷ phản phệ không thể ứng chiến chỉ đành rút lui vừa rồi ông ta suýt muốn một tay bóp chết lâm chính nhân vốn đặt rất nhiều hy vọng vào người này nhưng không ngờ vào thời điểm quan trọng hắn ta lại hèn nhát như vậy đương nhiên ông ta biết huyết quỷ không có khả năng phản phệ mạnh như vậy ông ta đã cùng lâm chính nhân cân nhắc kế hoạch tác chiến cả tối qua nhưng sao ông ta có thể biến trang quốc trở thành trò cười của thiên hạ sự đã rồi nhưng dù thế nào đi nữa cũng đều phải xoay chuyển chút ít vậy nên ông ta phối hợp ngay lập tức dư tỷ thậm chí còn không nhìn về phía trang quốc không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào về việc này một màn này của đỗ như hối và lâm chính nhân có thể qua mắt người khác nhưng không thể qua mắt chân quân tuy rằng ông không lên tiếng nhưng một giọng nói khác lại vang lên nếu vậy ngươi dẫn hắn đi nghỉ ngơi giọng nói không có cảm xúc rất bình thản nhưng tiếng nói này rất lớn cuồn cuộn, như thể truyền một ý chí vĩ đại tới mọi ngóc ngách thế gian. Âm thanh của cảnh đế, trái tim của đỗ như hối như rơi xuống vực thẳm. Từ sau khi trận đấu chính thức bắt đầu, trừ lúc dư tỷ hỏi về kết quả của cuộc thi đấu giữa trọng huyền tuân và đấu chiêu gia thì sáu vị trí tôn đều im lặng quan sát, hoàn toàn không nói câu nào. Pháp tướng của họ dáng lâm quan hà đài. Điều này là dựa trên truyền thống và cũng là một loại tư thái. Với địa vị tối cao của mình, họ chỉ quan sát trận chiến của các thiên kiêu với vai trò là người ngoài cuộc tuyệt đối sẽ không tham dự vào quá trình chiến đấu nhưng chỉ duy nhất vào lúc này cảnh đế chủ động lên tiếng trong sáu vị trí tôn đang quan chiến tất nhiên là cảnh đế có lý do để tức giận trang quốc là một nước phụ thuộc đạo trên danh nghĩa cũng thuộc quyền thống ngự của ông ta sau khi thiên kiêu nội phủ cảnh của cảnh quốc chết trong vạn yêu chi môn thì trên danh nghĩa bọn họ cũng từ bỏ thi đấu thiên kiêu nội phủ cảnh của thịnh quốc quốc gia đứng đầu trong các nước phụ thuộc đạo dưới sự tính toán tỉ mỉ của thiên kiêu lâm chính nhân của trang quốc đã phải rút lui cũng có thể nói trong số thiên kiêu của các nước chư hầu thuộc cùng một mạch chỉ còn lại thiên kiêu nội phủ cảnh của trang quốc là vẫn còn trong cuộc thi đấu chính thức thế mà bây giờ lâm chính nhân đến cả võ đài cũng không lên đã trực tiếp nhận thua vậy thì mặt mũi của các quốc gia phụ thuộc đạo sẽ hứa đi đâu đây nhưng nếu chỉ có vậy thì có lẽ chưa chắc cảnh đế đã mở miệng cao quý và vĩ đại như ông ta đương nhiên có lòng khoan dung với cả thiên hạ. Chỉ là việc ở nội phủ, theo lý thuyết mang tầm ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Nhưng Hoàng Hà Hội là trường hợp như thế nào? Đây là thịnh hội tranh chấp giữa thiên kiêu các nước. Về mặt truyền thống, đây cũng là thịnh hội diễu võ của nhân tộc tại quan Hà Đài. Từ xưa đến nay, đã kéo dài từ rất lâu đến hiện tại, thiên kiêu nhân tộc thể hiện trí tuệ, dũng khí và tương lai của mình ở nơi đây, dùng nó để chấn nghiệp trường Hà Thủy Tộc bây giờ trường hà thủy quân ngồi ở đây mà trang quốc lại thể hiện ra cái gì thể hiện sự sợ hãi thể hiện sự nhát gan thể hiện ra làm sao không đánh mà chạy không tranh mà bại cái trò hề nực cười lâm trận phản phệ này tất nhiên có thể vì thương thế thực sự có thể lừa được phần lớn người ở đây nhưng làm sao có thể giấu giếm được con mắt của trường hà thủy quân lâm chính nhân không phải chỉ đang làm mất mặt mình hắn ta nói đến cùng thì hai kẻ kia còn biết che lấp đôi chút nếu không đến cả ý định giết người tại chỗ cảnh đế cũng có tuy lời nói của ông ta lạnh nhạt nhưng việc lên tiếng cũng đã là một loại tỏ thái độ bây giờ ông ta cho đỗ như hối một cơ hội lựa chọn bàn tính đến thì người tham chiến đã hôn mê người lên tiếng nhận thua là đỗ như hối vậy nên đây không phải là kết quả cuối cùng người hôn mê có thể tỉnh lại người bị thương cũng có thể trị khỏi vậy nên lời nhận thua mà đỗ như hối nói ra cũng có thể thu hồi tất nhiên đỗ như hối có thể nghe hiểu rằng đây là cảnh thiên tử đang cho trang quốc một cơ hội để bù đắp với sự khôn ngoan của mình ông ta đương nhiên biết rằng phải nắm bắt tốt cơ hội này là một nước chư hầu nếu ngươi chống lại cảnh thiên tử ngươi còn có quả ngon để ăn hay sao nhưng tiền đề để ông ta có thể bù đắp là là ông ta có thể kiểm soát được lâm chính nhân có nghĩa là ông ta phải làm cho lâm chính nhân có đủ dũng khí đứng trên võ đài một lần nữa trước khi vết thương được chữa khỏi biểu diễn một màn tuy bị phản vệ nhưng không hề từ bỏ dùng tính mạng của mình vì trang quốc vì các quốc gia phụ thuộc đạo thậm chí có thể nói một cách cường điệu rằng đây là vì tất cả các thiên kiều nhân tộc trên quan hà đài này lấy lại phần thể diện đã bị mất đi nhưng liệu ông ta có làm được không nếu là trước hôm nay thì đỗ như hối có thể nói là mình vẫn có phần tự tin tuy nhiên hôm nay khi lâm chính nhân quả quyết tự mình hại mình để tránh chiến là quyết định quả quyết dưới sự chấn an thúc giục của ông ta bây giờ là lúc đỗ như hối phải đưa ra lựa chọn ông ta im lặng một lúc đột nhiên nhắc lâm chính nhân đang bị ngất xỉu rồi cúi đầu vội vàng rời khỏi đài thiên hạ đây chính là lời hồi đáp của ông ta ông ta nói với cảnh đế ông ta không có cách nào kiểm soát được thiên kiêu đại diện cho trang quốc xuất chiến vì để không khiến mất thể diện hơn ông ta chỉ có thể diễn tiếp theo lời nói dối của mình sau đó thật sự xuống dưỡng thương đây là sự cố đột nhiên cũng giống như bao lần trong dĩ vãng đỗ như hối như một người thợ tu bổ trăm chỉ cần mẫn cố gắng hết sức mình đi bù đắp mọi phương diện của quốc gia cứ tưởng lần này đến hoàng hà hội chỉ là làm một người qua đường về sau nhận được niềm vui ngoài ý muốn giống như có thể mang về vinh dự nhưng đảo mắt lại vẫn phải đi tu bổ nhưng không phải tất cả các kẽ hở đều có thể tu sửa được không phải tất cả những sai lầm đều có thể bù đắp được tuy ở trang quốc đỗ như hối ông ta cũng xem như một tướng quốc ngàn năm khó cầu nhưng dõi mắt ra cả thiên hạ việc ông ta làm được cũng rất có hạn hôm nay ông ta lại có một nhận thức mới về lâm chính nhân hắn ta có thể dưới trường hợp như thế này bỏ cuộc không tiếc thứ gì chỉ vì sống tạm bỡ ông ta không nghĩ rằng mình có thể đưa ra bất kỳ một điều kiện nào để người như Lâm Chính Nhân lên trên võ đài liều chết. Nếu như có thể làm Lâm Chính Nhân tỉnh lại, sau đó đem hắn ta vứt lên võ đài, bộ dạng xấu xí đó sẽ càng trở nên khó coi hơn nữa. Đối với Trang Quốc mà nói, đó là xé rách tấm màn che cuối cùng, tấm màn che mà Lâm Chính Nhân dùng huyết quỷ phản phệ để làm lý do trước khi hôn mê. Vậy nên, ông ta chỉ có thể lựa chọn cái ít có hại hơn, giữa hai sự lựa chọn điều bất lợi dù cho vất vả lắm mới bước vào được danh sách thi đấu chính thức, có được nhiều yêu tộc hơn, nhiều khai mạch đan hơn. Thôi không còn gì để nói nữa, thì ông ta cũng chỉ có thể làm như thế. Lâm chính nhân bắt buộc phải là phản phệ thụ thương, bắt buộc phải hôn mê, chứ không phải là hèn nhát. Bỏ chạy, nếu làm như vậy còn có thể thuận tiện để cao thiên kiêu của thịnh quốc Giang Ly Mộng. Là do Giang Ly Mộng quá cường đại đến nỗi mà vết thương của Lâm Chính Nhân, không thể nào lành được. Nếu không thì, trước mặt hàng trăm đại biểu đại diện do, cho các nước có mặt tại trường thi đấu hôm nay, Trang Quốc đã mất mặt này lại càng mất mặt hơn. Trước tình cảnh cảnh đế đang cực kỳ tức giận như thế này, điều duy nhất ông ta có thể làm được chính là tận lực khiêm tốn, làm giảm cảm giác tồn tại của Trang Quốc đến mức thấp nhất, tận lực làm nhẹ đi chuyện này. Biện hộ là vô dụng, giải thích lại càng phí công. Nếu như bị trừng phạt thì chỉ có thể tiếp nhận. Ai kêu đỗ như hối ông ta mắt bị mờ, đã chọn sai người đến Hoàng Hà Hội. Sau khi cảnh đế lên tiếng, khắp đài thiên hạ tiến vào một trạng thái an tĩnh đến kỳ dị rất nhiều người không biết rõ nội tình lại càng không hiểu tại sao cảnh đế lại lên tiếng lại quan tâm thiên kiêu nội phủ của một nước chư hầu nhỏ bé tầm thường có phải là vì thiên kiêu nội phủ cảnh của các quốc gia phụ thuộc đạo đều đã bị loại hết rồi không một bộ phận người khác mắt nhìn mũi mũi nhìn tim im lặng không dám phát ra tiếng dù sao thì thiên ân khó dò nhưng người thông minh cũng không phải là số ít thiên kiêu mục quốc đặng kỳ đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng nặng nề nhìn bóng lưng của đỗ như hối với ánh mắt sâu xa tất nhiên y biết lâm chính nhân ban đầu lúc còn ở tam thành luận đạo lâm chính nhân này vô cùng uy phong tài nghệ trấn áp đông đảo các học sinh cùng cấp đạp viện chân đạp phó bão tùng ngược đánh trương lâm xuyên lâm trận đẩy mở thiên địa môn đánh cho tôn tiểu man của thành tam sơn đến thổ huyết về sau khương tam ca đi tới lâm thị của thành vọng giang dùng một kiếm chặn cửa y cũng đã chuẩn bị xong kế hoạch khác kết quả chỉ một cây tân tẫn thương liền ép kẻ này phải im lặng khi đó y đã cảm thấy người này đủ thận trọng cũng không thiếu sự thông minh nhưng lại quá nhút nhát không thể hiện ra dũng khí của bản thân tương lai của hắn ta sẽ rất bị hạn chế lúc xem danh sách những người tham gia vào trận đấu chính thức y mới để ý tới người này cũng lăn lộn được đến quan hà đài y còn khác kinh ngạc y biết rõ tại sao thiên kiêu tề quốc lại chọn thách đấu với thiên kiêu trang quốc nhưng y hoàn toàn không thể ngờ tới rằng trong trường hợp thiên kiêu các nước tranh đấu người người đều quyết tâm đạt được vị trí đầu thì lâm chính nhân hắn ta lại có thể biểu diễn ra một màn huyết quỷ, phản phệ và bỏ cuộc thi. So với những người khác, vì khám phá ra mánh khóe mà khinh bỉ kẻ này thì ngược lại, y cảm thấy càng phải nên thận trọng. Không phải ai cũng có sự quả quyết như vậy, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với Trang Quốc, y hoàn toàn không quan tâm, lại càng không để ý lâm chính nhân gì đó. Điều khiến y phải một lần nữa nhìn lại là, vị Khương Tam kia trong lúc bất chi bất giác đã có được sự uy hiếp khủng bố đến như vậy rồi ư có thể buộc đối thủ phải không tiếc tự mình hại mình để vứt bỏ thi đấu đặng kỳ thản nhiên liếc nhìn thiên kiêu tề quốc một cái sau đó quay lại nhìn đối thủ của mình tống quốc ân văn hoa người đã bước lên võ đài bây giờ y cũng có con đường mà mình muốn đi tại hoàng hà hội y không còn chỉ là một người đứng ngoài cuộc nữa lúc này giọng của dư tỷ vang lên võ đài chữ canh khương vọng là người thắng cuộc chúc mừng ông nhìn về phía khương vọng nhẹ giọng nói ngươi là thiên kiêu giành chiến thắng nhanh nhất trong lịch sử kỷ lục này vô tiền khoáng hậu sau này cũng khó có ai có thể qua được thân là một vị chân quân lời nói của dư tỷ mang theo oán khí tất nhiên oán khí này không phải nhằm vào khương vọng theo ông ta thấy lâm chính nhân của trang quốc chỉ đơn giản là nhát gan đến mức hiếm có trên đời đặc biệt là khi dùng sự nhát gan này xúc phạm đến dư tỷ ông ta chẳng nhẽ một bậc chân quân như ông lại không đủ khả năng để bảo vệ tính mạng cho hắn ta sao? Cần hắn ta phải sử dụng đến thủ đoạn tự hại mình để tránh chiến. Người sợ hãi người tên Khương Vọng đến mức này, không có lòng tin với ta như vậy sao? Với tư cách là chân quân của Ngọc Kinh Sơn nhất mạch, ông ta đã rất tán thưởng sự biểu hiện của Lâm Chính Nhân trong trận chiến với Giang Ly Mộng. Nhưng bây giờ ông ta lại cảm thấy ghê tởm như nuốt phải con ruồi vậy. Đối mặt với sự khen ngợi của Dư Tỷ, Khương Vọng chỉ bình tĩnh đáp lại, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, làm phiền chân quân đại nhân tuyên bố nói xong câu này hắn đứng im không nói thêm gì nữa một tay hắn đè trưởng kiếm một mình đứng trên diễn võ đài sự tự tin kiên định tư thái có thể đối mặt với bất cứ chuyện gì bất cứ lúc nào như đang nói cho tất cả mọi người biết như thế nào mới là thiên kiêu chân chính ở trên một khán đài khác giang ly mộng kéo thân thể chưa hoàn toàn khôi phục hẳn đến xem trận đấu suýt chút nữa đã nghiến nát hàm răng trắng ngà nàng ta cảm nhận được một sự sỉ nhục cực kỳ lớn Ta thế mà lại bại dưới tay một kẻ như vậy sao? Hôm nay, nàng ta đến đây là để quan sát Lâm Chính Nhân một cách cẩn thận và nghiêm túc để tìm ra nguyên nhân thất bại của chính mình. Dũng cảm đối mặt với thất bại vốn là tâm tính của cường giả, nhưng trước màn biểu diễn hèn nhát của Lâm Chính Nhân, tâm lý của nàng ta hoàn toàn sụp đổ. Có thể những người bên ngoài không biết, nhưng người đã từng cảm thụ qua, như nàng ta chẳng lẽ không biết đến năng lực điều khiển quỷ hồn của Lâm Chính Nhân hay sao? Nếu thực sự tồn tại vấn đề dễ dàng phản phệ, như thế thì dù giang ly mộng nàng ta có khinh định thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào thua một cách thảm hại như vậy được tên lâm chính nhân này đến cả thiên kiêu của nước đứng đầu trong số các nước phụ thuộc đạo cũng có thể tính toán tường tận không từ thủ đoạn như thế mặc dù nàng ta thua nhưng nàng ta vẫn có thể chấp nhận xem như hắn ta cũng là kẻ có bản lĩnh nhưng chỉ vừa mới đối mặt với thiên kiêu của một nước bá chủ liền đến diễn võ đài cũng không dám lên lại còn tự mình hại mình để tránh chiến người đã không dám đi lên thì lúc trước cứ thành thanh thật thật nhận thua đi để cho ta lên dù có chết thì ta cũng chết trên đài hành vi nhát gan như thế vừa thóa mạ vừa vứt bỏ nhưng nàng ta lại bị đánh bại bởi một người như vậy vậy thì giang ly mộng nàng ta được xem như cái gì đây đây chính là sự sỉ nhục suốt đời của nàng ta nhìn đỗ như hối mang lâm chính nhân bình tĩnh rời đi như không hề có chút gợn sóng nào nhưng trên thực tế đã đưa đến chấn động không nhỏ đến cả đệ nhất mỹ nhân của đại sở đang quan sát trận đấu cũng nhìn khương vọng nhiều hơn một chút người này rốt cuộc đã dựa vào cái gì rốt cuộc thì thực lực mạnh đến như thế nào phải biết rằng cho dù là đấu chiêu dùng đấu chiến thất thức quét ngang tất cả cho dù là ngũ phủ đồng diệu một đao chảm vọng kinh diễm thiên hạ như trọng huyền tuân cũng chưa từng có đối thủ chưa chiến liền nhận thua trên võ đài chữ giáp hoàng xá lợi đang đắc ý tự mãn nhìn xung quanh đến giờ lão nương lộ diện rồi nhìn ta này nhìn ta này đại mỹ nhân dạ lan nhi mỹ nam tử trọng huyền tuân mau nhìn ta này nhưng nàng ta nhìn sang trái một cái thì thấy trọng huyền tuân đang nhìn chằm chằm khương vọng nhìn sang phải thì dạ lan nhi cũng không rời tầm mắt khỏi khương vọng lẽ nào lại như vậy hoàng xá lợi đột nhiên giận dữ hung ác chừng mắt nhìn khương vọng khương vọng tuy rằng không rõ tình huống của vị thiên kiêu kinh quốc này nhưng trong lòng không khỏi rét run nữ tử này sát khí thật là mạnh không thèm chú ý đến đối thủ của mình lại thả ra sát khi đối với một người đứng trên võ đài khác như hắn mặc dù có lẽ ra luật chỉ của liêu quốc không đủ cho nàng ta đánh nhưng có cần phải phách lối như vậy không đây là muốn đánh hết toàn trường gặp nhau ở trận chung kết hay sao nàng ta là muốn ước chiến với ta nghĩ đến đây khương vọng trả lại cho hoàng xá lợi một ánh mắt khẳng định còn khẽ gật đầu khương thanh dương hắn có gì phải sợ vậy thì hẹn gặp nhau tại trận chung kết hoàng xá lợi nhận được ánh mắt này suýt chút nữa đã lập tức nhắc chân bước tới võ đài chữ canh đối mặt với sự tra hỏi nhân cách của lão nương, tiểu tử này thế mà, không những không nghĩ lại còn dám có can đảm thị uy với lão nương, lại còn dám gật đầu khoe khoang. Giáng dấp thì phổ thông nhưng lại tự tin như vậy. Tuy nhiên hoàng xá lợi nàng ta vẫn nhớ đây là hoàng hà hội, đối với danh sách thi đấu đã được xác định thì không được phá vỡ quy tắc. Cứ chờ xem đi. Nàng ta cắn chặt hàm răng, hung ác nhìn về phía gia luật chỉ. Gia luật chỉ cũng tức muốn nổ phổi, người kinh quốc quá khinh người rồi đầu tiên là nhìn xung quanh xem hắn ta như là không tồn tại sau đó thì lại hung ác đe dọa hắn ta hắn ta đã dám đến hoàng hà hội này thì chẳng lẽ còn biết sợ nàng ta hay sao hắn ta hung ác nhìn lại hoàng xá lợi không cần nói đến gia luật chỉ thấy chết không sờn kia tám vị thiên kiêu đang ngồi trên võ đài cũng đang chuẩn bị toàn bộ tinh thần để chiến đấu chỉ duy nhất vị thiên kiêu khương vọng chỉ dùng một nụ cười là có thể ép đối thủ bỏ cuộc lại trở thành người ăn không ngồi rồi nhất ở đây hắn ngược lại cực kỳ thản nhiên nhìn trái nhìn phải cuối cùng nhìn chằm chằm vào đặng kỳ và ân văn hoa đang đứng trên võ đài chữ bính bày ra tư thế của một người xem trận đấu sở dĩ lựa chọn trận đấu này để xem bởi vì hắn cực kỳ hiếu kỳ về đặng kỳ của mục quốc và hắn cũng rất có hứng thú với 24 tiết khí kiếm của ân văn hoa tào giai ngồi dưới khán đài vẫn còn có chút lo lắng rằng khương vọng chưa đạt được mục tiêu sẽ có chút không can tâm nhưng khương vọng hoàn toàn không để ý vấn đề này đối với lâm chính nhân đột nhiên bị huyết quỷ phản phệ hắn rất bất ngờ hắn vốn đã chuẩn bị hai kế hoạch để lên trên võ đài có thể giết chết đối thủ, nhưng không thể ngờ tới rằng đối thủ lại từ bỏ không lên võ đài. Nhưng ngoài việc cảm thấy bất ngờ, thì hắn không có cảm thấy không cam lòng chút nào, ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười. Cảm thấy việc bản thân nghiêm túc chuẩn bị lại có chút chuyện bé xé ra to. Người này xứng sao? Lúc đầu, hắn cực kỳ coi trọng đối thủ lâm chính nhân này, vì muốn giải quyết triệt để kẻ này mới không tiếc xin tào giai đổi danh sách quyết đấu, muốn thử giết người dưới mắt dư tỷ chân quân nhưng vào lúc lâm chính nhân tự hại mình hôn mê vào lúc hắn một mình đứng trên võ đài hắn tự hỏi chính bản thân mình hắn đến quan hà đài này để làm gì giết lâm chính nhân làm nhục trang quân trang thần không phải hắn tới đây là để tranh lấy vị trí đệ nhất thiên hạ trên con đường nội phủ cao vời vợi này lâm chính nhân đến tư cách đứng trên nó còn không có bởi vì hắn ta đã tự mình gục xuống rồi vào dịp thiên kiêu tất cả các nước tụ họp này trong trường hợp tất cả người trong thiên hạ đều chú ý tới này người này đến cả dũng khí ra tay cũng không có thậm chí đến cả thăm dò đôi chút cũng không dám người như vậy dù lòng dạ có sâu đến mức nào đi nữa thì có thể trở thành đối thủ của hắn sao con đường đạo đồ vừa dài lại vừa khó khăn không phải lúc nào cũng có thể chuẩn bị một cách hoàn hảo thì mới có thể lên đường không có sự dũng mãnh thì làm sao có thể tiến lên hôm nay khương vọng hắn ta dẫm lên con đường quang minh này hướng về phía trước mà bước đi không cần biết là tốt hay là xấu là thành công hay là thất bại thì hắn cũng đã bước lên những vị trí càng cao hơn, mà Lâm Chính Nhân thì đã vĩnh viễn thất lạc tại ven đường. Hắn tuyệt đối sẽ không dừng lại để chờ đợi. Chỉ là một ngày nào đó gặp lại thì thuận tay giết chết mà thôi. Đặng, Kỳ, tại sao đột nhiên lại lấy cái tên này? Hách Liên Vân Vân hỏi. Bởi vì có một người họ Đặng, người này mãi mãi là lá cơ, anh hùng của thần. Hách Liên Vân Vân ngồi dịch qua, lại sát lại gần một chút, đôi mắt xanh biếc lấp lánh đầy yêu thương, lá cờ anh hùng này còn tung bay hay không? Hài, ta chỉ tùy tiện nói thôi, Hoàng Hà Hội mà, một cái tên mới, một cảnh tượng mới. Sự chiều mến trong ánh mắt của cô nương Thảo Nguyên trong nháy mắt chuyển thành sự ngưỡng mộ, chỉ tùy tiện nói mà lại có cả một câu chuyện đằng sau, cái tên hay như thế, ngươi thật là có tài năng. Triệu Nhữ Thành, không biết tại sao, lúc này khi đang đứng trên diễn võ đài, Triệu Nhữ Thành lại đột nhiên nhớ đến đoạn đối thoại đó. Y không có ý định tưởng niệm bất cứ ai, vì vậy y lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ này. Lúc này y nhìn đối thủ, tâm tình bình tĩnh trở lại. Đặng nhạc đã chết rồi. Loại tử vong này có thể là về mặt thân thể, cũng có thể là về mặt linh hồn. Nhưng cho dù thế nào thì suy nghĩ, tình cảm thuộc về người tên đặng nhạc này chắc chắn đã chết rồi. Y cực kỳ hiểu rõ điều này. Bởi một khi đặng nhạc còn sống, ông sẽ không bao giờ cho phép mình trở thành điểm yếu để uy hiếp y. Vậy thông tin ghi trên tờ giấy được gửi tới từ đại tần chấn mục ti là không đáng tin cậy trên thế giới này, Đặng Nhạc là người mà y hiểu rõ nhất, tin tưởng nhất và là người cuối cùng mà y có thể dựa vào. Vì vậy y biết rằng cho dù đó có là đại tần chấn ngục ti, thì cũng không thể nào ngăn cản Đặng Nhạc đi tìm cái chết. Cho dù trên những ngón tay kia còn lưu giữ lại bao nhiêu sinh cơ, cho dù có làm ra thủ đoạn khiến người khác khó lòng nhận ra thế nào đi nữa, thì thứ đang chờ đợi ở ốc quốc, chỉ có cạm bẫy, không còn Đặng Nhạc. Bốn chữ này, y đã lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu, dùng nó để phá vỡ mộng tưởng ngây thơ của mình y hoàn toàn không ngây thơ nhưng trong sự việc này của đặng nhạc y không thể nào kiềm chế được hy vọng tội nghiệp của bản thân nhưng hắn ta biết rằng đặng nhạc đã chết rồi đây là một kết quả mà kết quả thì có nghĩa là không thể nào thay đổi được y là một người thông minh từ trước đến nay y đều biết rằng y không có cách nào để có thể thay đổi kết quả quá khứ là như thế hiện tại là như vậy và trong tương lai cũng sẽ như vậy vì vậy y một mực chạy trốn y là kẻ thức thời kiểu rõ thời cuộc nhưng tai nạn ở thành phong lâm đã khiến y đưa ra một quyết định trước khi kết quả không thể thay đổi xuất hiện y sẽ nỗ lực làm vài việc để ít nhất có thể bảo hộ người trước mặt cũng chỉ là những nỗ lực nhỏ nhoi không hề liên quan đến những việc khác mà lễ vật được đại tần trấn ngục ti gửi đến khiến y không thể nào tiếp tục im lặng được nữa y bắt đầu muốn trả lại thịnh tình này nhìn khắp thiên hạ này chỉ có bốn năm quốc gia là có thể chống lại tần quốc mục quốc là quốc gia gần với y nhất cơ hội sớm nhất chính là tại quan hà đài vì vậy y đứng ra trên hoàng hà hội thay mặt mục quốc tranh danh là phương thức nhanh nhất để có thể đạt được địa vị ở mục quốc biểu hiện càng trói mắt thì càng có thể có được nhiều sự bảo hộ và ủng hộ mạnh mẽ đến từ mục quốc ân văn hoa này không phải là một kẻ tùy tiện chọn ngoài các thiên kiêu đến từ bá chủ quốc ân văn hoa là một trong những người có danh tiếng cao nhất nhì ở đây rất có phân lượng chính là muốn mượn kỳ danh của người này giọng nói của dư tỷ vang lên chư vị đây có lẽ là thời khắc huy hoàng nhất trong đời của các ngươi Ông hiếm lắm mới nói thêm một câu, hiển nhiên là sau sự việc của Lâm Chính Nhân, ông đang có ý ám chỉ gì đó, sau đó nói tiếp, "Mời Tỏa Hào Quang." Trên võ đài, tinh quang chia cắt các thiên kiêu cứ thế biến mất. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên vang dội. Nghe cẩn thận lại, thì không phải tiếng sấm, mà là tiếng kiếm. Ân Văn Hoa rút kiếm ra lao tới, thứ lưu động trên thân kiếm không phải kiếm quang mà là điện quang. Trong tích tắc, dông tố lan tỏa trên bầu trời, vạn vật này mầm và hồi sinh. Khi thanh kiếm này xuất hiện, xuân lôi động, việc cày cấy vào mùa xuân lại bắt đầu. Đó chính là thanh kiếm kinh chập, chỉ cần nghe tiếng kiếm đầu tiên, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được sức sống của mùa xuân. Nhìn thấy thanh kiếm này tiến lên, Kinh Lôi Lưu Tẩu, như đang đạp trên cỏ xuân, cảm giác không thể nào giải thích được. Khương Vọng nhịn không được bật cười, khi một kiếm khách giỏi nhìn thấy một kiếm thuật tốt, hắn ta chắc chắn sẽ rất vui mừng. Tuy Khương Vọng không phải là một kiếm khách mê kiếm đến phát cuồng như Ninh kiếm khách, nhưng hắn cũng có thiên phú kiếm thuật siêu phàm yêu kiếm như mạng tử thư vốn là rất lưỡng lự không biết nên xem trận chiến của khương vọng hay là xem trận chiến của sư huynh thư viện ân văn hoa thực ra không có gì để phải do dự cả nhưng vẫn cần dãy dụa một chút ngượng ngùng một chút tuy nhiên một khi lâm chính nhân đã từ bỏ cuộc thi thì không còn gì để mà phải dãy dụa cả vậy thì cứ xem cho tốt thôi quan sát khương vọng xem cuộc đấu giữa ân văn hoa và đặng kỳ như thế nào đi đầu tiên nàng chú ý tới biểu tình tán tụng của khương vọng sau đó lại chú ý tới thanh kiếm kinh chập của sư huynh thư viện ân văn hoa không thể không khen ngợi ánh mắt tốt nhị thập tứ tiết khí kiếm là do cha nàng biên soạn ra đấy ngay cả lý long xuyên có tầm nhìn xa trông rộng cũng không khỏi có chút kinh ngạc người ta đánh hay như thế tại sao thứ nàng khen lại là ánh mắt không đúng chẳng lẽ câu nói này có một ý nghĩa khác đây chính là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa mà bá phụ hay nhắc tới sao nho sinh nói chuyện cứ phải mơ hồ như vậy à Hứa tượng càn người hiểu rất rõ sự việc, nhìn Khương Vọng với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, rồi sau đó nhìn Chiếu Vô Nhan với vẻ cổ vũ. Chiếu Vô Nhan âm thầm thở dài. Từ trước đến nay, nàng ta không bao giờ hối hận về quyết định của chính mình, cũng có thể đảm đương tất cả lựa chọn mà bản thân đưa ra. Nhưng chỉ duy nhất tên chán cao này là có thể khiến nàng ta có cảm giác hối hận. Luôn luôn là một phút trước còn cảm thấy ra hỏa này, không đến nỗi tệ ngay giây phút sau đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ai, xem trận đấu vậy? nhưng trên trận đấu lúc này sấm sét ầm ầm đột nhiên một thanh kiếm vút qua kiếm khí bay xa nổ thành từng cây từng cây hoa đào sinh ra xung quanh đặng kỳ đặng kỳ người đang đeo một chiếc mặt nạ bằng đồng nặng nề căn bản không thể nhìn thấy một chút dung mạo nhưng không hiểu vì sao người đó chỉ đứng đó lại mang đến một cảm giác hoa đào này vì y mà sinh vô cùng phù hợp với y tiếc rằng cây hoa đào này không giống những cây hoa đào khác hoa đào này lại là hoa kiếm đẹp thì đẹp thật nhưng sát khí lại tràn ngập khắp nơi đặng kỳ đứng yên không di động rút kiếm trong tay trong tay hắn ta không hề có kiếm tay trái của hắn ta hư hợp thành trạng thái cầm kiếm thế là kiếm khí như tơ bùng phát dữ dội kiếm khí này cực kỳ sắc bén căng liệt hữu hình hữu chất và có màu vàng thau có người hét lên từ dưới tràng canh kim kiếm khí tất nhiên thanh âm này không thể lọt vào diễn võ đại chữ bính không đủ để có thể làm phiền đến cuộc chiến trên võ đài nhưng khương vọng đã nghe được rõ ràng không thể không ra thêm vài phần chú ý chỉ thấy tay trái của đăng kỳ nắm chặt canh kim kiếm khí tay phải lật úp nắm chặt hư không tạo thành tư thế đang rút kiếm cứ như thế tay phải hư ảo rút kiếm thế nhưng trực tiếp rút ra được một thanh kiếm một thanh trường kiếm do canh kim kiếm khí tạo thành sau khi đăng kỳ rút kiếm chỉ vạch ra một đường kéo ngang xì 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 xì. tiếng kiếm sắc bén cắt ngang qua không khí cành hoa bị chảy làm đôi cánh hoa vỡ tan một đường kiếm quét qua cả sàn đấu phủ đầy cánh hoa của cây hoa đào Ân Văn Hoa có vẻ ngoài dịu dàng, thanh tú, nhưng động thì kinh chập, kiếm dậy lôi đỉnh, tự nhiên tính tình cũng không mềm yếu chút nào. Kiếm trong tay chuyển một cái, hoa đào rơi trên mặt đất đã được cuốn lên. Cuốn hết những kiếm khí này, kiếm lại một lần nữa xẹt qua. Ngay lập tức, trên võ đài bắt đầu vang lên những tiếng chim kêu cực kỳ vui tai, như đang tấu lên bản nhạc thần tiên, khiến người nghe phải mê mẩn. Kiếm khí rơi gãy kết hợp lại với nhau, tạo thành những con chim vàng đẹp đẽ. Đây là thương canh chi điểu tiếng hót lúc trầm lúc bổng, hòa tấu thành một bản hoa trương. Thương canh chi điểu màu, vàng kim bay khắp bầu trời, tấn công đặng kỳ từ nhiều góc độ khác nhau. Một thức biến hóa này của kinh chập khá giống với bát âm diễm tước. Nhưng đặng kỳ người đang nắm chặt canh kim chi kiếm vẫn chỉ sử dụng một kiếm quét ngang. Kiếm của hắn ta vừa chém được một nửa, đột nhiên lan rộng ra. Nổ tung thành hàng ngàn hàng vạn đạo điểu kim sắc canh kim chi kiếm khí, từng sợi, từng tơ, tiếng kêu ríu rít, mỗi một đạo kiếm khí đều là những thanh kiếm cắt ngang qua không khí những kiếm khí chi điều màu hoàng kim đó ngay lập tức bị cắt ngang qua cổ rơi xuống như mưa mà tay của đặng kỳ nắm một cái canh kim chi kiếm lại một lần nữa được hình thành cuối cùng hắn ta cũng tiến về phía trước thế kiếm của ân văn hoa lại một lần nữa biến đổi lắc lắc thanh kiếm trong tay một chút một biến cuối cùng của kinh chập kiếm đã được tung ra kinh chập kiếm tổng cộng có ba hầu Nhất hầu đào khai hoa, nhị hầu thương canh minh, tam hầu ưng hóa vi cưu. Một hầu là vỡ nát, hai hầu là chết, ba hầu là xuân sắc được tái lập. Sách viết, ưng trên văn sơn hóa thành bồ câu, quên mà ưng hót, bảy chim xua đuổi. Có ý là, có một con ưng hóa thành bồ câu, thế nhưng quên mất thân phận hiện tại, vẫn phát ra tiếng ưng hót, cho nên bị bảy chim xua đuổi. Đã mất đi năng lực của ưng, lại còn phát ra tiếng ưng hót, đây là một chuyện không khôn ngoan. Một thức này là kiếm thứ ba của kinh chập kiếm có ý là sự suy tàn xuân xanh, ưng hóa bồ câu, để nó không thể hót được nữa. Chiều này xa xa rơi xuống, thanh canh kim kiếm trên tay Đặng Kỳ lại bắt đầu bất ổn, khung kiếm dần dần tan vỡ, kiếm khí tản đi khắp nơi. Thế nhưng Đặng Kỳ lại thuận thế đâm về phía trước, thanh canh kim kiếm hoàn toàn tản đi khắp nơi hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Vô số canh kim kiếm khí như bầy ong lao về phía Ân Văn Hoa. Mặc dù ưng đã hóa thành bồ câu, thế nhưng bồ câu cũng có thể giết người không dùng ưng giết thì lợi dụng bồ câu để giết. Vô số canh kim kiếm khí ùn ùn kéo tới, giống như kim châm, như chùy gai, lại giống mưa tên bắn tới. Phủ kín tầm mắt, sát khí ngút trời. Ân Văn Hoa dựng kiếm trước người, tay trái chập lại thành chỉ, dán trên thân kiếm, lao qua toàn bộ thân kiếm. Một gốc cây trầu dựng đứng trước người hắn ta, đầy trời hoa trầu trắng muốt nở bung ra, rơi xuống làm mưa hoa, bay lả tả. Kiếm khí tách hoa trầu ra, từng đóa hoa đều đụng vào tuyến ô kim, một kiếm này của ân văn hoa có tên là thanh minh chính là xuân nhật đệ ngũ kiếm trong kiếm điển nhị thập tứ tiết khí sơ hậu thanh minh cây trầu kết hoa hoa trầu trắng đầy trời này chính là dùng thanh minh kiếm khí đối kháng canh kim kiếm khí kiếm khí tranh chấp từng tia va chạm kiếm khí sắc nhọn va chạm chói tai hết đợt này tới đợt khác mà ân văn hoa sải bước đạp về phía trước trong đầy trời hoa rơi đón cơn mưa kiếm khí màu ô kim chấn động trường kiếm trong tay đưa ra biến hóa thứ hai trong kiếm thức thanh minh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhị hậu, chuột đồng hóa chim cun cút. Hắn ta bước nhanh tới, tay áo bồng bềnh. Cổ kiếm Trúc Minh được truyền thừa lâu đời tại thư viện Long Môn, dường như một cây bút vẽ, vẽ ra cảnh xuân đầy sức sống. Ngọn gió hóa thành chuột đồng ngây thơ chân thành, chạy tán loạn bốn phía, rồi từng con lại vùi đầu vào trong lòng đất. Mà ánh kiếm trên thân kiếm Trúc Minh thoát kiếm bay ra, hóa thành từng con chim có một sợi lông cong trên đầu, bay tới bay lui, tự do vô cùng. Cảnh tượng này đẹp như tranh vẽ. Thấy vậy, hứa tượng càng khen ngợi, với tuổi tác của nó, vậy mà có thể vận dụng hai kiếm kinh chập, thanh minh tới cảnh giới như thế này, thật sự là thiên phú kiếm thuật tuyệt đỉnh. Không chỉ như vậy, tử thư thuận miệng nói, trong các đệ tử trẻ tuổi của Thư viện Long Môn, chỉ có ba người thông tu kiếm điển nhị thập tứ tiết khí, sư huynh ân văn hoa chính là một trong số đó. Hứa tượng Càn nhíu mày, nói người nói là thông tu kiếm điển nhị thập tứ tiết khí lý long xuyên rất rõ ràng mặc dù hứa chán cao là kẻ không đứng đắn lắm thế nhưng ánh mắt lại vô cùng tốt hắn ta đã nghi ngờ về điều này đã nói rằng chuyện thông tu kiếm điển nhị thập tứ tiết khí kiếm là một chuyện vô cùng khó khăn trên thực tế đâu chỉ là khó khăn có thể diễn tả kiếm điển nhị thập tứ tiết khí bao hàm toàn diện được xưng là điển thế chi kiếm ý này chính là kiếm điển này có thể xưng là kinh điển vạn thế cũng là quyển sách mà người luyện kiếm nào cũng nên tham khảo là kiếm điển chấn viện của thư viện long môn mọi người nhắc tới đều nói bộ kiếm điển này là do long môn sơn chủ diêu phủ sáng tạo ra thế nhưng diêu phủ lại nhiều lần cường điệu rằng bộ kiếm điển này cũng không phải do một mình ông sáng tạo chỉ nói đây là cộng đồng tâm huyết các đời cường giả của thư viện long môn sau khi xem xong bộ kiếm điển nhị thập tứ tiết khí thì hoàn toàn chính xác không phải do một mình diêu phủ sáng tạo ra Thế nhưng cũng rõ ràng cho thấy vị đại nho này đã tổng kết vô số kiếm thuật ưu tú của thư viện Long Môn, tự mình chỉnh lý, biên soạn, dung hợp, bổ sung, thăng hoa mới trở thành một bộ kiếm điển tuyệt thế. Có gần một nửa kiếm thuật là tổng kết trên cơ sở tiền nhân để lại, một nửa kia lại là một mình ông ta sáng tạo ra. Cuối cùng dung hợp bọn chúng thành một, tạo thành kiếm điển nhị thập tứ tiết khí, cũng không biết đã tiêu hao bao nhiêu công sức và tâm huyết. Không có Diêu phủ thì không thể làm nổi chuyện này. Dựa vào bộ kiếm điển này, cống hiến của Diêu phủ đối với thư viện Long Môn cũng đủ chen vào năm vị trí đầu trong các đời sơn chủ. Bởi vậy cũng có thể suy ra, bộ kiếm điển này mạnh mẽ như thế nào. Nhị thập tứ tiết khí kiếm, mỗi một kiếm đều là một bộ kiếm thuật đặc sắc. Phần lớn đệ tử chân truyền của thư viện Long Môn đều chỉ tập trung tu luyện một vài kiếm trong đó, luyện là cả một đời, cũng không phải tu luyện càng nhiều lại càng tốt. Cho dù là tu sĩ siêu phàm, mỗi ngày cũng chỉ có 24 tiếng cần làm cái gì, không nên làm cái gì đều có sắp xếp riêng. Tu hành kiếm thuật cũng không thể ăn gian, từ nắm giữ tới sử dụng một môn kiếm thuật đều cần khổ luyện rất nhiều, còn cần hao tâm tổn trí rèn luyện. Ham muốn thông hiểu chư pháp, kết quả lại thường là không hiểu cái gì. Những tu sĩ lớn tuổi khó khăn tăng trưởng cảnh giới tu hành, khó mà tiến thêm, thông tu nhị thập tứ tiết khí kiếm cũng không phải không có khả năng. Thế nhưng những thiên kiêu như Ân Văn Hoa, lại tiêu thời gian cho loại sát pháp như nhị thập tứ tiết khí kiếm này thật sự là lẫn lộn đầu đuôi, chậm trễ tu hành, làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Tử thư vẫn đang quan sát trận đấu phía trên, chỉ cười nói, "Ha ha, cũng không khó lắm mà." Chiếu Tỷ Tỷ cũng thông tu đó. "A ha ha." Hứa Tượng cản ngượng cười. "Thư viện Thanh Nhai và Thư viện Long Môn đều thuộc bốn thư viện lớn nhất thiên hạ, hắn ta rất hiểu độ khó khi thông tu nhị thập tứ tiết khí kiếm là như thế nào." Lời này của Tử thư, làm cho hắn ta không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, Chiếu Vô nhan nói, tại nội phủ thứ hai ân sư đệ đã gỡ xuống không minh kiếm tâm môn thần thông này còn được xưng là tâm tính linh động mà sáng suốt thấy được vạn kiếm chi tông cho nên trên việc tu hành kiếm thuật hắn ta tu luyện nhanh hơn nhiều so với thiên tài bình thường giọng nói ung dung như mây trôi cũng an bình như trăng sáng hứa tượng càn ậm ừ nói hóa ra là như thế khó được không thuận cắn bỏ lên thực ra cũng đã kích động vô cùng đúng là loại cảm giác này thực sự là cảm giác này Nàng ta luôn có thể xoa dịu trái tim của người một cách dễ dàng. Khi ở cạnh nàng, có được cảm giác an bình mà ở bên người khác không có được. Xét tới dung nhan mà nói, nàng cũng không tính là tuyệt sắc, còn lâu mới có thể so sánh với mỹ nhân như Dạ Lan Nhi. Thế nhưng nàng lại có thể lay động trái tim của Hứa Tượng Càn, càng hơn bất cứ mỹ nhân nào, cũng bởi vì loại khí chất này. Trong thư viện Long Môn, nàng rất được kính trọng và yêu mến, là tồn tại bất khả xâm phạm trong lòng của vô số đệ tử tuổi trẻ mà ở ngoài thư viện Long Môn, người mến mộ nàng cũng như cá giết sang sông. Như những thanh niên tài tuấn hứa tượng càn của thư viện Thanh Nhai, dương liễu của điếu hải lâu, cũng không phải là hiếm có. Nàng có vẻ mỹ lệ riêng của bản thân. Đó là một loại mỹ lực càng hơn ngũ quan xinh đẹp mê người. Hứa tượng càn phải dùng nghị lực rất lớn, mới có thể làm cho ánh mắt của mình đưa trở lại đài diễn võ. Mà trên trận, đối mặt thanh minh thức thứ hai của ân văn hoa, lựa chọn của đặng kỳ là hướng phía trước. Mặt nạ thanh đồng nặng nề làm cho người ta không thể thấy được mặt mũi của hắn ta, thế nhưng thân hình của hắn ta rất hoàn mỹ, vai rộng eo hẹp, vạt áo tung bay. Năm ngón tay cầm kiếm thon dài mà mạnh mẽ, có cả mỹ cảm lẫn lực lượng. Giờ phút này, kiếm khí của hắn ta bắn ra, trong tay đã không kiếm, thế nhưng vẫn duy trì dáng vẻ cầm kiếm. Hắn ta vừa đi về phía trước, dáng vẻ tùy ý thản nhiên. Tay đang khép hờ kia, đầu tiên bắn ra một tia kiếm khí theo ngón trỏ. Canh kim kiếm khí màu ô kim rơi xuống mặt đất làm cho mặt đất đại diễn võ bịt kính một luồng sáng màu ô kim kiếm khí mà ân văn hoa giấu trong lòng đất đã bị ngăn cản như vậy tiếp theo là ngón giữa kiếm khí màu ô kim hóa thành mũi nhọn thành hình xoắn ốc bắn về phía trước như có thể xuyên qua không khí cũng xuyên qua khoảng cách giữa hắn ta và ân văn hoa vậy sau đó là ngón áp út ngón cái và ngón út năm ngón tay lần lượt bắn ra như hoa nở rộ đặng kỳ như đang đi dạo trong bụi hoa nhàn nhã phong tao dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng lại vô cùng mỹ lệ làm cho người ta tò mò hình dáng chân thật phía sau lớp mặt nạ thanh đồng kia. Kiếm hoa đầy trời phất phới cùng với vô số kiếm khí thanh minh hóa chim, đều bị quét sạch sành xanh, tầm mắt trở nên trống trải. Chính là tiểu vô tướng miêm hoa kiếm chỉ. Trên khán đài, hách liên vân vân ngồi xem với vẻ ung dung. Lúc này, nàng ta lại có vẻ quý khí uy nghi, không nói lời nào, nhìn chầm chầm, vào đài diễn võ. Trên thực tế, nàng ta đang dùng móng tay bóp chặt mình, mới có thể kiềm chế không nhảy dựng lên gieo hò cổ vũ. Dù sao pháp tướng của mẹ nàng, vị nữ đế vĩ đại của mục quốc, đã giáng lâm tới nơi này. Âm thầm theo đuổi triệu nhữ thành như thế nào đi nữa, cũng là chuyện riêng của nàng. Nếu như thể hiện vẻ mê trai trước mặt người trong thiên hạ, rất có thể hòn ngọc quý trên tay sẽ biến thành bùn đất dưới chân. Cho nên nàng phải ngồi đoan trang, ung dung, bình tĩnh. Mà bên cạnh nàng ta là một ni cô đội mũ rộng vành, lụa đen rủ xuống che đi khuôn mặt tăng y vài đai thô màu đen rộng thùng thình, làm cho người ta không rõ dáng vẻ của người này như thế nào. Vào ngày hôm qua, Hách Liên Vân Vân vẫn ngồi một mình, cho nên vị Nico cô áo đen này mới đến hôm nay. Từ mở màn tới giờ vẫn chưa từng nói chuyện, chỉ khi nhìn thấy môn kiếm chỉ này của Đặng Kỳ thì mới hỏi với vẻ kinh ngạc, mục quốc các ngươi còn có sát pháp ẩn chứa Phật vận sâu đậm như vậy sao? Cũng không trách nàng ta sao lại kinh ngạc như thế. Một quốc gia của thần như mục quốc, đối với lực lượng siêu phẩm ngoại lai mà nói có tâm bài xích rất mạnh, Nho gia còn không thể mở thư viện tại Mục Quốc, lại càng không cần phải nói Phật giáo là một giáo phái mang sắc thái tông giáo rất mạnh. Đại mục đế quốc chúng ta đất rộng của nhiều, cường giả như mây, thiên kiêu như mưa, loại sát pháp nào mà không có chứ. Hách liên vân vân bình tĩnh khoát tay, nói, chẳng có gì là lạ cả. Mà trên khán đài đối diện, thần tị ngọ của Tống Quốc cũng cho mày. Thiên kiêu có thể đại diện cho mục quốc xuất chiến Hoàng Hà Hội, tất nhiên không tầm thường. Dù mạnh hơn nữa cũng có thể tiếp nhận. Kim qua, xuất thân danh môn vọng tộc là Kim Thị, đã nổi danh bởi chiến lực mạnh mẽ. Cái tên đặng kỳ này lại có thể thay thế Kim Qua, trước khi thi đấu chính thức bắt đầu, thực lực chắc chắn sẽ chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Thần tị ngọ tuyệt đối sẽ không coi thường. Tống quốc lại càng không có tư cách coi thường mục quốc. Thứ làm cho thần tị ngọ co mày là, cái tên đặng kỳ này, năng lực rất hỗn tạp. Đánh tới hiện tại, lại không hiển lộ lực lượng của thần giáo, cũng không biểu hiện ra tuyệt học của gia tộc chân huyết nào của mục quốc cả. Ngay cả những bí thuật nổi tiếng của Vương Đình Mục Quốc cũng không luôn. Hắn ta đều dùng một vài bí thuật sát pháp hiếm thấy ít ai tu luyện, thậm chí còn chưa nghe nói qua bao giờ. Ví dụ như canh kim kiếm khí, cũng không ít người biết nó, cũng có rất nhiều sát pháp lấy canh kim kiếm khí làm cơ sở được lưu truyền ra. Thế nhưng có thể tinh khiết sắc bén tới như vậy, lại có thể tụ tán tùy tâm, thiên biến vạn hóa. Sát pháp mà đặng kỳ sử dụng có thể nói là đáng sợ, chỉ không biết là có tên gì, lại được ai sáng tạo mà hiện tại hắn ta lại sử dụng tiểu vô tướng niêm hoa kiếm chỉ, bao gồm ảo diệu cả đạo lẫn Phật, chính là do một vị cường giả từ Phật nhập đạo sáng tạo ra, thế nhưng truyền thừa này cũng đã từ ngàn năm trước rồi. Thần tị ngọ cũng là đọc được từ một quyển sách cổ, mới có thể nhận ra nó. Những đòn sát thủ như vậy, đặng kỳ còn có bao nhiêu? Tự thân hắn ta chính là thông hiểu lục nghệ, dùng ngũ xạ bạch thỉ, tham liên, diệm chú, tương xích và tỉnh nghi để thành đạo. Cũng coi như là người đọc nhiều sách vở, Kiến thức uyên bác, năng lực rất hỗn tạp, thế nhưng cái tên đặng kỳ này vẫn làm hắn ta nhìn không thấu, không nhìn thấu sư phụ truyền thừa, nhìn không thấu năng lực thật sự, giống như mọi thứ của người này đều được ẩn giấu phía sau chiếc mặt nạ thanh đồng quái dị kia vậy. Lại có khả năng vô hạn. Hắn ta lắc đầu. Đối mặt với vị thiên kiêu này, Ân Văn Hoa không có chút cơ hội nào cả. Ngoại lâu trận, Tống Quốc chưa tiến vào top 8, hiện tại nội phủ trận cũng thua vòng đầu tiên trong thi đấu chính thức. Áp lực trên người hắn ta bỗng nhiên lớn lên thiên kiều mạnh nhất tống quốc trên khán đài đã hạ kết luận thế nhưng ân văn hoa cũng không đồng ý với ý kiến này hoặc nói đúng ra dù bất cứ kẻ nào phủ nhận hắn ta hắn ta chỉ cầu đáp án với thanh trúc minh kiếm trên tay mà thôi tiểu vô tướng miêm hoa kiếm chỉ của đặng kỳ vừa được sử dụng đã dọn sạch đài diễn võ chỉ trong nháy mắt ân văn hoa đã không kịp thể hiện ra chiêu thứ hai trong thanh minh kiếm đảo ngược cầm trúc minh kiếm cái gọi là trúc minh trong phòng tối thanh kiếm này là thanh kiếm vùi đầu vào kinh điển nghiên cứu và tìm kiếm tri thức đương nhiên cũng là kiên quyết tiến thủ kiên định như một được liệt vào danh khí phổ của tống quốc từ nhỏ hắn ta đã dùng thanh kiếm này phòng thân đã sớm tâm ý tương thông khi thanh kiếm đảo ngược chợt có một luồng sáng hừng hực bay lên bắn thẳng về phía đặng kỳ kiếm khí như cầu vồng thanh minh kiếm có ba chiêu sơ hậu đồng thủy hoa nhị hậu điện thử hóa vi như tam hậu hồng thủy kiến hiện tại chính là chiêu thứ ba Hào quang bao phủ khung trời, cầu vồng nối thẳng lên trời. Bầu trời cũng tách ra, khoảng cách không còn tồn tại, không khí cũng bị thông suốt, kiếm này như thần quang từ trời hạ xuống, trong mắt người xem chỉ thấy cầu vồng sán lạn, vô cùng lóa mắt. Nhưng năm ngón tay đặng kỳ như đóa hoa nở rộ, như gảy đàn đêm hè, lại như đàn sắt ngày thu, là xuân sớm hái hoa, rất có mỹ cảm, ung dung nhàn nhã. Cũng không biết tại sao hơi chuyển tay, đã nắm cầu vồng vào trong tay. Nghiêm Hoa Ngũ chỉ nắm cầu vồng cảnh tượng này thật xinh đẹp, như thơ như họa, làm cho người ta say mê, làm cho người ta kinh ngạc thán phục. Hoa nở hoa tàn, duyên sinh duyên diệt. Tiểu vô tướng niêm hoa kiếm chỉ, bóp nát kiếm khí cầu vồng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà lúc này, Đặng Kỳ và Ân Văn Hòa đã đối mặt nhau tại chính giữa đài diễn võ. Từ khai chiến tới nay, đã giao thủ mấy hiệp. Thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên, cả hai tới gần nhau như vậy. Khoảng cách này rất khéo. Chúc Minh Kiếm kiếm dài ba thước rưỡi đây là khoảng cách tất sát của một thanh kiếm cho nên khi kiếm khí cầu vòng của thanh minh kiếm vừa nát kiếm thế của ân văn hoa lại biến đổi lượn vòng lại rồi chém xéo lên kiếm như hồng nhạn bay lên kiếm làm huyền điều hot không khí rít gào kiếm khí tung hoành hồng nhạn gáy huyền điều kêu bách điều hot thần thông không minh kiếm tâm không chỉ trợ giúp tu hành kiếm thuật mà hiệu quả bổ trợ khi tấn công cũng rất lớn từng chiêu đều hoàn mỹ tùy tâm tùy ý bạch lộ kiếm cũng có ba chiêu nhất hậu hồng nhạn lai nhị hậu huyền điểu quy tam hậu quần điểu dưỡng tu một hơi ân văn hoa dùng cả ba kiếm đẩy kiếm thế lên tới đỉnh phong trong khoảnh khắc bách điểu cùng hót quấn quanh đặng kỳ tấn công liên tục liên miên như mưa rơi ánh kiếm của trúc minh kiếm bao phủ toàn bộ đài diễn võ khắp trời đều là kiếm khí của bạch lộ kiếm một kiếm này phá nát thị giác diệt sạch giác quan làm cho người ta chỉ có thể thấy bạch lộ chỉ có thể thấy bách điểu kiếm khí tung hoành tựa như bách điều triều phượng. Không phải phượng mà bị chúng chiều bái, hẳn phải chết. Kiếm ý, kiếm khí, kiếm quang kinh khủng đã bao phủ đạn kỳ. Thế nhưng như vậy vẫn chưa xong. Chân ý của một kiếm này là bảy chim chữ lương thực để vượt qua tiết đông chí. Cho nên sát chiêu chân chính lại là một kiếm khác trong nhị thập tứ tiết khí kiếm. Đông chí kiếm. Ân văn hoa dùng bạch lộ để tạo thế. Dùng đông chí kiếm quyết định thắng bại. Vừa lúc tương hợp đạo lý thu qua đông tới, cũng là đạo pháp tự nhiên. Nếu không luyện thuần thục nhị thập tứ tiết khí kiếm, tuyệt đối không thể làm được tới mức này. Khi bạch lộ kiếm đã xúc thế tới mức đỉnh phong, vậy uy năng của đông chí kiếm kia sẽ mạnh tới mức đáng sợ. Chân chính đạt thành một kiếm dẫn đông chí, vạn vật đều điêu linh. Năm đó, trận chiến thành danh của Long Môn Sơn chủ Diêu Phủ, chính là một kiếm này đã thay đổi đất trời, làm giữa hè biến thành mùa đông, giết sạch toàn bộ đối thủ. Đương nhiên ân văn hoa còn không làm được tới mức đó thế nhưng muốn làm cho tuyết bay trong vòng ba bước mà nói cũng không phải là vấn đề gì lớn đây là thế tuyệt sát nhưng mà bước chân rời rạc của đặng kỳ bỗng nhiên biến chuyển bước đi của hắn ta rất kỳ lạ rõ ràng là bước về phía bên phải thế nhưng khi bước chân hạ xuống đất lại có thể tránh khỏi kiếm khí kiếm quang mãnh liệt bước vào khu vực một mét quanh người ân văn hoa loại bộ pháp này là gì vậy chứ trong đầu ân văn hoa vừa mới xuất hiện ý nghĩ này chợt thấy được bóng mờ của một con kim xí đại bằng điểu nhào tới trước mặt con chim này dùng rồng làm thức ăn tuy không phải phượng hoàng lại có thể được bách điểu chiều bái mà không sao nhìn kỹ lại đó lại là một chiêu kiếm chỉ màu vàng kim thánh khiết sán lạn nhanh quá nhanh con mắt vừa mới thấy được ngón tay thì một chiêu kiếm chỉ này đã chỉ thẳng chán bạch lộ chưa tan đồng chí còn chưa tới kiếm chỉ này lựa chọn thời cơ có thể nói là tuyệt diệu đánh gãy thời cơ chuyển tiếp giữa hạ và đông loại bỏ thế tuyệt sát chỉ trong nháy mắt đau đớn khoách tán toàn thân lúc này ân văn hoa mới cảm nhận được đau đớn một luồng sáng xanh đã bao phủ hắn ta dư tỷ đã ra tay dư tỷ phán đoán hắn ta đã gặp phải nguy cơ tử vong trong nháy mắt ân văn hoa mất hết sức lực con mắt trợn tròn nhìn tới hai ngón tay màu vàng kim đã hóa thành kiếm chiêu chậm rãi rút khỏi miệng vết thương tại giữa chán hắn ta tại sao ta lại bị thua chứ hắn ta nghĩ ta thông tu nhị thập tứ tiết khí kiếm có thể nói là vô địch cùng cảnh giới đấu chiêu có thể dùng đấu chiến thất thức tung hoành thiên hạ mà nhị thập tứ tiết khí kiếm của sơn chủ cũng là tuyệt đỉnh trên thế gian tại sao ta lại ngã xuống ngay vòng thi đấu chính thức đầu tiên cơ chứ từ nhỏ đã rời khỏi gia đình vứt bỏ cuộc sống thoải mái cơm ngon áo đẹp nhập học thư viện long môn mỗi ngày đều chăm chỉ học tập luyện công chưa bao giờ dám lười biếng từ một đứa nhỏ bước đi còn không vững đi tới ngày hôm nay trở thành niềm kiêu hãnh của cả gia tộc đại biểu cho tống quốc bước vào quan hà đài những đêm lạnh luyện kiếm những buổi sớm cố gắng học tập cũng chỉ đủ đi tới nơi này thôi sao? Nhị thập tứ tiết khí kiếm của ta, mới dùng tới kiếm thứ tư thôi mà. Sơn chủ vẫn luôn nói, trong thiên kiêu còn có thiên kiêu, bên ngoài núi cao còn có núi cao hơn. Ta cũng chỉ có thể tới nơi này. Ân văn hoa có một loại cảm giác mát lạnh. Không biết tại sao, máu tươi đang chảy từ giữa chán. Vậy mà không ấm áp. Có lẽ là bởi vì... Tiếc núi. Trên diễn võ đài chữ bính, thắng bại đã rõ. Trên vị trí quan chiến, Diệp Lăng Tiêu không khỏi ồ lên một tiếng, giả lâu la phá trận kiếm chỉ. Lý do khiến ông ta ngạc nhiên cũng giống như thần tị ngọ. Thủ đoạn của đặng kỳ quá thực vô cùng phong phú. Trước thì có tiểu vô tương nghiêm hoa kiếm chỉ, từ đạo giáo và Phật giáo hợp lại mà thành. Giờ đây, giả lâu la phá trận kiếm chỉ lại có vẻ tuyệt diệu của Phật Pháp và binh gia. Ngoài ra, còn cả sát pháp canh kim kiếm khí đã được vận dụng ngay từ đầu kia, khiến người ta khó mà đoán ra được gốc rễ nhưng chiến thuật của người này trong trận chiến quả thực là tinh diệu tuyệt luân diệp lăng tiêu cũng chỉ có thể mơ hồ đoán được đó hình như như là đại ngũ hành hỗn thiên bộ bí thuật này phải lấy phong trong ngũ hành làm nền tảng tu hành chỉ riêng một bước này thôi đã ngăn cản quá nhiều người hơn nữa quá trình tu luyện này vô cùng phức tạp ngay cả thời điểm bí thuật này có tiếng tăm thì cũng rất ít người có thể tu thành vốn tưởng rằng đã thất truyền mục quốc kiếm đâu ra một người như vậy không thể nghi ngờ bối cảnh của một nước bá chủ có nhiều công pháp huyền bí cũng chẳng có gì lạ. Nhưng sức người có hạn, một người mà truy cầu thủ đoạn chiến đấu quá nhiều, tất nhiên có thể dẫn đến tu hành không đủ. Nhị thập tứ tiết khí kiếm điển dù sao cũng là một bộ hoàn chỉnh, chúng có liên quan đến nhau, có thể đồng tham đại đạo. Canh kim kiếm khí sát pháp, tiểu vô tương niêm hoa kiếm chỉ, già lâu la phá trận kiếm chỉ, đại ngũ hành hỗn thiên bộ tuy rằng tất cả đều rất mạnh mẽ, nhưng chúng không quá liên quan tới nhau, khó mà nhập chung khi cường giả bồi dưỡng hậu bối đều sẽ giúp lập thành hệ thống sát pháp, chứ không phải để họ cầm gì luyện đó, lung tung, tùy tiện. Đương nhiên, một nước hùng mạnh, như mục quốc lại càng không thể để thiên kiêu của nước mình mắc phải sai lầm như vậy. Trừ khi, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.